Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 95. Vây hãm, Tiêu Phàm không cho Tiếu Thương Sinh có cơ hội, không dễ dàng gì vây hãm được hắn, nếu như không làm cạn kiệt sinh cơ của hắn, chẳng phải mấy canh giờ trước của mình làm công toi sao. Ý niệm khẽ động, từng đường sinh tử hoàng tuyền lộ nhanh chóng áp sát, đan xen thành một tấm lưới lớn kín mít, điên cuồng rút ra huyết khí và sinh cơ trong cơ thể của Tiếu Thương Sinh. Sắc mặt Tiếu Thương Sinh vô cùng nhăn nhó, có thể thấy rõ ràng, trên thân Tiếu Thương Sinh hiện lên một tia sương mù màu đỏ máu, hắn muốn hút lại huyết khí, nhưng xem ra đang rất vất vả. Nơi xa, có một vài tu sĩ can đảm ngước lên nhìn trận chiến, khi thấy Tiếu Thương Sinh bị Tiêu Phàm vây hãm, đám người lộ vẻ kinh ngạc. Cổ Nhược Trần là một trong số vài người đang quan sát trận đấu, nhìn thấy cảnh tượng này cũng khẽ gật đầu nói, làm địch tưởng rằng mình yếu, để từ từ hủy diệt huyết khí của đối phương, sau đó đột nhiên bộc phát, bộ da thịt này của Tiếu Thương Sinh xem như hủy. Có điều, muốn giết chết Tiếu Thương Sinh vẫn là rất khó khăn, hơn nữa chiêu này hao mòn quá lớn đối với cơ thể. Cổ Nhược Trần lặng lặng quan sát trận chiến, trong lòng hắn đang xác định tình hình. Cường giả chân chính, có thể từ trận chiến của người khác, phát hiện ra nhược điểm của mình, khiến bản thân càng trở nên cường đại, Cổ Nhược Trần chính là người như vậy. Trong một thoáng, lại thầm nói với mình, vương tộc của Tu La Sơn, tự xưng là cao ngạo, không coi ai ra gì, có lẽ lần này truyền thừa ở Tu La Sơn mở ra, có rất nhiều người phải trả giá lớn. Phá, cũng ngay tại lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, hư không truyền ra tiếng vang ầm ầm kinh khủng, lại nhìn thấy một đạo lưu quang từ bên trong sinh tử hoàng tuyền lộ bắn ra, giống như một viên thiên thạch nhào xuống dưới mà chạy. Muốn chạy, Tiêu Phàm cười lạnh. Hắn có thể xác định rằng, bộ thân thể này của Tiếu Thương Sinh chắc chắn đã chết, điều hắn muốn làm bây giờ, đoán chừng là đoạt lấy nhục thân của một người nào đó. Trong những người này, Tiếu Thiên Cơ và Tiếu Thiên Tà là chọn lựa đầu tiên, một kẻ khác là Tiếu Thiên Vận, bởi vì là nữ tử nên cơ hội nhỏ hơn một chút. Tiêu Phàm rất nhanh, đồng tử của hắn nhìn chằm chằm Tiếu Thương Sinh, hắn muốn xem, Tiếu Thương Sinh rốt cuộc muốn đoạt lấy ai. Bên trong thần cung, ba người Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Tà và Tiếu Thiên Vận vốn dĩ đang chiến đấu, đột nhiên thần sắc khựng lại, chỉ cảm thấy ngực đau nhức một hồi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ba người thấy vậy, vội vàng đẩy lui đối thủ của mình tụ tập lại một chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ cần Tiếu Thương Sinh đoạt xá một người trong đó, hai người khác sẽ ra tay. Hừ, chỉ dựa vào chút thủ đoạn ấy của các ngươi, cũng có thể ngăn cản bản thần chủ sao? Lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên trong không trung, thân ảnh Tiếu Thương Sinh đang đến gần. Ngay sau đó, ba người Tiếu Thiên Cơ đột nhiên cảm thấy trái tim như bị người ta bóp nát, linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là Tiếu Thương Sinh thúc giục thần quỷ đoạt hồn phù, chuẩn bị hủy đi linh hồn ba người họ. Phong, Tiếu Thiên Cơ khẽ cắn môi, thiên cơ bàn trên đầu hiển hiện, trong nháy mắt linh hồn của hắn từ mi tâm xông ra. Chỉ một thoáng, có thể nhìn thấy phía trên thiên cơ bàn hiện lên một quang ảnh nhỏ bé, hiển nhiên là linh hồn của Tiếu Thiên Cơ, một luồng sức mạnh huyền diệu của thiên cơ bàn bao phủ Tiếu Thiên Cơ, phong ấn hoàn toàn hắn. Mặc dù trên mặt của hắn lộ ra vẻ đau đớn, nhưng linh hồn của hắn tạm thời được bảo vệ, chỉ là không thể chịu đựng quá lâu, tối đa cũng chỉ đến thời gian uống cạn nửa chén trà mà thôi. Nát, Tiếu Thiên Vận nhẹ nhàng đập hai chưởng, thân thể của nàng bỗng nhiên ngã nhào xuống dưới. Dường như xương cốt toàn thân vỡ vụn, trong nháy mắt cả người cũng giống như không có linh hồn. Chỉ có Tiếu Thiên Tà dáng vẻ như không có gì, sắc mặt lạnh lùng nhìn lên không trung. Ha ha, lão bát, xem ra thân thể của ngươi thích hợp với ta nhất, như vậy, những người khác đều có thể chết rồi. Nhìn thấy Tiếu Thiên Tà không sao, Tiếu Thương Sinh bỗng cười lớn. Chỉ một thoáng, một bóng sờn ác từ bộ da thịt của Tiếu Thương Sinh bắn ra. Không đợi Tiếu Thiên Tà kịp phản ứng, trong nháy mắt chui vào mi tâm của Tiếu Thiên Tà. Khóe miệng Tiếu Thiên Tà có chút dương lên, tựa như đạt được âm mưu. Đột nhiên, trên người hắn bộc phát ra một luồng khí tức cuồng bạo, áo bào nửa người trên bị chấn động vỡ vụn, đám người ngay tức thì nhìn vào ngực của Tiếu Thiên Tà. Chỉ thấy trên ngực hắn, điêu khắc hai đạo phù văn, một đạo trong đó tựa như một cái lồng vây khốn một đạo khác. Trong đó có hai nguồn sức mạnh đang va chạm nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hỗn xược, các ngươi dám gạt ta,
Giọng nói tức giận từ trong miệng Tiếu Thiên Tà thốt ra, có điều đây là giọng nói của Tiếu Thương Sinh. Không lừa ngươi, ngươi làm sao có thể nhảy vào cơ thể của Tiếu Thiên Tà. Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tiếu Thiên Tà, lấy tay vung lên, xung quanh bỗng nhiên xuất hiện 6 thân ảnh. 6 người ngơ ngác nhìn bốn phía, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ đau đớn. Đây không phải là Tứ Vương Tử, Lục Vương Tử, và Thất Công Chúa sao? Bọn họ bị cùng một người bắt giữ sao? Đám người kêu lên sợ hãi, ra vẻ khó tin. Những người khác cũng không tốt đẹp gì, 6 vị vương tử và công chúa lại bị một người bắt làm tù binh, đây quả thực là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết. Nhưng việc này lại xảy ra ngay trước mặt, làm sao khiến bọn chúng không khỏi kinh ngạc chứ? Ngươi là Kiếm Hồng Trần. Lục Vương Tử đau đớn há mồm trợn mặt, nhưng vẫn phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm. Mấy đại vương tử khác cũng không tốt đẹp gì, bọn chúng bị Tiêu Phàm bắt làm tù binh thì cũng bỏ đi, vậy mà bị vứt vào một nơi hôi hám rác rưởi giam cầm suốt một tháng, bọn chúng làm sao có thể nuốt nổi cục bực này. Câm miệng cho ta, Tiếu Thiên Cơ quát một tiếng, mấy đại vương tử và công chúa vội vàng ngậm kín miệng, sâu trong nội tâm của bọn chúng có một nỗi sợ hãi với Tiếu Thiên Cơ. Có điều khi bọn chúng nhìn thấy Tiếu Thiên Tà, con người co rụt lại, Tứ Vương Tử kinh ngạc nói thần, thần chủ Đoạt Xá Lão Bát. Sau khi kinh ngạc, mấy người lại cảm thấy có chút may mắn, nếu như Tiếu Thương Sinh Đoạt Xá Bát Vương Tử, vậy bọn chúng chẳng phải là có cơ hội sống sót. Lão Bát mà chết, chúng ta cũng đều phải chết. Tiếu Thiên Cơ dội cho mấy người kia một chậu nước lạnh, các ngươi cảm thấy Tiếu Thương Sinh sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đám người ngậm ngùi. Dựa vào sự hiểu biết của bọn chúng về Tiếu Thương Sinh, hắn tuyệt đối không buông tha bọn chúng. Bởi vì một khi Đoạt Xá Tiếu Thiên Tà thành công, bọn chúng trong mắt Tiếu Thương Sinh cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi, thậm chí sẽ tìm cách luyện bọn chúng thành mệnh nguyên châu, dùng cho bản thân. Tất cả yên lặng cho ta. Tiêu Phàm lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả mọi người, ai cũng không dám nói nữa, bao gồm cả Tiếu Thiên Cơ. Dừng một chút. Tiêu Phàm lại truyền âm cho mấy người nói, hiện tại chỉ là vây khốn linh hồn của hắn mà thôi, các người muốn sống, một bước mấu chốt nhất ngay tại lúc này, người của các người nhất định phải ngăn cản ảnh thần vệ. Tiêu huynh yên tâm, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ ngăn cản. Tiếu Thiên Cơ sát khí nặng nề nói, trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị. Tiêu Phàm gật đầu nhẹ, chỉ một thoáng, một đạo lưu quang từ ấn đường của Tiêu Phàm bắn ra, tiến vào bên trong Tiếu Thiên Tà. Cùng lúc đó, ánh mắt của Tiêu Phàm lập tức trở nên si ngốc, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bên trong không gian ý thức của Tiếu Thiên Tà, đỉnh đầu của hai thân ảnh, đang lơ lửng một hạt châu màu đỏ, hạt châu màu đỏ chính là tỏa hồn châu. Phù một tiếng, thân ảnh của Tiêu Phàm bỗng nhiên vọt vào, khi thấy hai người đều không nhúc nhích, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi. Tiêu huynh, nguy hiểm thật, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Tiếu Thiên Tà thổ ra một hơi. Sau đó lại kinh ngạc nói, Tiêu huynh, người đưa tỏa hồn châu vào không gian ý thức của ta từ lúc nào vậy? Thời điểm trên ngực ngươi bố trí tỏa hồn ấn phù, Tiêu Phàm không giấu giếm. Tiếu Thiên Tà không khỏi sợ run cả người, nếu như mình có ý nghĩ chống đối Tiêu Phàm, kẻ mà tỏa hồn châu này đối phó không khéo lại là mình. Trong lòng của hắn cảm thấy may mắn, cũng may mình thật sự muốn mời Tiêu Phàm giúp đỡ, mà không toan tính với hắn. Tiểu tử! Ngươi thật sự tưởng rằng ngươi đã thắng rồi sao? Tiếu Thương Sinh nhe răng cười nhìn Tiêu Phàm, hằn học nói. Linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh mà không phẫn nộ thì chắc là giả, trên vạn năm trở lại đây, hắn gặp được mười mấy đời Tu La Điện Chủ, mỗi một kẻ đều là thất bại tan tác ở trước mặt hắn mà quay trở về. Hôm nay Tiêu Phàm lại hủy nhục thể của hắn, điều này khiến hắn vô cùng giận dữ. Hơn nữa, giờ đây còn đang vây khốn linh hồn của hắn nữa. Sát ý vô tận kìm nén trong lòng hắn không cách nào phát tiết ra, nếu như có thể, hắn chắc chắn sẽ xẻ Tiêu Phàm thành tám mảnh. Đương nhiên, sở dĩ hắn tức giận như vậy, chủ yếu nhất vẫn là vì linh hồn phân thân này của hắn có liên quan đến việc bản tôn của hắn có thể tiến vào thiên địa lao ngục hay không. Sắp đặt vạn năm, bản tôn của hắn chắc hẳn đã sắp khôi phục lại, làm sao có thể như ngựa đứt cương tại thời điểm mấu chốt được. Có điều Tiêu Phàm hiển nhiên là không biết những chuyện này. Hắn chỉ biết là phải giết chết Tiếu Thương Sinh, thứ nhất là thay thí thần thú báo thù, thứ hai lại là mài luyện bản thân. Không hổ là cường giả thiên thần, một bộ linh hồn phân thân lại có thể sống sót trên vạn năm. Ánh mắt của Tiêu Phàm lúc này mới nhìn vào Tiếu Thương Sinh đối diện.
Hình dạng của Tiếu Thương Sinh lúc này, không phải là một lão nhân, mà là một nam tử trung niên oai phong lẫm liệt, anh tuấn phi phàm. Cho dù là một linh hồn phân thân, đứng tại đó cũng vô cùng vĩ đại, khiến người ta không thể chạm tới. Tiêu Phàm từ từ đi đến trước linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh, tỏa hồn châu khóa chặt hắn, trong lúc nhất thời căn bản không thể chạy trốn được. Tại đỉnh đầu của Tiêu Phàm, sinh tử luân hồi đồ lơ lửng, tản ra một luồng sinh tử khí ẩn hiện, ngưng tụ thành một vòng xoáy nhỏ, nhanh chóng hấp thụ sức mạnh của linh hồn phân thân Tiếu Thương Sinh. Tiểu tử, người đừng ép ta, Tiếu Thương Sinh lộ vẻ dữ tợn. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không nhúc nhích, không ngừng khống chế sinh tử luân hồi đồ tước đoạt sức mạnh của Tiếu Thương Sinh, hắn giống như trước đó, chỉ từ từ hấp thu sức mạnh của Tiếu Thương Sinh, chứ không cho hắn một kích chí mạng. Linh hồn của Tiếu Thiên Tà căng thẳng đứng cách đó không xa, hai tay nắm chặt, vô cùng phẫn nộ. Lúc này ở bên ngoài, đau đớn trên cơ thể mấy người Tiếu Thiên Cơ đã từ từ biến mất, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh bị Tiêu Phàm chế ngự, hiển nhiên không thể điều khiển thần quỷ đoạt hồn phù. Chiến hồn thiên cơ bàn bao vây lấy linh hồn của Tiếu Thiên Cơ lần nữa trở về với ý thức, Tiếu Thiên Vận cũng lần nữa tỉnh lại, mấy người đề phòng nhìn bốn phía, bảo vệ Tiêu Phàm và Tiếu Thiên Tà ở trung tâm. Đám thuộc hạ áo đen của Tiếu Thương Sinh vẫn cứ liều chết lao vào, vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm dưới chân mấy người Tiếu Thiên Cơ. Sức mạnh của nhóm người Tiếu Thiên Cơ cũng đang từ từ hao mòn, bọn họ biết, những người áo đen này còn chưa phải là lực lượng chân chính của Tiếu Thương Sinh. Ảnh thần vệ, lực lượng có thể uy hiếp được tính mạng của bọn họ từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất hiện, điều này khiến đám người Tiếu Thiên Cơ vô cùng lo lắng. Đại ca, những người này tựa như vô cùng vô tận, chúng căn bản không giết hết được. Lục Vương Tử rốt cục nhìn không được nói, trên người hắn dính đầy máu tươi, nhìn qua vô cùng khổ sở. Những người khác cũng không mấy tốt đẹp, thời gian dài chiến đấu, khiến bọn họ cũng có chút không chịu đựng nổi, tâm thần trở nên mệt nhọc. Nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm lụi xuống mặt đất, nhưng mà những vương tử và công chúa này vẫn đứng vững, dù sao bọn họ cũng đều đạp lên vô số thi cốt và máu tươi để đi đến hiện tại, ý chí không hề tầm thường. Tiểu Lục cẩn thận, Tiếu Thiên Cơ đột nhiên hét lớn, sắc mặt biến đổi, thân ảnh của hắn nhanh chóng đánh tới phía Lục Vương Tử, nhanh như điện. Phụt, Tiếu Thiên Cơ chưa nói hết, hư không xuất hiện một thân ảnh. Một luồng kiếm khí sắc bén trong nháy mắt xuyên thủng lồng ngực của Lục Vương Tử. Lục Vương Tử kinh hãi nhìn lồng ngực của mình, một cảm giác lạnh thấu tim gan xông lên đầu, trong lúc vội vàng, kiếm trong tay hắn đan thành một kiếm hoa, rất nhanh đâm về phía sau lưng. Một đóa huyết hoa nở rộ, nhưng đồng thời, bên cạnh hắn, lại có mấy luồng kiếm khí sắc bén gầm thét lao tới, một thanh kiếm trên ngực chế ngự thân thể của hắn, khiến hắn không có cách nào động đậy. Lại là hai luồng kiếm khí xuyên thấu thân thể của hắn, còn có một đạo đâm thẳng vào mi tâm của hắn, Lục Vương Tử cảm nhận được một luồng uy hiếp tử vong. Ảnh thần vệ, trên mặt Lục Vương Tử lộ ra vẻ dữ tợn, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Kim ô phần nhật, Lục Vương Tử nổi giận dùng toàn lực gầm lên một tiếng, đỉnh đầu một con kim ô lớn mấy chục trượng lớn gầm rú trong hư không, hỏa diễm cuồn cuộn trong nháy mắt bao phủ mấy trăm trượng xung quanh. Cùng lúc đó, luồng kiếm khí kia cũng vừa lúc đâm vào mi tâm của hắn, thân thể Lục Vương Tử ngã xuống, sau đó bị vô số kiếm khí quấy đảo đến vỡ nát. Nhưng linh hồn hắn lại chạy thoát ra, hơn nữa thi triển hỏa diễm đầy trời thiêu đốt bốn phía. Bốn kẻ đánh lén hắn lập tức từ hư không rớt xuống, trên thân bị thiêu đốt bởi ngọn lửa màu vàng, bất luận như thế nào cũng dập không tắt được. Bốn người phản ứng cực nhanh, lách mình chuẩn bị chạy trốn, nhưng lúc này, lại một giọng nói vang lên. Chết, chỉ thấy Tiếu Thiên Cơ gầm lên một tiếng, tay nhẹ nhàng vung lên, bốn đạo lưu quang màu trắng gào thét tỏa ra, trong nháy mắt bao phủ bốn người. Sau một khắc, chuyện quỷ dị xảy ra, chỉ thấy thân thể bốn người kia nhanh chóng khô kiệt, không đến thời gian một hơi thở đã trở nên vô cùng giàn nua. Bàn tay của Tiếu Thiên Cơ nhô ra, đầu của bốn người kia lập tức bị văng lên, sau đó bàn tay làm một động tác nắm chặt, bốn cái đầu tất cả đều nổ tung. Chỉ còn bốn viên thần lực chi tinh lưu lại. Tu sĩ bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hắt ra một hơi lạnh, bọn họ biết thực lực của Tiếu Thiên Cơ rất mạnh, nhưng không ngờ rằng hắn mạnh khủng khiếp như vậy. Cường giả chiến thần đỉnh phong và cửu biến chiến thần, lại bị hắn vung tay hủy diệt, thử hỏi trong những tu sĩ cùng thời, có mấy người có thể làm được.
Có điều Tiếu Thiên Cơ lại không quan tâm, hắn đưa tay bảo vệ linh hồn của Lục Vương Tử, sắc mặt trắng bệch, bốn phía càng là xuất hiện băng xương vô tận. Cuộc đời này, người có thể khiến Tiếu Thiên Cơ quan tâm, cũng chỉ có duy nhất Lục Vương Tử, bởi vì đây mới là đệ ruột của hắn. Nhưng bây giờ, nhục thể của hắn lại bị hủy, linh hồn cũng uể oải suy sụp, điều này làm sao khiến Tiếu Thiên Cơ bình tĩnh cho được. Đại ca, thật xin lỗi. Lục Vương Tử giờ phút này hóa thành một con kim sắc thiên ô, tựa như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Đừng nói xin lỗi, nếu như ngươi chết, có xin lỗi bao nhiêu cũng vô dụng. Tiếu Thiên Cơ lắc đầu. Mặc dù người đệ này của hắn có chút ngang bướng, nhưng Tiếu Thiên Cơ đều không để ở trong lòng, chỉ cần hắn còn sống là đủ rồi, thân làm ca ca đều có thể trợ giúp hắn. Nhưng bây giờ, Lục Vương Tử người thân duy nhất này mà chết, thì trên đời này hắn không còn ai thân thích nữa. Ý niệm khẽ chuyển động, thiên cơ bàn xuất hiện lần nữa, chiếu xuống một đạo lưu quang, trong nháy mắt bao phủ linh hồn Lục Vương Tử, ngay sau đó, thiên ô mấy chục trượng nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một con tiểu kim ô nhỏ bé xoay quanh thiên cơ bàn. Ngươi trước tiên đợi ở đây, quay trở lại sẽ tìm nhục thân cho ngươi. Tiếu Thiên Cơ trầm giọng nói. A, đột nhiên, lại một tiếng kêu thảm thiết thu hút sự chú ý của Tiếu Thiên Cơ, lại nhìn thấy Cửu Vương Tử bị mấy bóng đen xé thành huyết vụ. Nhưng điều này mới chỉ là bắt đầu, thất công chúa trong phút chốc không kịp chuẩn bị, cũng bị mấy đạo kiếm khí lập tức giết chết, ngay cả linh hồn cũng không kịp chạy ra. 11-12 vương tử cũng tương tự khó thoát một kiếp, bị mấy bóng đen đánh giết, khó tránh khỏi cái chết. Tu sĩ bốn phía nhìn thấy, há mồm trợn mắt, cảm giác sợ cả da đầu. Đó là vương tử và công chúa của Thương Sinh Thần Quốc, trước mặt những bóng đen kia, vậy mà lại yếu ớt như là con sâu cái kiến, không có chút sức lực phản kháng nào sao. Trong nháy mắt, chỉ còn lại 9 đại vương tử và công chúa, và cũng chỉ còn lại 4 người còn có sức chiến đấu. Đó chính là Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Vận, Tứ Vương Tử cùng Tiếu Thiên Tà. Nếu như không phải Tiếu Thiên Cơ kịp thời xuất thủ, Lục Vương Tử cũng khó thoát khỏi cái chết. Những bóng đen kia, tựa như tử thần, chỉ có trách nhiệm thu hoạch lấy sinh mệnh của những vương tử và công chúa này. Ảnh thần vệ, Tiếu Thiên Cơ tính tình điềm đạm cũng biến thành dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn những bóng đen kia, sát khí vô tận từ trên người hắn điên cuồng tỏa ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, ảnh thần vệ đã chém giết ngũ đại vương tử và công chúa, thực lực đáng sợ như vậy khiến tu sĩ ở đây sởn cả da đầu. Mấy người Sở Khinh Cuồng và Kiếm La cũng kinh hồn bạt vía, bọn họ rất hiểu rõ thực lực của các vị vương tử và công chúa, dù là chiến thần cảnh đỉnh phong, chưa hẳn có thể giết chết được bọn họ. Nhưng ảnh thần vệ lại tới vô ảnh đi vô tung. Lặng yên không tiếng động lờ đã lấy đi tính mạng đám người Lục Vương Tử. Bọn chúng tựa như có thể hòa vào vùng hư không này, thủ đoạn quả nhiên là hết sức quỷ dị. Thiên Vận, Tiểu Tứ, nép sát vào đây. Đồng tử của Tiếu Thiên Cơ băng lãnh quét ra bốn phía, ảnh thần vệ mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của hắn. Tiếu Thiên Vận và Tứ Vương Tử không chút do dự nhích lại gần Tiếu Thiên Cơ, trong lòng hai người cũng có chút phát lạnh. Lão đại! Ảnh thần vệ giống như biết được nhược điểm của chúng ta. Ánh mắt Tứ Vương Tử lấp lóe, thần sắc hơi trắng bệch. Vừa rồi nếu như không phải Lục Vương Tử bị biến cố trước, với tất cả sự đề phòng của hắn, kết cục có lẽ cũng như thất công chúa, chết không thể chết lại. Ta biết, ảnh thần vệ vốn là vì đối phó chúng ta mà được tạo nên. Ngữ khí Tiếu Thiên Cơ băng lãnh, phất tay, từng đạo hào quang bắn ra, trong nháy mắt bao phủ ba người ở bên trong, xa xa nhìn lại. Tựa như một quả cầu ánh sáng. Cái gì? Tứ Vương Tử kinh hãi. Chuyện này không có gì phải kinh ngạc, tất cả chúng ta, đều do Tiếu Thương Sinh tìm người dạy, chúng ta chỉ là xúc sinh do hắn nuôi nhốt mà thôi, người cảm thấy hắn sẽ đưa tất cả cho chúng ta mà không giữ lại chút nào sao? Tiếu Thiên Cơ lạnh giọng nói, ngữ khí càng ngày càng lạnh. Ý của lão đại là, bọn chúng cố ý lưu lại cho chúng ta một cái sơ hở, hơn nữa sơ hở này, chỉ có ảnh thần vệ biết. Khó trách vừa rồi ta cảm giác góc độ xuất kiếm của đối phương xảo trá như vậy, nếu như không phải ta sớm di hình hoán vị, đoán chừng cũng đã chết. Con người của Tứ Vương Tử co rụt lại, phía sau bất chi bất giác chảy ra không ít mồ hôi. Hắn giờ đây hiểu rõ, vì sao vừa rồi Lục Vương Tử, thất công chúa bọn họ chết mà không có bất kỳ sức lực phản kháng nào. Phải biết rằng,
thực lực của bọn họ đều có thể so sánh với chiến thần cảnh đỉnh phong, người bình thường muốn giết bọn họ, làm sao có thể đơn giản như vậy được. Hơn nữa, ảnh thần vệ hành sự lặng yên không một tiếng động, khiến thất công chúa bọn họ ngay cả sức mạnh phản kháng đều không có, thật quá là quỷ dị. Bây giờ ba người chúng ta phải bổ trợ lẫn nhau, mới có thể sống sót. Tiếu Thiên Cơ hết sức nghiêm nghị, sau đó lại truyền âm cho Sở Khinh Cuồng, Sở Huynh, an toàn của Tiêu Huynh và Lão Bát giao cho các ngươi, người của chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Được, Sở Khinh Cuồng nhẹ gật đầu, hắn mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng nhìn ra một vài điều. Những ảnh thần vệ kia chỉ trọng điểm đối phó với mấy người Tiếu Thiên Cơ, ngược lại rất ít giao đấu với bọn họ, hơn nữa đối phương ngầm biết được nhược điểm của đám người Tiếu Thiên Cơ, cho nên mới có thể dễ dàng giết chết mấy người thất công chúa như vậy. Về phần mấy người Sở Khinh Cuồng, ảnh thần vệ lại không biết nhược điểm của bọn họ, cho nên cũng không xuất thủ đối đầu. Mặt khác, hiện giờ ba người Tiếu Thiên Cơ rời xa nơi đây, tụ thành một đội, chắc chắn sẽ dẫn theo không ít ảnh thần vệ, áp lực của bọn họ cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Nghĩ đến đây, Sở Khinh Cuồng lại nhìn về phía đám người Kiếm La nói, tất cả mọi người vây kín nơi này lại. Ai cũng không thể tới gần. Kiếm La hiển nhiên là không chút do dự, tương tự, thuộc hạ của Tiếu Thiên Cơ và Tiếu Thiên Tà cũng không chần chừ, bọn họ liên tục xuất hiện xung quanh Tiêu Phàm và Tiếu Thiên Tà, trên trời dưới đất tựa hồ vây chặt như nêm cối. Cho dù ngươi có được thân pháp quỷ dị thì đã sao, muốn từ bức tường người dày đặc như vậy tới gần, cũng là không thể nào. Nhưng, chuyện cũng không phát triển theo chiều hướng mà bọn họ suy nghĩ, ảnh thần vệ là không tới gần. Nhưng những kẻ mặc áo đen không sợ chết vẫn điên cuồng công kích, trận hình mà Sở Khinh Cuồng bọn họ bảo trì rất nhanh bị đánh phá. Đáng chết, Sở Khinh Cuồng biến sắc, nhanh chóng áp sát Tiêu Phàm, nhưng lúc này, một bóng đen lướt qua mặt hắn, thẳng đến chỗ của Tiêu Phàm. Dừng tay, Sở Khinh Cuồng kêu to, tăng tốc lên một lần nữa, đáng tiếc hắn cách Tiêu Phàm còn một khoảng cách nhất định, muốn cứu Tiêu Phàm cũng căn bản không kịp. Đám người thót tim, khoảng cách gần như thế, Tiêu Phàm muốn tránh thoát một kiếp, cơ bản không thể nào. Đừng nói hắn hai mắt vô thần, linh hồn tiến vào không gian ý thức của Tiếu Thiên Tà, coi như hắn có sự chuẩn bị, đoán chừng cũng không kịp. Nhưng mà, chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc xảy ra, chỉ thấy trên thân Tiêu Phàm đột nhiên phóng ra một luồng ánh sáng màu đỏ máu, luồng ánh sáng cắt đứt hư không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Xẹt một tiếng. Bóng đen kia tới gần hắn trực tiếp bị luồng ánh sáng chém chết, thân thể rơi xuống hư không phía dưới. Làm sao lại như vậy? Đám người kinh hãi không thôi, linh hồn của Tiêu Phàm không phải đã tiến vào không gian ý thức của Tiếu Thiên Tà sao, thân thể của hắn làm sao còn có thể động đậy? Chẳng lẽ là linh hồn phân thân khống chế thân thể? Lại có người mở miệng nói. Có chút thần tu, là có thể tạo ra linh hồn phân thân, chỉ là người như vậy quá mức thưa thớt, theo bọn họ nghĩ. Tiêu Phàm thân là Tu La Điện Chủ, cho dù tu luyện ra linh hồn phân thân cũng chẳng có gì to tát. Tiêu Phàm cũng quả thực có được không ít phân thân linh hồn, nhưng là lần này vì đối phó Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm cũng không có chia ra linh hồn phân thân, mà là toàn lực ứng phó, tất cả linh hồn đều tiến vào không gian ý thức của Tiếu Thiên Tà. Giờ phút này thao túng thân thể của hắn hiển nhiên không phải là linh hồn phân thân, mà là phệ hồn. Phệ hồn từng là huyết sát cổ trùng. Mặc dù về sau phát sinh hai lần biến hóa, lần thứ nhất lột xác thành phệ hồn huyến tàm, lần thứ hai lột xác thành phệ linh thần tàm, nhưng nó cũng tương tự có năng lực của huyết sát cổ trùng. Đặc tính của huyết sát cổ trùng chính là ký sinh trong cơ thể người đó, liền có được tất cả năng lực của họ. Phệ hồn hẳn là không có linh hồn ký sinh lên người Tiêu Phàm, nhưng Tiêu Phàm luyện hóa nó, có được sự cho phép của Tiêu Phàm, nó hiển nhiên cũng có thể khống chế lại thân thể của Tiêu Phàm. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, thân thể Tiêu Phàm lại động, kiếm khí quanh thân khuấy động, gào thét tứ phương, lấy Tiếu Thiên Tà làm trung tâm, bên trong 10 trượng xung quanh dâng lên một trận kiếm khí phong bạo. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ hư không rơi xuống, Sở Khinh Cuồng vừa mới chạy tới cũng không khỏi thở ra một hơi. Nhiều như vậy, Sở Khinh Cuồng tất nhiên không ngờ rằng, vậy mà đã có rất nhiều ảnh thần vệ tới gần Tiêu Phàm. Nếu như không phải một người trong đó xuất thủ bại lộ vị trí, có lẽ Tiêu Phàm thật có khả năng đã chết. Điểm này Sở Khinh Cuồng lại nghĩ nhiều rồi, bên trong thần cung của Tiêu Phàm, còn có linh hồn thí thần nữa, ảnh thần vệ tới gần, làm sao có thể không bị phát hiện ra được.
Phệ hồn thao túng thân thể Tiêu Phàm, thực lực so sánh với bản thân Tiêu Phàm, dường như không có bất kỳ cái gì khác biệt, tựa như bộ thân thể này vốn chính là nó. Phàm là ảnh thần vệ tới gần Tiêu Phàm, tất cả đều bị hắn chém chết, không có người nào may mắn thoát khỏi. Sau một lát, Tiêu Phàm rốt cục cũng ngừng lại, vẫn như cũ thủ hộ bên người Thiếu Thiên Tà, mệnh lệnh của phệ hồn là bảo vệ Tiêu Phàm, hiển nhiên bất chấp sống chết của người khác. Không phải Tiêu Phàm tàn nhẫn, mà là nếu như ngay cả bản thân hắn cũng không bảo vệ được, thì làm sao có thể đi bảo vệ người khác. Nhìn những thi thể đẫm máu dưới đất, bốn phía tĩnh mịch, ánh mắt mọi người đều nhìn về Tiêu Phàm, da đầu có chút tê dại. Nơi xa, Cổ Nhược Trần nhìn thấy Tiêu Phàm như vậy, có chút nhíu mày, thầm nói với mình, không đúng, ánh mắt của hắn vẫn vô thần như vậy, không giống như là linh hồn phân thân khống chế, chẳng lẽ là bản năng bảo hộ của thân thể. Nếu thật là bản năng bảo hộ, vậy thì thiên phú chiến đấu của hắn cũng quá đáng sợ. Ánh mắt Cổ Nhược Trần có chút biến đổi, con người nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ qua cái gì. Trận đấu vẫn đang tiếp diễn, đám người áo đen vẫn không ngừng đánh thẳng vào, cho ảnh thần vệ tạo ra cơ hội tập sát, hiển nhiên đó mới chỉ là bắt đầu, còn xa chưa có kết thúc. Giờ đây, bên trong không gian ý thức của Thiếu Thiên Tà, Tiêu Phàm thao túng sinh tử luân hồi đồ, không ngừng tiêu diệt sức mạnh của linh hồn phân thân Thiếu Thương Sinh. Thiếu Thương Sinh há mồm trợn mắt, tựa như đang căng thẳng để đưa ra một vài quyết định, nhưng lại không dám tùy tiện ra tay. Tiêu Phàm hiển nhiên liếc mắt liền nhìn ra suy nghĩ của Thiếu Thương Sinh, Thiếu Thương Sinh hiển nhiên có sức mạnh kháng lại tỏa hồn châu, chỉ là một khi sử dụng nguồn sức mạnh này, bản thân hắn sẽ bị tổn thương rất lớn. Thậm chí, bộ linh hồn phân thân này của Thiếu Thương Sinh có thể bị tiêu tán. Cho nên Tiêu Phàm mới cố ý làm hao mòn từ từ sức mạnh của hắn, giống như lần trước, nước ấm nấu ếch, chờ khi linh hồn lực của hắn bị ma diệt phần lớn rồi, xem hắn có dám liều mạng không. Hơn nữa, đến lúc đó linh hồn lực của Thiếu Thương Sinh đã còn lại không đáng kể, uy lực phát ra cũng không còn khủng khiếp như bây giờ. Tiểu tử đáng chết, linh hồn lực của hắn làm sao có thể không ngừng điều khiển hồn văn đồ kia. Thiếu Thương Sinh trong lòng thầm mắng, hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Phàm. Trong đầu hắn hiện lên từng suy nghĩ, không ngừng trầm tư, ánh mắt nhìn lướt qua tỏa hồn châu trên đỉnh đầu, trong lòng căm hận nói. Không hổ là một đồ vật được mang ra từ mộ của Tu La Vương, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Muốn thoát khỏi sức mạnh của tỏa hồn châu, trừ phi dùng tán hồn đại pháp, nếu không là không thể nào tránh khỏi, mà một khi sử dụng tán hồn đại pháp, cho dù ta thu thập linh hồn tinh khí trên người Thiếu Thiên Cơ bọn chúng cũng nhiều nhất không thể sống quá nửa canh giờ, kế hoạch vạn năm của bản tôn cũng bị thất bại. Trong lòng Thiếu Thương Sinh vô cùng căng thẳng, lạnh giọng nói cứ tiếp tục như vậy. Ta sớm muộn cũng bị hắn ma diệt, còn không bằng giết hắn, cho dù ta chết cũng có thể để bản tôn biết được, cần phải lập tức vào thiên địa lao ngục. Nghĩ đến đây, sắc mặt Thiếu Thương Sinh đột nhiên khôi phục lại bình tĩnh, hung hãn nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt đó tựa như đang nhìn một người chết. Tiểu tử, người đang chơi với lửa, Thiếu Thương Sinh đằng đằng sát khí nói. Chuẩn bị liều mạng sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nói thật, nói về bản thể linh hồn của Thiếu Thương Sinh. Đừng nói chỉ là một bộ linh hồn phân thân, ngay cả linh hồn thiên thần, hắn cũng không sợ. Tán hồn, Thiếu Thương Sinh trừng mắt với Tiêu Phàm một cái, bỗng nhiên hét lớn, linh hồn của hắn bất chợt nổ tung, hóa thành vô số tia linh hồn tán xạ ra bốn phía, phóng ra bên ngoài không gian ý thức của Thiếu Thiên Tà. Những tia linh hồn vô cùng nhiều, hơn nữa tốc độ rất nhanh, Tiêu Phàm thi triển tỏa hồn châu cố nhiên có thể ma diệt đại bộ phận tia linh hồn. Nhưng cũng không thể vây khốn tất cả tia linh hồn. Tán hồn đại pháp, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhanh chóng thao túng tỏa hồn châu, cố định đại bộ phận tia linh hồn tại hư không. Sau đó hắn há miệng hút vào, 89 phần 10 tia linh hồn bị hắn nuốt vào trong miệng, những tia linh hồn này đối với Tiêu Phàm mà nói, lại là vật đại bổ. Theo những tia linh hồn bị hấp thụ này, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, linh hồn của mình cách chiến thần cảnh đỉnh phong lại gần hơn một bước. Ngươi chạy không thoát đâu, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Linh hồn chạy thoát của Thiếu Thương Sinh, cho dù dung hợp lần nữa, đoán chừng cũng chỉ có thực lực của chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường. Mặc dù không thể giết chết hắn để giải trừ thần quỷ đoạt hồn phù trên thân của bọn người Thiếu Thiên Tà, nhưng ít ra, Thiếu Thương Sinh muốn đoạt xá của bọn họ, cũng không phải là dễ dàng làm được. Thậm chí,
một khi Tiếu Thương Sinh xâm nhập vào bên trong không gian ý thức của Tiếu Thiên Tà và Tiếu Thiên Cơ, rất có khả năng bị bọn họ phản phệ. Tiêu Phàm đưa tay thu tỏa hồn châu về, chăm chú nhìn Tiếu Thiên Tà một chút, linh hồn trong nháy mắt rời khỏi không gian ý thức của hắn. Lại nói Tiếu Thương Sinh thi triển tán hồn đại pháp rời đi, tia linh hồn chạy thoát lần nữa ngưng tụ thành một thân ảnh tại hư không, chỉ là so sánh với trước, khí tức linh hồn của Tiếu Thương Sinh chập trùng bất định tựa như muốn tiêu tán bất cứ lúc nào. Nhiếp, hai tay Tiếu Thương Sinh đánh ra một đạo thủ ấn thần bí, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ một thoáng, từng đạo lưu quang bay ra, rơi vào trên người mấy người Tiếu Thiên Tà, trên ngực của mấy người phát ra ánh sáng chói mắt. Sau chiêu đó, phù văn thần bí trên thân mấy người bị bong ra, thần quỷ đoạt hồn phù rút ra sức mạnh linh hồn của mấy người bay về phía Tiếu Thương Sinh. Trong hư không, vị trí tử vong của bọn người Lục Vương Tử cũng đột nhiên nhô lên từng đạo phù văn, tụ tập thành từng nguồn ánh sáng sức mạnh. Dù là chết rồi, thần quỷ đoạt hồn phù cũng có thể cướp đoạt chút linh hồn lực tàn vụn sau khi chết của bọn họ. Cũng vào lúc này, hai mắt Tiêu Phàm bỗng nhiên phóng ra hai đạo ánh sáng. Nhìn thấy thần quỷ đoạt hồn phù trên ngực đám người Thiếu Thiên Tà, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười sáng lạn. Thần diệt, một tiếng quát nhẹ, Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm tỏa ra thành một kiếm hoa, một đạo huyết sắc lưu quang nở rộ, xẹt qua khoảng cách giữa ngực của Thiếu Thiên Tà và thần quỷ đoạt hồn phù. Phút một tiếng, thần quỷ đoạt hồn phù trong nháy mắt bị cắt đứt liên hệ với Thiếu Thiên Tà, sắc mặt căng cứng của Thiếu Thiên Tà trong nháy mắt cũng khôi phục lại. Hắn khom người với Tiêu Phàm nói, đa tạ Tiêu điện chủ. Tiêu Phàm gật đầu nhẹ, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, đã là trước mặt ba người Thiếu Thiên Cơ, y như lúc trước, hắn lần nữa chém nứt thần quỷ đoạt hồn phù trên cơ thể ba người Thiếu Thiên Cơ. Muốn giải trừ thần quỷ đoạt hồn phù trên cơ thể mấy người, chỉ có hai cách, cách thứ nhất là giết chết Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm không thể nào làm được, nhưng hắn lại làm được cách thứ hai. Chính là để Tiếu Thương Sinh tự động giải trừ thần quỷ đoạt hồn phù. Linh hồn trọng thương của Tiếu Thương Sinh, giờ phút này nhất định phải thu hồi linh hồn tinh khí trên người mấy người Tiếu Thiên Cơ mới có thể đền bù tự thân, để không cho mình bị tiêu tán. Mà thu hồi linh hồn tinh khí, nhất định phải giải trừ thần quỷ đoạt hồn phù trên người bọn họ, tất cả việc này, đã sớm nằm trong dự liệu của Tiêu Phàm và Tiếu Thiên Cơ. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm đưa đám tù binh tứ vương tử từ bên trong tiểu thiên địa ra ngoài, có lẽ lần này có thể ép Tiếu Thương Sinh xóa bỏ thần quỷ đoạt hồn phù trên cơ thể mọi người. Chỉ là hắn không ngờ rằng, ngoại trừ tứ vương tử, mấy vị vương tử và công chúa khác đều bị ảnh thần vệ giết chết. Đối với bọn họ, Tiêu Phàm chỉ có thể thầm than tiếc nuối, vốn dĩ hắn còn chuẩn bị thu phục mấy người, nhưng Tiếu Thương Sinh không muốn buông tha bọn họ. Đa tạ Tiêu huynh. Vẻ mặt Tiếu Thiên Cơ tái nhợt rốt cuộc cũng lộ ra nét tươi cười. Vì giải trừ thần quỷ đoạt hồn phù, hắn không biết đã có bao nhiêu ngày lẫn đêm ngủ không được, bây giờ cuối cùng cũng thành công, điều này làm sao không khiến hắn vui mừng. Tiếu Thiên Vận và Tứ Vương Tử cũng cung kính thi lễ với Tiêu Phàm, nhất là Tứ Vương Tử, hắn đã từng nghĩ rằng Tiêu Phàm có thể sẽ là quý nhân của những vương tử và công chúa bọn họ, thật không ngờ đúng là như vậy. Không còn thần quỷ đoạt hồn phù. Đối với đám người Tiếu Thiên Cơ mà nói, về sau tất nhiên là trời cao mặc cánh chim bay, biển rộng mặc cá bơi lội. Bây giờ cảm ơn ta còn hơi sớm, tên ma đầu kia còn chưa có chết đâu. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đồng tử lạnh lẽo bỗng nhiên chuyển về phía Tiếu Thương Sinh cách đó không xa. Thần chủ thật bị ma đầu đoạt xá rồi. Đám người nhìn thấy linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh, cũng quá đỗi kinh ngạc. Có ít người vốn dĩ không tin nhục thân của thần chủ Tiếu Thương Sinh thật sự bị một tên ma đầu đoạt xá, nhưng bây giờ, rất nhiều người tin rồi. Thứ nhất là dung mạo này của Tiếu Thương Sinh hoàn toàn khác biệt so với lúc trước của hắn, thứ hai lại là khí tức linh hồn trên người Tiếu Thương Sinh cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Ma đầu, Tiếu Thương Sinh nhe răng cười một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói tốt, bản thần chủ thật đúng là xem thường Tu La Điện chủ thế hệ này, quả thực là ngươi. Đa tạ khích lệ, ngược lại là ngươi, lại là dễ dàng đối phó hơn nhiều so với ta tưởng tượng, bây giờ ngươi đã cùng đường mặt vận, còn có tài cán gì, đều lấy ra đi. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Mặt ngoài ra vẻ khinh thường, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng, Tiếu Thương Sinh dám thi triển tán hồn đại pháp, chắc chắn không phải đơn giản lỗ mãng, mà là có thể giết chết bọn họ bằng đòn sát thủ. Bằng không mà nói,
Tiếu Thương Sinh làm sao có thể thi triển tán hồn đại pháp tự sát chứ? Cùng đường Mạt Vận, nét băng lãnh trên mặt Tiếu Thương Sinh bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một tia cười tà dị, dường như gần từng chữ một, hôm nay, các ngươi đều phải chôn thây một lượt với ta. Hôm nay, các ngươi đều phải chôn cùng với ta. Giọng nói Tiếu Thương Sinh như tiếng sấm, ầm ầm vang vọng, lan tỏa ra khắp bốn phương tám hướng, tu sĩ chung quanh cảm thấy màng nhĩ của mình đau nhức. Mắt mấy người Tiêu Phàm ngưng kết lại, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Thần diệt, Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, cả người nhảy lên, tu la kiếm tỏa ra kiếm mang tới mấy chục trượng, chém về phía Tiếu Thương Sinh. Khóe miệng Tiếu Thương Sinh hiện lên nụ cười khinh thường, cả người hắn ta đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, lao thẳng xuống đất, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Một kiếm của Tiêu Phàm chém hụt, thần sắc hắn bắt đầu ngưng trọng, hắn có thể xác định được là một kiếm vừa rồi không thể giết chết Tiếu Thương Sinh. Linh hồn lực của hắn đã bao trùm hết vài dặm chung quanh nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của Tiếu Thương Sinh. Chẳng lẽ hắn ta đã trốn vào trong lòng đất? Tiêu Phàm híp mắt, nếu thật sự như thế thì muốn giết chết Tiếu Thương Sinh sẽ càng thêm khó khăn rồi. Dù sao hắn ta cũng chỉ là một linh hồn phân thân, muốn chui vào trong lòng đất để chạy trốn cũng không khó. Đương nhiên, linh hồn phân thân cũng không thể duy trì được bao lâu. Mau lui lại, đúng lúc Tiêu Phàm đang trầm tư, Tiếu Thiên Cơ đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời y còn nhanh chóng lao về phía chân trời. Mấy người Tiếu Thiên Tà cũng không hề do dự, thực lực của Tiếu Thiên Cơ thế nào thì bọn họ vẫn biết rõ, hắn ta có thể dự báo được nguy hiểm chưa biết. Người hiểu rõ Tiếu Thiên Cơ không hề có chút chần chờ nào, nhanh chóng xoay người chạy nhưng có vài người vẫn không hiểu hoặc còn chưa lấy lại tinh thần nên vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Ầm ầm, gần như là đồng thời, một tiếng nổ vang truyền tới, một sức mạnh cuồng bạo quét sạch tất cả trong lòng mọi người, da đầu cũng có cảm giác muốn nổ tung. Mấy tu sĩ chậm chạp bị một luồng khí thế không gì sánh được bao phủ, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành màn xương máu mênh mông tràn ngập không trung. Một màn này xảy ra quá nhanh, nhiều người còn chưa kịp phản ứng thì lục phủ ngũ tạng đã bị chấn tới mức không ngừng ho ra máu. Ngay sau đó, mọi người rối rít chạy trốn khắp nơi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Khí tức mang tính hủy diệt kia làm cho mọi người không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Có vài tu sĩ lớn gan nhìn lại phía sau rồi nhìn thấy ở chỗ thần cung có một nắm đấm to lớn đang chui từ lòng đất ra. Không, nói chính xác đó là một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ phóng ra khí tức mang tính bùng nổ. Nhưng mà đây chỉ mới là bắt đầu thôi, khi nắm đấm như ngọn núi nhỏ nhô lên, lại có thêm một cái đầu lâu to lớn xuất hiện, đầu lâu tạo thành từ đá tảng, vô cùng hùng vĩ và chấn động. Trong hai mắt đầu lâu phun ra hai ngọn lửa màu xanh lam, hỏa diễm lạnh lẽo, dường như nó có thể cướp lấy linh hồn con người. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không chạy trốn, đứng sừng sững trên không. Lại bị một cơn gió mạnh thổi làm hắn phải lùi lại. Khi Tiêu Phàm nhìn thấy hai ngọn lửa màu xanh lam, thiếu chút nữa hắn đã kêu ra tiếng, hồn hỏa của Nhạc nhân tộc. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm nghĩ tới điều gì đó. Những năm gần đây, Nhạc nhân tộc ở cổ hoang sơn mạch không ngừng bị Thương Sinh thần quốc săn giết, bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu người. Hắn đã từng hỏi Nhạc nhất sơn về việc tại sao Thương Sinh thần quốc lại săn giết Nhạc nhân tộc. Nhạc nhân tộc cũng không biết. Có điều họ đoán là để luyện chế thần binh. Nhưng bây giờ xem ra thạch tinh và hồn hỏa của Nhạc nhân tộc cũng không phải là để luyện chế thần binh mà là bị Tiếu Thương Sinh dùng để sáng tạo ra siêu cấp cự vô phách này. Nhìn cánh tay và đầu nó, Tiêu Phàm đã có thể phán đoán được đại khái kích cỡ của người đá to lớn này, ít nhất nó cũng cao hơn ngàn trượng. Phải biết rằng, Nhạc Thạch là người mạnh nhất Nhạc nhân tộc cũng chỉ cao gần 200 trượng thôi. Mà người đá trước mặt này cũng chỉ mới lộ ra một phần 10 kích thước của nó thôi. Bọn người Tiêu Phàm là những tu sĩ nhân loại, càng không cần nói tới, so với người đá trước mặt thì họ chỉ là con giun, con dế thôi. Người đá đột nhiên tung một quyền đánh về phía Tiêu Phàm, tốc độ nhìn thì chậm nhưng lại nhanh tới mức khó tin, nắm đấm to lớn còn chưa tới gần, một con gió mạnh mẽ, cuồng bạo thổi tới khiến gương mặt Tiêu Phàm vặn vẹo. Tốc độ của Tiêu Phàm cực nhanh. Thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng trên cánh tay người đá. Hắn nhanh chóng chạy dọc theo cánh tay người đá, mục tiêu chính là đầu của người đá. Người đá kia dường như đã cảm nhận được sự tiếp cận của Tiêu Phàm nên nắm đấm đột ngột chuyển hướng,
một quyền đánh mạnh xuống đất. Ầm, một tiếng nổ vang lên, mặt đất run lắc mãnh liệt, chẳng chịt kẽ nứt lan ra chung quanh, thậm chí còn khiến không ít nơi của thành Thiên Thương Thần đều bị hủy hoại. Trước đó, Tiếu Thương Sinh còn sợ phá hủy thành Thiên Thương Thần mà bây giờ, linh hồn của hắn ta chỉ còn có thể duy trì nửa canh giờ nên hắn ta quyết định liều mạng. Điều hắn ta muốn làm bây giờ chính là giết chết Tiêu Phàm, không còn suy nghĩ nào khác nữa. Thời điểm một quyền của người đá đánh xuống đất, thân thể hắn ta nhanh chóng leo lên, đầu lâu dưới chân hắn ta lao ra. Sau mấy nhịp thở, người đá cao hơn ngàn trượng đạp lên thần cung vốn dĩ vàng son lỗng lẫy, khắc rồng vẽ cột uy nghiêm hiện tại đã bị phá hủy. Tiêu Phàm bị một luồng sức mạnh lớn đánh bay, thân thể bay dọc theo một lối đi, trượt xa mấy chục trượng mới có thể đứng vững. Chết đi, nhưng Tiếu Thương Sinh lại không muốn cho Tiêu Phàm cơ hội. Người đá tung một cước, muốn dẫm đạp Tiêu Phàm, cuồng phong dưới chân tàn sát bữa bãi, đáng sợ tới cực điểm. Vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc, hắn không ngờ Tiếu Thương Sinh lại còn con át chủ bài là siêu cấp thạch nhân này, không chừng nó đã đạt tới sức mạnh của cường giả thiên thần cảnh. Với sức mạnh của mình, Tiêu Phàm không phải à đối thủ của nó. Nát, Tiêu Phàm vừa chuẩn bị né tránh thì một tiếng nổ lại vang lên, ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp lướt qua mặt Tiêu Phàm, nhìn lại thì thấy đó là một nữ tử mặc váy trắng, có một hư ảnh hoàng kim cự long quấn quanh người, một quyền mạnh mẽ được đánh ra. Thần lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một nắm đấm lớn bằng căn nhà, đỡ lấy bàn chân khổng lồ của siêu cấp thạch nhân, giống như đại bàng bay lên, như diều gặp gió, khí thế hung mãnh. Tiếu Thiên Vận, trên mặt Tiêu Phàm lộ vẻ kinh hãi. Trận đánh hoàng kim chiến sĩ lúc trước, hắn đã từng nhìn thấy sức mạnh của Tiếu Thiên Vận, tuyệt đối không phải chỉ là mạnh mẽ bình thường đâu. Nhưng hắn không ngờ, Tiếu Thiên Vận lại dám đánh ngang tay với siêu cấp thạch nhân kia. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Tiếu Thiên Vận và siêu cấp thạch nhân kia đã va chạm nhau, từng dòng khí mãnh liệt như vòi rồng quét sạch khắp nơi. Nơi hai người va chạm còn sinh ra một luồng phong nhận, thiếu chút nữa đã cắt mảnh thiên địa này thay hai nửa. Chặn được rồi, khóe miệng Tiêu Phàm giật giật, hắn không ngờ Tiếu Thiên Vận thật sự có thể ngăn chặn siêu cấp thạch nhân, đây là sức mơ mạnh cỡ nào chứ? Tiêu Phàm mơ hồ cảm thấy, cho dù là Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không thể là đối thủ của Tiếu Thiên Vận, đây đúng là bạo long mà. Quan trọng nhất là, bề ngoài của Tiếu Thiên Vận lại gầy yếu, mềm mại, hoàn toàn trái ngược với sức mạnh đáng sợ của nàng ta. Vừa dứt lời, cả người Tiếu Thiên Vận như một viên đạn gào thét bay xuống, tốc độ nhanh tới cực hạn, bàn chân khổng lồ của siêu cấp thạch nhân cũng phải lùi mấy trượng. Không cần nghĩ cũng biết, sức mạnh của Tiếu Thiên Vận vẫn không bằng siêu cấp thạch nhân. Chết đi, Tiếu Thương Sinh dường như đã phẫn nộ lắm rồi, lửa giận chuyển về phía Tiếu Thiên Vận. Chân phải vừa bị đẩy lùi lại nâng lên, chuẩn bị đạp mạnh vào Tiếu Thiên Vận. Thân thể Tiếu Thiên Vận nặng nề đập xuống mặt đất, vô số khe nứt bắt đầu lan ra nhưng nàng ta lại nhanh chóng lao ra khỏi phế tích, khóe miệng còn chảy ra một tia máu. Nhị tỷ cẩn thận, Tiếu Thiên Tà đừng xa xa la to, thân hình đột nhiên nhoáng lên, trên đỉnh đầu hắn ta vậy mà lại có một con mắt đen nhánh đang lơ lửng. Con mắt chỉ có con ngươi, không có tròng trắng, mà tất cả đều chỉ một màu đen, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Tu sĩ chung quanh thấy vậy đều có cảm giác như linh hồn của mình đang bị một bàn tay to lớn tóm chặt. Thiên nghịch tà đồng, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn con mắt trên đỉnh đầu, nói ra một câu cực kỳ rung động. Thiên nghịch tà đồng này được đồn là khi nó trưởng thành tới cực hạn thì có thể làm vỡ nát cả lực lượng của một thế giới, vì vậy mới có người nói nó là tà đồng nghịch thiên. Cũng khó trách Tiêu Phàm chấn kinh như thế, hắn vẫn luôn đoán chiến hồn của Tiếu Thiên Tà là thứ gì. Dù trước đó hắn đã từng tiến vào trong không gian ý thức của y nhưng cũng không thấy được. Không ngờ chiến hồn của y lại thiên nghịch tà đồng tuyệt phẩm này, khó trách người ta gọi y là Tiếu Thiên Tà, thì ra trong tên đã nhắc tới chiến hồn của y. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào chiến hồn trên đỉnh đầu Tiếu Thiên Tà, trong lòng lại không bình tĩnh nổi. Thiên phú của những vương tử và công chúa này đúng là hiếm thấy trên đời, gần như ai cũng có chiến hồn cỡ siêu tuyệt phẩm thế này. Nói cách khác, thiên phú linh hồn của họ cũng siêu việt hơn chiến hồn tuyệt phẩm bình thường, uy lực tất nhiên sẽ hơn hẳn. Hít sâu một hơi, Tiêu Phàm vẫn không hề do dự mà lao về phía Tiếu Thiên Vận, nếu như nàng ta bị đá một cước này thì cho dù sức mạnh cường đại cỡ nào cũng chắc chắn sẽ chết. Nghịch, đồng thời, Tiếu Thiên Tà hét lớn một tiếng,
thiên nghịch tà đồng trên đỉnh đầu y đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, mi tâm của y lại nứt ra một con mắt đen nhánh. Trong con mắt bắn ra một tia sáng màu đen, nơi tia sáng đi qua, tất cả đều biến thành hư vô, ngay cả hư không cũng liên tục vỡ vụn. Tia sáng màu đen bay rất nhanh, tốc độ còn nhanh hơn so với siêu cấp thạch nhân kia, trong nhảy mắt đã che mất bàn chân khổng lồ kia. Ầm ầm, bàn chân khổng lồ của siêu cấp cự nhân bị tia sáng đen quét chúng nhanh chóng vỡ vụn, vô số bột mịn do tảng đá hóa thành bay khắp không trung. Tiêu Phàm nhìn một màn này thì dừng bước, Tiếu Thiên Vận cũng đã hóa thành một tia sáng, trốn thoát khỏi lòng bàn chân của siêu cấp thạch nhân. Lồng ngực của nàng ta phập phồng lên xuống, sắc mặt hồng nhuận, mướt mồ hôi, đôi mắt đẹp lấp lóe vô chừng, nhìn chằm chằm siêu cấp thạch nhân kia. Sức mạnh của nàng ta cường đại như vậy mà cũng không phải là đối thủ siêu cấp thạch nhân này. Với sức mạnh này, không chừng người đá này là thứ mạnh nhất đứng sau thiên thần cảnh. Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, người đá cao hơn ngàn trượng, đứng im tại chỗ thôi mà cũng tạo cho bọn họ một cảm giác áp bách khó tin, càng đừng nói chi là khi nó ra tay. Nhưng nghĩ tới việc Tiếu Thương Sinh chu diệt nhiều nhạc nhân tộc như vậy, dùng thạch tinh và hồn hỏa nhiều như thế, nếu như thực lực này mà còn không đạt được thì hắn ta đã không phải là Tiếu Thương Sinh rồi. Dưới sự ngưng kết của thạch tinh và hồn hỏa, người đá to lớn này giống như một cự vô phách, dù muốn đánh nó thành đá vụn cũng đã khó khăn rồi. Con mắt màu đen của Tiếu Thiên Tà có thể tùy ý đánh vỡ một chân của người đá thì cũng có thể biết con mắt kia mạnh tới mức nào. Thiên Vận, Lão Tứ, Lão Bát, vây công hắn từ ba hướng đi. Giọng nói của Tiếu Thiên Cơ đột ngột vang lên, phá bỏ được thần quỷ đoạt hồn phù, giờ hắn ta đã như một con ngựa hoang mất cương, vô cùng điên cuồng. Tiếu Thiên Vận, Tiếu Thiên Tà và Tứ Vương Tử nghe thế thì gật nhẹ, sai đó nhanh chóng bắn ra ba phương hướng khác nhau, bao vây siêu cấp thạch nhân kia ở giữa. Bốn người đứng trước mặt người đá khổng lồ càng thêm nhỏ bé, gần như chẳng thể nhìn thấy. Sức mạnh của người đá kia tất nhiên khó có thể địch nổi nhưng tốc độ chính là nhược điểm của nó, trông dáng vẻ cực kỳ vụng về. Tiêu Phàm đứng từ xa lẳng lặng nhìn cảnh này, hắn không định nhúng tay vào, hắn đã cứu được Tiếu Thiên Tà nên đã hoàn thành lời hứa của hắn rồi. Mà bốn người Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Tà, Tiếu Thiên Vận và Tứ Hoàng Tứ Hình như cũng không muốn hắn chen vào. Mặc dù Tiêu Phàm không biết thực lực của bốn người họ như thế nào nhưng bốn người này chắc là bốn người mạnh nhất trong đám công chúa và vương tử đông đúc kia. Hiện tại họ cũng có thể chiến đấu mà không càng kiêng dè gì, chắc họ sẽ không thua siêu cấp thạch nhân này đâu. Còn việc bốn người họ có thể chiến thắng Tiếu Thương Sinh để khống chế siêu cấp thạch nhân này không thì Tiêu Phàm cũng không dám đảm bảo, dù sao linh hồn của họ cũng ít nhiều đã bị thương. Mặt khác, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh đã bị thương nặng. Có lẽ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, chỉ cần bốn người kia chịu đựng được thì chắc chắn Tiếu Thương Sinh sẽ phải chết. Tập trung ý chí, ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào những người mặc áo đen ở phía xa, trong mắt hắn phóng ra một tia sáng màu đỏ thẫm, thí thần thú bên trong thần cung không ngừng gầm thét. Thì ra đều giống như người của chiến thần điện, bị thi triển đoạt hồn thuật. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng lạnh lẽo, thân thể hắn lóe lên. Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện phái trên đầu những người mặc áo đen kia. Tu La luyện ngục, trong lòng Tiêu Phàm quát một tiếng, hai mắt toát lên hai ngọn lửa màu đen, hỏa diễm lập tức xuyên thủng thân thể mấy người mặc áo đen. Ngay sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền ra khiến cả đám người hít một hơi lạnh, họ thấy trong cơ thể mấy người áo đen kia có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Điều quỷ dị chính là ngọn lửa kia sờ không tới. Không đụng vào nhưng lại không ngừng thiêu cháy máu thịt và linh hồn của mấy người mặc áo đen. Đây là lửa gì thế, sao mà quỷ dị vậy? Ta cảm thấy linh hồn mình cũng đang run rẩy. Cả đám người nơm nớp lo sợ không ngừng lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy sự kinh hãi. Chẳng lẽ đây là nghiệp hỏa trong truyền thuyết? Có tu sĩ thuộc thế hệ trước nói ra một lời kinh người, giọng nói cũng run rẩy. Tu sĩ trên thế gian này đều biết tới sự tồn tại của nghiệp lực, chỉ là biết ít hay nhiều mà thôi, người bình thường đều không thể tránh khỏi bị nghiệp hỏa đốt cháy, trừ khi thân thể không có một hạt bụi. Nhưng có rất ít người được nhìn thấy nghiệp hỏa thật sự, tu sĩ thế hệ trước kia cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Kiến thức của tu sĩ thế hệ trước khá phong phú, màu đen này chính là nghiệp hỏa, Tiêu Phàm đã cảm nhận được nghiệp lực cường đại trong cơ thể họ từ sớm. Khi đối phó với những người này,
dùng nghiệp hỏa đốt luyện sẽ giết chết chúng nhanh hơn so với giết từng người bọn họ. Ngọn lửa trong cơ thể của hơn một nửa số người đã biến thành màu đen như thế có thể biết là nghiệp lực trên người họ đáng sợ cỡ nào. Còn đám người Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ, bọn họ bị nghiệp hỏa đốt một hồi cũng không chịu đựng nổi nên Tiêu Phàm vội vàng thu hồi nghiệp hỏa trên người họ. Tự bản thân mấy người bọn họ trải nghiệm mới biết được Tiêu Phàm thật sự kinh khủng tới cỡ nào, đặc biệt là Thanh Phong Lão Tổ. Cuối cùng lão ta cũng hiểu rõ là trước đó Tiêu Phàm đánh với lão ta một trận cũng chưa dùng hết thủ đoạn của hắn. Chỉ ngọn lửa màu đen này thôi cũng đủ để lấy mạng lão ta rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm không quan tâm tới mấy người áo đen nữa, mà lại chú ý tới tình hình chiến đấu của bốn người Thiếu Thiên Cơ và siêu cấp thạch nhân. Xoẹt, cũng ngay tại lúc này, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo hàn mang, bay thẳng tới phía sau Tiêu Phàm. Tốc độ nhanh tới mức khó tin. Ảnh thần vệ, ta chờ các người lâu lắm rồi. Tiêu Phàm nhe răng cười một cái, thân hình nhanh chóng lui lại, trong quá trình lùi lại thì Tu La kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên. Sinh tử hoàng tuyền lộ lại xuất hiện rồi. Sinh tử áo nghĩa đánh giết hư không, từng đạo bóng đen xông ra từ không trung, dưới sự xoắn giết của sinh tử áo nghĩa, bọn họ cũng không còn cách nào ẩn núp trong không trung nữa. Tiêu Phàm như bóng ma. Thân thể nhanh chóng đi xuyên qua, cắt lấy từng cái đầu người, bọn chúng còn chưa phát hiện là khi Tiêu Phàm giết chết một người thì cũng chiếm đoạt luôn chiến hồn của chúng. Không ngờ lại giống mấy người ta giết trước đó, đều là chiến hồn thần ảnh. Khó trách bọn chúng có thể ẩn núp trong không trung. Trong mắt Tiếu Thương Sinh, đám người này không chừng còn quý giá hơn cả linh hồn phân thân của hắn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn thậm chí còn đang nghĩ rằng, nếu như chiến hồn thần ảnh của mấy ảnh thần vệ này đều bị hắn gom lại, có phải hắn cũng có thể sáng tạo ra một lực lượng bí mật thuộc về Tu La Điện hay không? Nghĩ như thế, Tiêu Phàm ra tay càng thêm nhanh và tàn nhẫn, đáng tiếc là ảnh thần vệ có vẻ cũng không nhiều lắm. Qua thời gian một nén nhang, cộng thêm trước đó giết mấy người thì Tiêu Phàm đã giết tất cả 36 người, gom được 36 chiến hồn thần ảnh. Giờ phút này, bên trong thần cung của Tiêu Phàm, tỏa hồn châu tỏa huyết quang ra xung quanh, từng bóng đen lơ lửng chung quanh nó chính là chiến hồn thần ảnh mà Tiêu Phàm lấy từ trên thân ảnh thần vệ. Đột nhiên, một tiếng nổ kinh thiên vang lên hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Phàm, ánh mắt hắn chuyển về phía siêu cấp thạch nhân ở phái xa. Phía chân trời, bốn người Thiếu Thiên Cơ đang điên cuồng tấn công siêu cấp thạch nhân. Từng tảng đá lăn xuống từ trên thân thể của người đá giống như một ngọn núi nhỏ, nện xuống đất không ngừng rung động. Các ngươi đều đáng chết, giọng nói phẫn nộ của Tiếu Thương Sinh vang vọng trong không trung. Bị bốn người Thiếu Thiên Cơ vây công, người đá do Tiếu Thương Sinh tạo ra rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi mà bắt đầu sụp đổ, Tiếu Thiên Sinh cũng hoàn toàn tức giận rồi. Tù không, Tiếu Thương Sinh quát to một tiếng, theo tiếng quá giận dữ của y, đá tảng trên đất bay ngược trở lại, thậm chí đá trên đường phố của thành Thiên Thương Thần cũng bay vèo vèo theo. Trong lúc nhất thời, đá tảng to nhỏ đều bay rậm rạp trong không trung. Bốn người Thiếu Thiên Cơ nhanh chóng né tránh nhưng đá tảng cực kỳ nhiều nên họ có muốn tránh cũng không được. Bốn người không thể giết được Tiếu Thương Sinh trong nháy mắt nên không ngừng rút lui ra xa, đao kiếm trong tay không ngừng vung lên để mở ra một đường sống từ trong chỗ chết. Ầm ầm, đất bằng rung động kịch liệt, chân trời gió thổi ù ù, từng tòa cung điện to lớn bắt đập đổ sụp, sau đó hòa thành vô số đá tảng lớn bay trên không trung. Chỉ vẻn vẹn vài nhịp thở, người đá to lớn vốn dĩ đã bị hủy hoại khá nhiều đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Nếu thế, chẳng phải những gì bốn người Thiếu Thiên Cơ làm là phí công vô ích sao? Tu sĩ chung quanh nhìn cảnh tượng này thì không khỏi hít một hơi lạnh, mạnh như đám người Thiếu Thiên Cơ mà giờ phút này cũng giống như là bèo không dễ trôi trên đại dương mênh mông, để mặc cho sóng biển và gió mưa thổi đi, tùy thời đều sẽ có thể bị hủy diệt. Tiếu Thiên Cơ chính là một trong tam đại công tử, vậy mà ở trước mặt Tiếu Thương Sinh lại không có sức đánh trả sao? Rốt cuộc mọi người cũng biết được sức mạnh của Tiếu Thương Sinh khủng khiếp cỡ nào. Không, nói chính xác hơn là tên mà đầu đoạt xá Tiếu Thương Sinh khủng bố cỡ nào. Hiện tại, có rất nhiều người cho rằng Tiếu Thương Sinh chính là tên cầm đầu giết thần chủ của bọn họ. Tiêu Phàm nhíu mày, gió lớn chung quanh thổi quanh người hắn phần phật nhưng hắn vẫn bất động như núi. Nhưng điều quỷ dị chính là sức mạnh mà Tiếu Thương Sinh bộc phát ra chỉ hấp thu đất đá, không hề có tác dụng lớn đối với tu sĩ hay những vật sống khác.
Tiêu huynh, chúng ta có cần lên hay không? Sở Khinh Cuồng tiến tới trước mặt, cách Tiêu Phàm không xa, nhìn chăm chú vào nơi xa rồi hỏi. Với tình thế trước mắt, bốn người Tiếu Thiên Cơ cũng không phải là đối thủ của Tiếu Thương Sinh. Trước đó Tiếu Thương Sinh còn cướp lấy tinh khí linh hồn trên thân của vài người nên vẫn có thể làm bị thương linh hồn của bốn người kia. Nếu không thì với thực lực của Tiếu Thiên Cơ, cho dù không phải đối thủ của Tiếu Thương Sinh thì cũng không thể nào ngay cả việc đánh lại cũng không được. Đợi một chút nữa, Tiêu Phàm hít sâu, híp mắt trả lời. Chiến hồn của Tiếu Thiên Cơ muốn bảo vệ đệ đệ Lục Vương Tử của hắn nên mới không thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Kiếm La tới gần, cứng giọng nói. Ồ, điều này khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ. Sau đó, Kiếm La đơn giản kể lại mọi chuyện một cách giản lược nhất một lần, Tiêu Phàm nghe xong, thần sắc có hơi trầm trọng. Tuy thực lực của Tiếu Thiên Tà rất mạnh nhưng sức lực không phải là thế mạnh của hắn, mà Thiên Nghịch Tà Đồng cũng không thể phát huy tối đa. Cộng thêm việc trước đó linh hồn hắn ta bị Tiếu Thương Sinh đánh bị thương nên thực lực cũng giảm bớt rất nhiều, chắc chắn không phải là đối thủ của Tiếu Thương Sinh. Nhị công chúa Tiếu Thiên vẫn có sức lực lớn nhưng dù mạnh tới đâu cũng không thể mạnh bằng siêu cấp thạch nhân. Còn Tứ Vương Tử, chiến hồn của hắn ta là một luân liệt nhật, lĩnh ngộ áo nghĩa hỏa thuộc tính nên siêu cấp thạch nhân hoàn toàn khắc chế hắn ta. Thân hình bốn người không ngừng né tránh, tốc độ càng lúc càng chậm, bộ dạng ngày càng chật vật, cứ tiếp tục như thế thì bốn người này có lẽ sẽ không tránh được cái chết. Nên ra tay hay không đây? Tiêu Phàm còn đang rầu rĩ. Nếu hắn xuất thủ thì có khả năng sẽ bại lộ át chủ bài của mình, mà siêu cấp thạch nhân này cũng không phải là thứ đáng sợ bình thường. Khi Tiêu Phàm đang phân vân, đá bay trên không trung đột nhiên yên tĩnh lại. Trên thân bốn người Tiếu Thiên Cơ bị dính không ít máu tươi, một kích vừa rồi đúng là đáng sợ. Bốn người hợp lại mà còn không phải là đối thủ thì không cần nghĩ cũng biết thực lực của Tiếu Thương Sinh. May mà y không thể điều khiển sức mạnh này trong thời gian dài. Lão đại, người công kích đầu của nó, các ngươi thì quấy nhiễu nó. Tóc Tiếu Thiên Tà bay loạn, trong mắt hắn ta hiện lên tia hung ác. Không được, chân mày Tiếu Thiên Cơ nhíu lại, tuy nhìn hắn ta có vẻ bị thương nhẹ nhất nhưng áo bào cũng rách tơi tả. Đột nhiên, hắn cảm giác được một nguy hiểm lớn quẩn quanh trong lòng mình, thiếu chút nữa ra đầu đã nổ tung. Mau lui lại, nhanh lên, Tiếu Thiên Cơ đột nhiên hét lớn, trên mặt lộ ra tia hoảng sợ, qua nhiều năm như vậy. Chưa có điều gì khiến hắn ta hoảng sợ như thế. Dù hắn ta biết rõ có ngày nào đó, Tiếu Thương Sinh có thể sẽ đoạt xá thân thể của hắn ta nhưng hắn vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Đó là một cảm giác nguy hiểm tử vong vô danh nhưng còn có khả năng cứu vãn, nhưng ngay lúc này, hắn ta cảm giác ngay một giây sau, tính mạng của mình sẽ mất. Tiếu Thiên Cơ chưa bao giờ có cảm giác này, đây cũng chính là lý do khiến hắn ta hoảng hốt, lo sợ. Ba người Tiếu Thiên Tà nghe thế thì tất nhiên cũng tin tưởng lời nói của Tiếu Thiên Cơ. Tiếu Thiên Cơ có năng lực dự báo tương lai, chắc chắn là hắn ta đã nắm bắt được gì đó. Nghĩ vậy, bọn họ nhanh chân chạy, gần như là dốc hết toàn lực mà chạy. Thiên Bảo, cũng ngay lúc này, Tiếu Thương Sinh lại quát lớn, sóng âm cuồng bạo lan tỏa ra xung quanh. Ngay sau đó, đá tảng trên hư không đang lơ lửng bỗng nhiên bắn nhanh ra bốn phương tám hướng chung quanh. Nhanh, không phải là nhanh bình thường. Đá tảng đầy trời, tốc độ còn nhanh hơn so với khi chúng lao về phía Tiếu Thương Sinh mấy lần, thậm chí còn nhanh hơn gấp 10 lần. Loại tốc độ này đã vượt qua chiến thần cảnh, gần như đã đạt tới cấp độ thiên thần cảnh. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên những tảng đá kia ma sát với không khí phát ra âm thanh chói tai như tiếng kiếm reo, không trung gần như đã bị xé nát. Cho dù là Tiếu Thiên Cơ có thiên phú tuyệt luân thì cũng có vẻ nhỏ bé dưới loại sức mạnh này, đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn ta muốn bảo vệ đệ đệ của hắn. Chạy mau, cứu mạng, đám người bắt đầu điên cuồng chạy trốn, tất cả đều cảm thấy tử vong đang uy hiếp, bây giờ không trốn thì sau đó cho dù muốn cũng trốn không thoát. Giờ khắc này, tu sĩ trong vòng 10 dặm xung quanh thần cung đều tuyệt vọng, tu sĩ bên ngoài còn có thể chạy trốn nhưng tu sĩ ở gần thì trốn không thoát. Lui, Tiêu Phàm hét lớn, đám người Kiếm La nào dám chần chờ, bọn họ không phải cách quá xa, nếu như bị đá tảng nện chúng, có lẽ không chết cũng tàn phế. Phản ứng của mọi người rất nhanh, tốc độ không chậm, dù sao họ cũng đều là cường giả chiến thần cảnh, nhưng các tu sĩ chiến thánh cảnh lại không được may mắn như thế. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt,
kêu rên khắp nơi. Từng thi thể bị đá tảng bay chúng thì trực tiếp nổ tung trong không trung, không còn sót lại thứ gì. Cho dù là thần lực chi tinh kiên cố nhất cũng không chịu nổi sức mạnh này, trực tiếp nổ tung. Tiếu Thương Sinh điên rồi sao? Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn vội vàng không kịp đề phòng mà bị một hòn đá nện trúng bả vai, máu tươi bắn tung tóe. Hắn không ngờ Tiếu Thương Sinh lại dám công kích như thế, có lẽ linh hồn lực của y không còn chịu được thêm nữa nên mới điên cuồng báo thù như vậy. Công tử, ngay lúc này, một giọng nói hùng hậu vang lên, ngay sau đó, mặt đất quay cuồng, từng bức tường đá to lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Tường đá dày mấy chục trường chặn trước mặt bọn họ. Sau đó, một thạch đầu nhân cao mấy chục trường xuất hiện trước người Tiêu Phàm, trừ Nhạc Nhất Sơn thì còn có thể là ai? Nhạc Nhất Sơn, sao ngươi lại ở đây? Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn không ngờ Nhạc Nhất Sơn lại ở đây, vừa rồi hắn cũng không phát hiện ra. Không đợi Nhạc Nhất Sơn trả lời, Tiêu Phàm lập tức quát to, nhanh lên. Cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tiêu Phàm cũng không muốn Thương Sinh Thần Quốc bị hủy như thế, hắn còn muốn lợi dụng lực lượng cả Thương Sinh Thần Quốc để đối phó bộ lạc Huyết Ma và Chiến Thần Điện mà. Vâng, công tử, Nhạc Nhất Sơn cung kính gật đầu, thân thể bỗng nhiên tan rã, chui sâu vào lòng đất. Theo tiếng quát lớn của Tiếu Thương Sinh, mưa đá đầy trời bắn ra xung quanh. Tu sĩ ở chung quanh lập tức kêu rên, tử thương thảm trọng. Ở gần thần cung, trên không trung đều bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ tươi, hết sức huyết tinh. Đừng giết ta, sư phụ, cứu con, đại ca, đừng bỏ đệ lại. Đủ loại tiếng kêu rên, tiếng hét thảm thiết, tiếng khẩn cầu vang lên khắp bốn phía, sau đó tiếng hét lại bị đá tảng vùi lấp. Giờ phút này, đám người chỉ muốn chạy thoát, làm gì còn quan tâm tới chuyện gì. Chính bản thân họ còn không thể sống sót thì làm sao có thể đi cứu người khác chứ. Cái gì mà tình bằng hữu, tình thân đều không còn quan trọng nữa. Có vài người vẫn nghĩ tới tình bằng hữu, tình thân, ngoại trừ một số người ở xa, những người khác chẳng những không chạy trốn mà tất cả đều phải ở lại đây vĩnh viễn. Đặc biệt là những người dân bình thường kia, có người còn không phải là chiến đế cảnh nên gần như không có bất kỳ hy vọng trốn thoát nào. Gió mạnh và đá nhọn lấy thần cung làm trung tâm, quét ngang chung quanh, những nơi nó đi qua. Tất cả đều hóa thành một đống hoang tàn. Cực kỳ bi thảm, đây là lời miêu tả chân thực nhất ngay lúc này. Trên một con đường, có hai bóng người, một nam và một nữ đang chạy trốn, đá nhọn như kiếm sắc bén tới gần, hai người bị gió thổi vào bên trong, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Nam tử đột ngột đứng lên, vội vàng đỡ nữ tử chạy tới một nơi xa nhưng mà ngực nữ tử kia lại bị một tảng đá nện trúng. Xương sườn trong thân thể gãy mấy cái, máu tươi trong miệng phun mạnh ra ngoài. Phu quân, không cần để ý tới thiếp, chàng chạy mau đi, nữ tử dùng hết sức lực hất tay nam tử ra, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Không, nương tử, chúng ta từng thề son sắt là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, cho dù chết thì phải cùng chết. Ánh mắt nam tử dứt khoát, nam tử ôm chặt nữ tử vào lòng. Phu quân, trong mắt nữ tử chảy ra hai dòng nước mắt. Có được người nam nhân yêu mình như thế, cho dù chết thì cũng có gì đáng sợ đâu. Nữ tử ôm chặt nam tử, trên mặt không còn bất kỳ nỗi sợ hãi nào mà chỉ còn sự nhu tình, dù mưa đá như mưa tên kia sắp tới gần nhưng nàng cũng không có bất kỳ cảm giác sợ hãi nào. Hai người ôm chặt nhau, chờ đợi tử vong tới gần. Ầm ầm, đột nhiên, mặt đất trước mặt họ rung động, hai người không đứng vững, loạng choạng ngã về sau. Trong ánh mắt kinh hãi của hai người, từng ngọn núi đá to lớn mọc lên từ mặt đất, kéo dài tới tận chân trời. Từng ngọn núi đá trước mặt họ tạo thành một bức tường đá lớn, hơn nữa không chỉ trước mặt hai người họ mà từng hàng núi đá này dường như đang muốn ngăn cản tất cả cơn mưa đá kia. Không đợi hai người kịp lấy lại tinh thần, hai người tức khắc nghe thấy từng tiếng nổ ầm ầm vang lên. Âm thanh cực kỳ chói tai, chấn tới mức lục phủ ngũ tạng của hai người không ngừng quay cuồng. Chốc lát sau, hai người mới dám mở mắt, nhìn thấy bụi bặm tràn đầy trong không trung, che khuất cả bầu trời. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt lộ tia vui mừng xen lẫn sợ hãi, khó tin thốt lên, chúng ta còn sống sao? Chuyện như thế xảy ra khắp nơi ở thành Thiên Thương Thần, tất cả mọi người đều có cảm giác tìm đường sống trong chỗ chết, tựa như mới dạo một vòng quỷ môn quan vậy. Bọn họ cứ ngỡ rằng mình chắc chắn phải chết nhưng không ngờ khi sắp chết, sông núi đột nhiên thay đổi. Từng ngọn núi đá xuất hiện, cứu bọn họ một mạng.
So với những người đã chết, hiển nhiên là bọn họ may mắn hơn nhiều, dù bị thương nặng nhưng ít nhất bọn họ vẫn còn sống. Rất nhiều người vui mừng bật khóc, có thể sống sót thì chính là trời cao chiếu cố bọn họ. Sau một lát, trời đất rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại, bụi bặm đầy trời rơi xuống, hoàn hoàn tĩnh mịch trong thiên địa. Từ trên cao nhìn xuống, lấy thần cung làm trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm chung quanh đều đã loang lổ mấy trăm ngàn lỗ, tường cũng đổ, tất cả đều biến thành đống hoang tàn. Đây cũng là uy nghiêm gần với thiên thần cảnh, có thể hủy diệt tất cả trong thiên địa. Khi mà đã vượt qua ngưỡng cửa kia thì cho dù hủy diệt thế giới cũng không đáng kể. Đều đã chết rồi sao? Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn trong trời đất, mọi người nghe xong đều không nhịn được mà rùng mình. Tiếu Thương Sinh vẫn khống chế siêu cấp thạch nhân cao hơn ngàn trượng kia, giống như một người khổng lồ đứng bất khuất trong trời đất quan sát mọi thứ trong trời đất này. Giờ phút này, y cảm thấy bất kỳ thứ gì cũng là con sâu con kiến trong mắt y. Mặc dù y đã gần như đã kích phát toàn bộ sức mạnh của người đá và linh hồn của y nhưng hiệu quả làm hắn hết sức hài lòng. Hừ, đột nhiên, Tiếu Thương Sinh hừ nhẹ một tiếng, y quay đầu nhìn về phía một ngọn nhỏ ở phía xa, trước mặt y cho dù là đỉnh núi thì cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Phía trên ngọn núi kia, có thể thấy lờ mờ một bóng người nhỏ bé, đó là một thanh niên mặc áo bào đen. Thanh niên mặc áo bào đen đang đứng chắp tay, con ngươi lạnh nhạt. Áo bào tung bay theo gió, tóc dài tung bay, giống như là một kích vừa rồi hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới hắn. Tiểu tử, người còn chưa chết sao? Tiếu Thương Sinh kinh hãi nhìn bóng đen kia. Bóng đen kia không phải là ai khác mà chính là Tiêu Phàm, nhưng trông hắn không có bất kỳ điểm khác thường nào, dường như một kích vừa rồi chưa hề đụng tới góc áo của hắn. Giọng nói vừa dứt, đất bằng dưới chân đột nhiên cuồn cuộn quay cuồng. Từng bóng người lần lượt phóng lên trời từ trong hố sâu. Chút nữa là tiêu rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Tiếu Thiên Tà máu me đầm đìa đang đứng trong không trung, thân thể lung lay nhưng cuối cùng hắn ta vẫn còn sống. Ngay sau đó, Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Vận và Tứ Vương Tử cũng bò lên từ trong đống hoang tàn, trên người ai cũng chảy máu tươi, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Nhưng bọn họ rốt cuộc vẫn còn sống. Có thể được Tiếu Thương Sinh tán thưởng thì thực lực của bọn hắn cũng đâu phải là đơn giản. Bốn người rõ ràng không phải là đối thủ của Tiếu Thương Sinh nhưng thủ đoạn giữ mạng vẫn có. Công kích khoảng cách gần như vậy, nếu đổi thành người khác không chừng đã hóa thành mưa máu rồi. Nhưng bước chân bốn người có chút phù phiếm, đứng không vững chứ đừng nói gì đánh thêm một trận nữa. Vậy mà không có ai chết, giọng Tiếu Thương Sinh càng thêm lạnh lùng. Y cứ ngỡ rằng một kích này là có thể giết hết tất cả mọi người, thật không ngờ, người y muốn giết lại không một ai chết. Bây giờ đã qua thời gian một nén nhang, y không thể kiên trì lâu hơn nữa. Nhưng khi y nhìn thấy trạng thái của bốn người Thiếu Thiên Cơ, lòng tin trong lòng y lại tăng nhiều, muốn giết chết bọn hắn cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Bàn chân to lớn của siêu cấp thạch nhân nhấc lên, định đạp mấy người Thiếu Thiên Cơ lần nữa. Một kích này xong thì bốn người kia chắc cũng sẽ không sống được. Nhưng y có vẻ không để ý tới một người khác, ngay thời khắc y tung một cước, bóng người mặc áo đen cũng chuyển động. Tay hắn cầm một thanh kiếm màu đỏ tươi, bắn ra kiếm mang mấy chục trượng trong không trung, không gian giống như cũng bị cắt ra. Tiêu huynh, mấy người Thiếu Thiên Cơ nhìn thấy bóng đen kia lao tới, trong mắt phóng ra tia sáng, tia mừng rỡ hiện rõ lên mặt. Bọn hắn không ngờ. Ngay thời khắc biết Tiếu Thương Sinh mạnh như vậy mà Tiêu Phàm vẫn nguyện ý ra tay, bóng người mặc áo đen kia chính là Tiêu Phàm. Phong ấn tầng thứ tư, mở. Tiêu Phàm quát lớn một tiếng, Tu La kiếm đỏ tươi run lên một cái. Sau một khắc, Tu La kiếm đột nhiên phóng to, trong nháy mắt đã biến thành một thanh kiếm khổng lồ dài mấy trăm trượng. Đồng thời, sau lưng Tiêu Phàm xuất hiện ma ảnh Tu La huyết sắc cao hơn trăm trượng, so với lần trước. Ma ảnh lần này càng thêm chân thật hơn. Hai tay ma ảnh nâng Tu La kiếm, chém giữa không trung, một đạo kiếm khí màu đỏ cắt ngang chân trời, mạnh mẽ bay về phía cái chân khổng lồ của siêu cấp thạch nhân. Cảm nhận được khí tức đáng sợ của ma ảnh Tu La, đám người Thiếu Thiên Cơ đều ngừng thở, nhìn chằm chằm Tu La kiếm. Mọi người xung quanh trợn mắt há mồm nhìn Tu La kiếm dài cả mấy trăm trượng kia, miệng to đến mức có thể nhét cả quả trứng vịt vào. Người ở đây chưa bao giờ nhìn thấy bảo kiếm to lớn như vậy, cho dù là đông đảo vương tử, công chúa cũng chưa từng thấy.
đây là kiếm tu La Vương trong truyền thuyết sao? Ở nơi xa, Cổ Nhược Trần híp mắt, kinh ngạc nhìn tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm, trong lời nói xen lẫn sự kích động. Cho dù là Cổ Nhược Trần cũng chỉ từng nghe nói kiếm tu La Vương nhưng cũng chưa từng được nhìn một cách chân chính, bây giờ có thể nhìn thấy nên hắn ta khá chấn động. Chém, một tiếng nổ kinh thiên vang lên kéo lại tâm trí của tất cả mọi người, sau đó họ nhìn thấy ma ảnh tu La phía sau Tiêu Phàm đang cầm tu La kiếm mạnh mẽ chém ra. Sau một khắc, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh vì bàn chân khổng lồ dài mấy trăm trượng kia đã bị tu La kiếm trực tiếp chém xuống từ đầu gối. Vô vàn đá tảng rơi từ trên cao xuống, đập xuống mặt đất, đám người Thiếu Thiên Cơ lấy lại tinh thần từ trong cơn khiếp sợ, dùng tốc độ cực nhanh để tránh xa nơi đó. Tu La Vương kiếm, Tiếu Thương Sinh quát lên một tiếng chói tai, ẩn trong lời nói chính là sự tham lam, hai tên ngu ngốc Dạ Cửu Thiên và Dạ Cửu U lại không cướp lấy kiếm Tu La Vương sao. Vừa dứt lời, Tiếu Thương Sinh lại như hiểu ra gì đó, cũng đúng thôi. Hai tên đó là nô tài của Tu La Vương mà. Làm sao dám đụng tới kiếm Tu La Vương chứ? Bỗng nhiên, cánh tay Tiếu Thương Sinh chộp lấy Tu La Vương kiếm trong tay ma ảnh Tu La, cho dù không chiếm được thì y có thể dùng sức mạnh cuối cùng để phá hư thanh kiếm này. Dù sao thì năm đó, thanh kiếm này đã bị tổn hại nên nếu y dùng hết sức mạnh thì muốn hủy hoại thanh kiếm này cũng không có. Đáng tiếc là làm sao Tiêu Phàm có thể để y đạt được mục đích chứ? Mặc dù Tiêu Phàm triệu hoán ra ma ảnh Tu La nhưng cả người hắn vẫn phản ứng nhanh nhẹn như bình thường. Thân hình hắn chạy xuyên qua cái chân khổng lồ bị gãy kia, Tu La kiếm trong tay không ngừng vung lên, chém xuống. Những nơi hắn đi qua đều có đá lớn rơi xuống, ầm ầm không dứt. Hắn không ngừng phá hủy thân thể của người đá khổng lồ, hắn cũng không tin Tiếu Thương Sinh có thể sống lại vô số lần. Tù không! Thấy Tiêu Phàm dùng tốc độ cực nhanh leo lên trên cơ thể của mình, Tiếu Thương Sinh rốt cuộc cũng sốt ruột. Y gầm lên một tiếng, đá tảng trên mặt đất lại bay vùn vụt về phía y. Rất nhiều đá dính vào trên người y, trong nháy mắt chúng lại trở thành một phần thân thể của y. Tiêu Phàm không ngừng né tránh những tảng đá kia, nếu bị chúng đập trúng, tốc độ của hắn sẽ bị chậm lại, công kích liên tục của mấy tảng đá lớn, nhỏ rậm rạp thế này thì dù là hắn sẽ không chịu nổi. Tu sĩ đứng ở xa nghe thấy tiếng nói của Tiếu Thương Sinh thì lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn, một chiêu này chỉ có tác dụng với đất đá, không làm gì được vật sống, bọn họ vẫn có thời gian chạy trốn. Nếu như Tiếu Thương Sinh tiếp tục sử dụng chiêu thiên bạo kia, bọn họ sẽ tiếp tục gặp xui xẻo mất. Trước đó may mắn có mấy ngọn núi đá cứu bọn họ, bây giờ chưa chắc sẽ may mắn như vậy nữa. Tiêu Phàm bám chặt vào chân đá của Tiếu Thương Sinh để leo lên, rất nhanh đã lên tới phần eo. Mà tốc độ của hắn còn càng lúc càng nhanh. Với tốc độ và thân pháp của hắn, việc tránh né mấy tảng đá kia không quá khó mà ma ảnh Tu La lại là thứ hư vô, tảng đá căn bản không ảnh hưởng gì tới nó. Thậm chí ngay cả Tu La kiếm cũng dung hợp với ma ảnh Tu La, hóa thành thứ hư vô. Chỉ có khi Tiêu Phàm thúc giục thần lực, Tu La kiếm mới có thể hiện ra hình dáng của mình. Đáng chết, Tiếu Thương Sinh quát lên, những tảng đá này không làm gì được Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn dính chặt vào thân thể y, thi triển thiên bạo lại không thể làm gì Tiêu Phàm. Y không ngờ Tiêu Phàm lại còn khó chơi hơn bọn Tiếu Thiên Cơ. Tiếu Thương Sinh cũng không muốn Tiêu Phàm đến gần đầu mình nên vội vàng dùng hai tay vuốt lên trên thân thể mình để đánh Tiêu Phàm thành đống thịt nát. Đáng tiếc, sức mạnh của y tuy đáng sợ nhưng độ linh hoạt lại bị giảm bớt rất nhiều, làm sao có thể so được với Tiêu Phàm đây. Chân Tiêu Phàm đạp theo bộ pháp Thái Huyền Thần Du. Hai tay của siêu cấp thạch nhân còn chưa đụng được tới cái bóng của Tiêu Phàm thì đừng nói gì tới việc đập chết hắn. Tới lượt ta, Tiêu Phàm đột nhiên cười lớn, tung người lên như một mũi tên được bắn ra, bay xa tới mấy trăm trượng trong không trung, rơi vào trên đỉnh đầu siêu cấp thạch nhân. Nhóm người đứng nhìn từ xa đổ mồ hôi lạnh thay Tiêu Phàm, khi Tiêu Phàm bình yên vô sự xuất hiện trên đỉnh đầu siêu cấp thạch nhân thì trái tim tất cả đều chấn động. Chết đi! Tiêu Phàm lạnh lùng thốt ra một câu, ma ảnh Tu La giơ cao Tu La kiếm chém xuống giống như chém hóa thân thiên thần của Minh Yểm lúc trước. Có điều hóa thân của Minh Yểm khí đó chỉ là một hư ảnh chứa năng lượng còn siêu cấp thạch nhân này lại là thực thể. Nhưng trong mắt Tiêu Phàm, cả hai đều là kẻ thù, như thế là đủ rồi. Đối mặt với kẻ thù Tiêu Phàm sẽ không hề thủ hạ lưu tình, hắn sẽ dùng toàn lực đánh chết. Xì, một âm thanh bén nhọn vang lên. Quanh quẩn bên tai,
ma ảnh Tu La phái sau Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm khổng lồ trong tay dùng hết sức bổ xuống, trực tiếp chém vào trên đỉnh đầu siêu cấp thạch nhân. Đá tảng nổ tung trong không trung bắn ra ngoài, đốm lửa bay loạn nhưng trường kiếm của Tiêu Phàm vẫn không dừng lại mà tiếp tục đè xuống. Siêu cấp thạch nhân vô cùng đáng sợ bây giờ chẳng khác gì một miếng vải rách trong mắt Tiêu Phàm. Một kiếm này ẩn chứa uy thế chém phá cả thương khung, không thể ngăn cản nổi. Đừng nói thân thể ngươi chỉ là được làm từ một tảng đá, cho dù là thần thiết vạn năm thì làm gì được đây. Chỉ cần bị một kiếm này chém trúng, cho dù là cường giả thiên thần cảnh cũng sẽ phải nhượng bộ lui binh. Người đứng nhìn từ xa hít một hơi lạnh, uy thế của một kiếm này hoàn toàn khiến mọi người ở đây khiếp sợ. Đây là cường giả ở rất gần cảnh giới thiên thần đó, thế mà lại bị một kiếm của hắn chém nát rồi. Ầm ầm, giữa thiên địa, chỉ còn lại tiếng động do đá nặng rơi xuống, một kiếm của Tiêu Phàm đã bổ đầu của siêu cấp thạch nhân ra, một tia sáng màu xanh bắn từ trong chính giữa đầu. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không dừng tay, mà ảnh Tu La điều khiển Tu La kiếm tiếp tục chém xuống, sau đó đánh vỡ lồng ngực, người đá khổng lồ cao ngàn trượng bị một kiếm này chém thành hai. Hai nửa thân thể dường như đã mất khống chế, dồn dập rơi xuống đất, lấp đầy mấy hố sâu to lớn xuất hiện trước đó. Cả đám người đều cảm thấy tê dại cả da đầu, trong lòng miễn cưỡng ghi nhớ diện mạo của Tiêu Phàm, đây là Tu La Điện Chủ thế hệ này, có vẻ như hắn còn bá đạo và khủng khiếp hơn mấy đời Tu La Điện Chủ trước. Sau mấy nhịp hát tower, đá trên siêu cấp thạch nhân đều rơi lả tả xuống đất, làm văng ra vô số bụi bặm. Ánh mắt mọi người cố gắng nhìn trong đám bụi bặm kia. Chết rồi sao? Tiếu Thiên Tà kinh ngạc nhìn phía trước, trong lòng khó khăn lắm mới bình tĩnh được. Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Vận và Tứ Vương Tử run rẩy cả người, không biết là đang kinh ngạc hay kích động. Người vẫn luôn giày vào linh hồn bọn họ, muốn cướp đoạt thân thể của bọn họ rốt cuộc cũng chế rồi. Phù, một bóng đen trên cao rơi xuống đất, một tay cầm thanh kiếm sắc nhọn, hắn đang đứng trên một chóp đá nhọn. Đôi mắt u lãnh nhìn xung quanh. Người khác đều cho rằng Tiếu Thương Sinh đã chết nhưng Tiêu Phàm lại không nghĩ thế, bởi vì khi hắn chuẩn bị chém xuống, linh hồn Tiếu Thương Sinh đột nhiên mang theo hồn hỏa chạy trốn. Nếu là trước đó, không chừng Tiếu Thương Sinh sẽ chạy trước nhưng hiện tại thì không thể nào, linh hồn phân thân của y không thể nào tiếp tục sống sót, tất nhiên là muốn giết hết đám người Tiêu Phàm để thiết hận. Phụt, một bóng đen đột ngột phóng ra từ mặt đất. Một đạo hàn quang lóe lên từ trong đám người, bay thẳng tới giữa lưng Tiêu Phàm. Cẩn thận, Tiếu Thiên Tà hét lớn nhưng thân ảnh kia quá nhanh, cho dù hắn ta nhắc nhở nhưng cũng không phản ứng kịp. Nhưng mà ngoài dự kiến của tất cả mọi người, Tiêu Phàm cứ như có thêm con mắt ở sau lưng, đưa kiếm ra sau lưng. Keng, âm thanh kim loại va chạm vang lên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại thì thấy một móng vuốt bằng đá đang nắm chặt lấy Tu La kiếm, đẩy mạnh về phía hắn. Quả nhiên không chết, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, Tiếu Thương Sinh chỉ là một linh hồn phân thân mà thôi, không ngờ lại mạnh như thế, giống như là một con gián đánh hoài không chết, điều này làm Tiêu Phàm khá bất ngờ. Nhưng thời khắc này, kết cục của Tiếu Thương Sinh cũng chả khác cái chết bao nhiêu. Trước mặt Tiêu Phàm là một người đá khoảng một trượng, toàn thân có màu trắng sữa bóng loáng, Tiêu Phàm biết toàn thân người đá này chính là thạch tinh, cứng rắn hơn siêu cấp thạch nhân khi nãy rất nhiều. Mà trong con người u ám của nó lại hiện ra đốm lửa màu xanh lam lạnh lẽo, đây chính là kết quả do Tiếu Thương Sinh dung hợp hồn hỏa của nhạc nhân tộc ngưng tụ nên. Linh hồn đã tiêu tán gần hết sức mạnh kia bây giờ chỉ còn cách tồn tại nhờ vào hồn hỏa. Kẻ chết chính là ngươi. Một tay Tiếu Thương Sinh nắm lấy Tu La kiếm, một tay khác ngưng tụ thành một trường hình đao, chém đánh về phía Tiêu Phàm. Trước đó không giết được ngươi là vì linh hồn của ngươi trọn vẹn, không bị tổn hại gì. Còn lúc này thì, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ khinh thường. Đột nhiên, một tia sáng bắn ra từ mi tâm của hắn rồi lập tức chui vào hồn hỏa bên trong người đá. Tốc độ công kích của linh hồn nhanh hơn người đá rất nhiều. Hồn hỏa, đốt hắn cho ta, Tiếu Thương Sinh thét lên. Nhưng mà kết quả khiến y thất vọng rồi, hồn hỏa dường như không nghe theo mệnh lệnh của y thấy một hạt châu màu đỏ máu lơ lửng trên đỉnh đầu Tiêu Phàm. Từng tia sáng màu đỏ thấm dập dần bay ra, trong phút chốc đã bao phủ khắp chung quanh. Trong chốc lát, thời không tựa như đã dừng lại, linh hồn Tiếu Thương Sinh căm tức nhìn Tiêu Phàm, tiếc là y không thể động đậy được. Nuốt tia linh hồn của ngươi thì linh hồn của ta vẫn còn cách chiến thần cảnh đỉnh phong một bước xa lắm.
nhưng nếu nuốt những hồn hỏa này thì chắc cũng gần đủ rồi. Tiêu Phàm cười một tiếng. Nuốt ta, ngươi nuốt bằng cách nào? Tiếu Thương Sinh cực kỳ xem thường hắn. Ngươi không biết người của Chiến Hồn Đại Lục đều có ít nhất một loại linh hồn thiên phú sao? Tiêu Phàm cười khẽ, thân thể đột nhiên biến thân thành dáng vẻ thí thần thú, mở to cái miệng như bồn máu, lao về phía linh hồn hồn Tiếu Thương Sinh và nuốt lấy y. Thí thần, tàn niệm linh hồn Tiếu Thương Sinh mở to hai mắt nhìn Tiêu Phàm, bên trong tràn đầy sự khiếp sợ. Nhưng y còn chưa nói xong đã bị Tiêu Phàm nuốt vào trong bụng, cho dù là những hồn hỏa kia thì cũng không bỏ qua. Hơi chuyển động ý nghĩ, Tiêu Phàm lập tức rút khỏi không gian bên trong người đá, xuất hiện ở trong cơ thể mình. Trong chốc lát, trên người Tiêu Phàm bộc phát ra khí tức hồn lực cuồng bạo. Linh hồn bản thể của hắn đang không ngừng luyện hóa sức mạnh linh hồn của Tiếu Thương Sinh và hồn hỏa mạnh mẽ kia. Luồng năng lượng này vô cùng dồi dào. Tiêu Phàm tin rằng sau khi luyện hóa chúng thì linh hồn của hắn sẽ có thể đạt tới cấp độ chiến thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều so với linh hồn của cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Phải biết rằng, hắn có năng lực linh hồn phân liệt. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trong linh hồn bản thể của mình có chứa đựng một luồng năng lượng thanh mát, đang tràn ra khắp mọi ngóc ngách trong linh hồn của hắn. Hắn có được thiên phú linh hồn thí thần thú nên luyện hóa những sức mạnh linh hồn cũng rất nhanh. Nhưng mà tu sĩ chung quanh lại cực kỳ lo lắng cho Tiêu Phàm, bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn đang giằng co với người đá trên không trung nhưng lại không biết rằng Tiêu Phàm đã tiêu diệt Tiếu Thương Sinh. Có lẽ là đang chiến đấu bằng linh hồn, có vài tu sĩ âm thầm suy đoán. Bốn người Tiếu Thiên Cơ cũng đang đứng trên chóp đỉnh một tảng đá, quan sát hai người trên không, trong lúc nhất thời bọn họ không biết nên nguyên do trong đó. Lão đại, người đoán ai sẽ thắng? Tứ Vương Tử nhìn không được mà lên tiếng hỏi, mấy người Tiếu Thiên Tà cũng nghi hoặc nhìn Tiếu Thiên Cơ. Tiếu Thiên Cơ có năng lực dự đoán tương lai, hơn nữa còn có thể nhìn thấy bản chất của những việc bình thường, nên có cái nhìn xa hơn bọn họ. Không biết, Tiếu Thiên Cơ lắc đầu, qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm là người duy nhất mà hắn ta không thể nhìn thấu. Tiếu Thiên Cơ dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng mà ta tin hắn có thể thắng. Nói xong. Hắn ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía ba người kia, việc này giải quyết xong, các ngươi định làm gì tiếp theo? Ta muốn rời khỏi thành Thiên Thương Thần, giới này rất lớn, ta muốn đi tham quan một chút. Tiếu Thiên Vận không chút do dự nói ra suy nghĩ của mình. Tứ Vương Tử và Tiếu Thiên Tà nhìn nhau, trong lúc nhất thời, hai người không biết nên nói như thế nào dù trong lòng họ đã có câu trả lời của mình từ sớm. Tiếu Thương Sinh chết rồi. Thương Sinh thần quốc lớn như vậy làm sao có thể mặc kệ được. Bọn hắn vốn là vương tử của Thương Sinh thần quốc nên tất nhiên sẽ có tư cách kế thừa vị trí thần chủ. Có điều, muốn bảo vệ cơ nghiệp lớn như vậy không phải là chuyện dễ dàng, Tiếu Thương Sinh chết rồi thì Thương Sinh thần quốc cũng mất đi lực trấn nhiếp. Làm sao một đám thế lực nhị lưu có thể buông tha miếng thịt mỡ này chứ? Thậm chí không chỉ một đám thế lực nhị lưu. Ngay cả những đại gia tộc của Thương Sinh thần quốc có lẽ họ cũng đang ngấp nghé vị trí thần chủ. Muốn trở thành thần chủ, cơ hội của bọn hắn không nhỏ nhưng việc làm cho Thương Sinh thần quốc tiếp tục tồn tại ở trên khu cổ địa này không phải là việc đơn giản. Ánh mắt Tiếu Thiên Tà và Tứ Vương Tử đột nhiên chuyển hướng về phía Tiếu Thiên Cơ, nếu như Tiếu Thiên Cơ muốn trở thành thần chủ của Thương Sinh thần quốc thì cơ hội của bọn họ lại càng thêm xa vời. Sau khi chiến dịch này qua đi, ta cũng sẽ làm như Tiếu Thiên Vận, muốn đi quan sát giới này một chút. Nếu có cơ hội, ta sẽ rời khỏi giới này. Tiếu Thiên Cơ nói ra suy nghĩ của mình. Hắn ta nói như vậy cũng là cố ý nói cho Tiếu Thiên Tà và Tứ Vương Tử biết rằng hắn ta vô tâm với vị trí thần chủ. Chẳng biết tại sao Tiếu Thiên Tà và Tứ Vương Tử nghe xong rồi lại thở dài một hơi, giống như là tảng đá trong lòng họ đã rơi xuống. Nhưng mà ánh mắt bọn họ nhìn nhau lại có thêm tia đề phòng. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì tương lai, bọn họ sẽ trở thành đối thủ. Lão Tứ, Lão Bát, không biết các người có nghe lọt lời ta nói hay không? Tiếu Thiên Cơ cười nhìn hai người, tựa như nhìn ra thứ đang ẩn sâu trong lòng họ. Cho dù Tiếu Thiên Tà được cho là thông tuệ như yêu, nhưng trước mặt Tiếu Thiên Cơ, Tiếu Thiên Tà cũng cảm thấy mình như bị lột hết ra, trần trụi. Mặc dù chúng ta không phải là huynh đệ ruột, thậm chí còn từng là kẻ thù nhưng tất cả những thứ này đều là do Tiếu Thương Sinh. Gọi ngươi một tiếng lão đại thì tất nhiên lời của ngươi, ta sẽ nghe lời ngươi. Tiếu Thiên Tà nghiêm túc nói.
Ta cũng nghe lão đại, Tứ Vương Tử gật đầu. Lão Tứ, trí tuệ của ngươi không kém ai nhưng vị trí thần chủ Thương Sinh Thần Quốc không thích hợp với ngươi. Tiếu Thiên Cơ nghĩ nghĩ rồi nói. Chính bản thân hắn ta không có ý với vị trí thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc cho nên hắn ta có thể nghĩ gì nói đó. Tứ Vương Tử nhíu mày, cúi đầu trầm tư, không biết gã đang nghĩ gì. Tiếu Thiên Cơ lại nhìn Tiếu Thiên Tà rồi nói, lão bát, đối với ngươi, ta chỉ muốn nói một câu, chuyện ngươi đã hứa thì cho dù chết cũng phải hoàn thành nó, nếu không Tiếu Thiên Cơ không nói hết nhưng con ngươi Tiếu Thiên Tà co rụt lại, không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm đang ở xa xa. Trong đầu Tiếu Thiên Tà nhớ lại hiệp nghị của mình với Tiêu Phàm, nếu như hắn ta vi phạm lời hứa thì hậu quả sẽ như thế nào. Mặc dù Tiếu Thiên Cơ không nói hết nhưng trong lòng Tiếu Thiên Tà biết rõ, mình sẽ không có kết cục tốt. Ta biết rồi, Tiếu Thiên Tà trầm giọng đáp, về phần trong lòng hắn ta nghĩ thế nào thì cũng chỉ có mình hắn ta biết. Lão đại, ta rời đi với ngươi. Tứ Vương Tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về Tiếu Thiên Tà. Con đường của ta không thích hợp với ngươi, có lẽ quý nhân của ngươi đang ở ngay trước mắt. Tiếu Thiên Cơ đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Phàm đang ở trên không trung. Tứ Vương Tử híp mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Trong lòng hắn có chút nghi hoặc, Tu La Điện Chủ là quý nhân của mình sao? Âm thanh vừa rơi xuống, một khí tức cuồng bạo bộc phát từ trên người Tiêu Phàm, nhưng chỉ trong tích tắc, nó lại biến mất tăm, tựa như chưa từng xuất hiện. Chiến thần viên mãn, trên không trung, Tiêu Phàm thở ra một hơi, trên mặt có ý cười, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh cuối cùng cũng bị hắn cắn nuốt, luyện hóa rồi. Tiêu Phàm híp hai mắt. Trong lòng tự nhủ, Tu La Áo Nghĩa và Sinh Tử Áo Nghĩa cũng sắp đột phá rồi. Linh hồn đột phá chiến thần cảnh viên mãn, Tiêu Phàm cảm giác mình dường như muốn phi thăng còn thân thể thì trở nên vô cùng nhẹ nhàng. So với khi còn là cửu biến chiến thần, bây giờ Tiêu Phàm cảm giác mình phát sinh sự thay đổi rất lớn. Hắn cảm thấy dường như có một loại ý chí nào đó của bản thân phát sinh sự thay đổi về chất. Loại cảm giác này cụ thể như thế nào? Vốn dĩ Tiêu Phàm không có cách nào hình dung ra được. Nhưng mà hắn cảm giác được mình đối mặt với những người có linh hồn lực yếu hơn hắn chính là như sâu kiến vậy. Chỉ một ý niệm trong đầu là có thể đập tan lòng tin của đối phương. Thật lâu sau, lúc này Tiêu Phàm mới lấy lại tinh thần. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bây giờ, hắn và linh hồn lực của thí thần đều đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Giờ đây dưới thiên thần thì Tiêu Phàm dường như đã là tiểu vô địch rồi. Chỉ cần không gặp lại loại người cả linh hồn và tu vi đều đã đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong thì Tiêu Phàm không còn kiêng dè gì nữa. Thạch tinh này xử lý như thế nào? Đột nhiên ánh mắt của Tiêu Phàm dừng lại trên thân của người đá ở trước mắt. Người đá này hoàn toàn là do dùng thạch tinh ngưng tụ thành. Tiêu Phàm không thể nào tưởng tượng được Tiếu Thương Sinh đã giết chết bao nhiêu nhạc nhân tộc mới tập hợp được nhiều thạch tinh và hồn hỏa như vậy. Phải biết rằng, mỗi một thạch tinh của nhạc nhân tộc cũng không to bằng nắm tay. Hơn nữa, thạch đầu nhân trước mắt lại cao tới hơn một trượng mà thạch tinh dùng để luyện đoán chừng ít nhất cũng có mấy ngàn con. Đến bây giờ, hồn hỏa trong đầu hắn cũng chưa hoàn toàn luyện thành. Nếu như hoàn toàn luyện thành, linh hồn lực của Tiêu Phàm có thể ổn định chắc chắn tại chiến thần cảnh đỉnh phong. Còn về việc đột phá thiên thần thì vẫn có chút khó khăn. Cũng ngay lúc này, mặt đất rung động một hồi thì bỗng nhiên có một bóng dáng to lớn vụt lên từ mặt đất. Tảng đá khắp nơi đột nhiên ngưng tụ cùng một chỗ biến thành một người đá khổng lồ. Công tử, người đá cung kính thi lễ đối với Tiêu Phàm. Hồn hỏa trong con ngươi màu lam điên cuồng nhảy lên cùng với ánh mắt sáng rực của thạch đầu nhân đang nhìn chằm chằm trước người Tiêu Phàm. Nhạc Nhất Sơn, thạch tinh này có tác dụng gì đối với ngươi sao? Tiêu Phàm nhìn thạch nhân nói. Vâng, công tử, thạch tinh và hồn hỏa chính là tinh hoa đệ nhất của tộc ta có thể dung hòa lẫn nhau. Thạch tinh và hồn hỏa dung hòa càng nhiều thì thực lực sẽ càng mạnh. Đầu của Nhạc Nhất Sơn như gà con mổ thóc vậy, hư không rung động không dứt. Hồn hỏa bị ta nuốt chửng để luyện hóa rồi. Bây giờ ngươi cầm thạch tinh này đi, hy vọng ngươi đừng khiến cho ta thất vọng. Tiêu Phàm trầm ngâm trong giây lát rồi lấy tay vung lên, trực tiếp ném thạch tinh phía trước cho Nhạc Nhất Sơn. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị điêu khắc một hồn điêu cho thạch nhân cao khoảng một trượng này. Một khi thành công thì sức mạnh của thạch điêu này chắc chắn sẽ mạnh hơn các chiến thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa chỉ cần cung cấp đủ thần thạch thì có thể dùng sức mạnh vô hạn.
dưới thiên thần cảnh muốn phá hủy nó cũng rất khó khăn. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn làm việc nghĩa chẳng từ nan đưa vật này cho Nhạc Nhất Sơn. Trong mắt của Tiêu Phàm, sự quan trọng của một vật chết mãi mãi không bằng một vật sống được. Điêu khắc ra hồn điêu mạnh hơn cũng chỉ là hồn điêu mà thôi. Thế nhưng Nhạc Nhất Sơn dường như luyện hóa được thạch tinh này thì ít nhất cũng có thể đột phá được chiến thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Đa tạ công tử, Nhạc Nhất Sơn tiếp nhận thạch tinh, cung kính cúi đầu quỳ sát mặt đất đối với Tiêu Phàm. Xem như lần này ban thưởng cho biểu hiện của người, đi thôi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Lần này, nếu như không phải Nhạc Nhất Sơn đuổi tới kịp thời thì không biết có bao nhiêu tu sĩ phải chết. Kỳ thực Tiêu Phàm cũng không quá quan tâm đến sự sống chết của tu sĩ Thương Sinh Thần Quốc lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đa số những người này đều là người vô tội. Nếu như bởi vì hắn mà chết thì trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút áy náy. Mà những kẻ mặc áo đen trung thành của Thiếu Thương Sinh đã bị nghiệp hỏa thiêu chết thì Tiêu Phàm không có bất kỳ thương hại nào đối với những người này. Còn về ảnh thần vệ, Tiêu Phàm cũng không biết rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu bởi vì hắn chỉ giết chết 36 người. Những người còn sống sót kia, nếu như bản thân bọn hắn không xuất hiện thì Tiêu Phàm cũng không tìm thấy sự tồn tại của bọn hắn. Lần nữa, Nhạc Nhất Sơn mang theo thạch tinh lẻn vào lòng đất biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, bọn Kiếm La và Sở Khinh Cuồng đi tới, trên người toàn là máu me hơn nữa còn bị thương rất nặng, chỉ là chưa chết được mà thôi. Tiêu Phàm lấy ra một chút đan dược chữa vết thương ném cho mọi người. Sau khi mấy người nuốt vào thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thương thế trên người bọn họ đã được khôi phục. Công tử, bọn Võ Nhược Phong và Vân Hạc, sắc mặt Kiếm La khó coi nói. Tiêu Phàm có chút lắng lại. Mặc dù trước kia Vân Hạc và Võ Nhược Phong quả thật là kẻ địch nhưng mà trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng hai người cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Nhưng mà cuối cùng, hai người vẫn khó thoát một kiếp, để lại tính mạng ở nơi này. Chúng ta cố gắng để cho bọn hắn chết có ý nghĩa. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hít sâu một cái nói. Hai người thần hồn câu diệt, Tiêu Phàm muốn cứu bọn họ cũng không thể, chỉ đành nhờ vào sự thúc giục chính mình. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiêu Phàm cũng không biết mình không có khả năng bảo vệ mỗi một người bên cạnh hắn cho tốt. Hắn chỉ có thể làm hết sức mình mà thôi. Bây giờ người chết là Võ Nhược Phong và Vân Hạc nhưng lần tiếp theo cũng có thể là Kiếm La và Sở Khinh Cuồng, thậm chí là bản thân Tiêu Phàm. Bây giờ điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là không ngừng mạnh lên, giết hết kẻ địch, còn chiến đấu vì yên bình của chiến hồn đại lục. Lần nữa, Tiêu Phàm tập trung ý chí nhìn về Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ ở cách đó không xa nói, đa tạ, Xích Vân tiền bối. Thanh Phong Lão Tổ, đây là chuyện thứ hai người đồng ý với ta. Hai người gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt của cũng trở nên khác biệt. Thực lực của Tiêu Phàm vượt xa tưởng tượng của bọn hắn nhưng cho dù như vậy cũng không đưa ra bất kỳ giá nào, không nhớ thù xưa. Người như vậy thì bọn hắn dựa vào cái gì đi ghi hận chứ? Tiêu huynh, đa tạ. Lúc này, bọn Thiếu Thiên Cơ cũng đến gần, thi lễ thật sâu đối với Tiêu Phàm. Giúp các ngươi cũng là giúp chính ta. Tiêu Phàm cười cợt, kỳ thật không cần bọn Thiếu Thiên Cơ ra tay thì Tiêu Phàm cũng chắc chắn phải giết linh hồn phân thân của Thiếu Thương Sinh. Trợ giúp bọn hắn chỉ là thuận tiện mà thôi. Cho dù như thế nào thì ngươi đã cứu chúng ta, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Thiên Cơ vĩnh viễn ghi khắc, sau này còn gặp lại. Thiếu Thiên Cơ chân thành nói. Sau này còn gặp lại. Tiêu Phàm gật đầu, hắn không ngờ Thiếu Thiên Cơ lại từ bỏ vị trí thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc, rời đi dễ dàng như vậy. Thiếu Thiên Cơ và Thiếu Thiên Vận gật đầu ra hiệu đối với Tiêu Phàm. Sau đó, hai người trong chốc lát biến mất cuối trời. Tiêu Điện Chủ không biết tại hạ có thể gia nhập vào Tu La Điện không? Đột nhiên, Tứ Vương Tử tiến lên một bước, thở sâu nhìn Tiêu Phàm. Trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút căng thẳng, phải biết rằng, lúc trước hắn rất muốn giết Tiêu Phàm thế nhưng bây giờ lại muốn gia nhập Tu La Điện của Tiêu Phàm. Vô cùng hoan nghênh, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, bây giờ điều mà Tu La Điện thiếu chính là cường giả, hơn nữa Tứ Vương Tử cách chiến thần đỉnh phong cũng chỉ có một bước. Người ta chủ động gia nhập, Tiêu Phàm còn có điều gì để từ chối chứ? Trong lòng của Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ vô cùng hỗn độn. Trước đây bọn họ hoàn toàn không ngờ tới Tiêu Phàm lại là Tu La Điện chủ của chiến hồn dại lục,
cũng không ngờ tới ngay cả tứ vương tử cũng gia nhập Tu La Điện. Hai người biết bản thân lên một thuyền hải tặc thì trên người đã đánh lên nhãn hiệu của Tu La Điện. Tiếu Thiên Dương bái kiến điện chủ, tứ vương tử thấy thế vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính bái nói. Tiếu Thiên Cơ nói Tiêu Phàm là quý nhân của hắn, không nói đến những cái khác, Tiêu Phàm cứu hắn lúc nguy nan quả thực có thể coi là quý nhân của hắn. Còn về sau này như thế nào lại quyết định gia nhập Tu La Điện thì hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Xin đứng lên, Tiêu Phàm vội vàng đỡ tứ vương tử Tiếu Thiên Dương đứng dậy. Hắn cũng không ngờ tới Tiếu Thiên Dương sẽ gia nhập Tu La Điện. Đỡ Tiếu Thiên Dương dậy trong chớp mắt, ánh mắt của Tiêu Phàm lại nhìn Tiếu Thiên Tà phát hiện Tiếu Thiên Tà thật sự không hề bị lay động mà chỉ lẳng lặng đứng ở đó tựa như một người đứng xem. Đi thôi. Tiêu Phàm cũng không để ý tới Tiếu Thiên Tà liền lách mình lao về nơi xa. Chuyện linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh tạm thời kết thúc nhưng Tiêu Phàm biết muốn giết chết bản tôn cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà lúc này, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh đã chết cũng kinh động đến bản thể của Tiếu Thương Sinh ở Chiến Hồn Đại Lục. Chiến Hồn Đại Lục, bên trong vùng núi cổ xưa của một thần vực nào đó có một lão giả khô gầy đang ngồi xếp bằng ở trong hang động nằm dưới ngọn núi cùng với một đám sương mù dày đặc lượn lờ. Đột nhiên hai mắt của lão giả mở ra, từ trong mắt bắn ra hai sợi tinh quang giống như hai thanh thần kiếm thiên địa đâm thủng bầu trời. Nếu như Tiêu Phàm ở đây chắc chắn sẽ phát hiện vẻ ngoài của lão tổ này có chút giống với linh hồn phân thần của Tiếu Thương Sinh mà hắn đã chém chết, chỉ là nhìn qua huyết khí khô bại cùng thêm vẻ già nua mà thôi. Linh hồn phân thân chết rồi. Trong miệng lão giả thốt ra một giọng nói băng lãnh. Bên trong động phủ tràn ngập sương lạnh, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng thành hầm băng. Trong động phủ hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu sau, lão giả lại thầm nói, một năm cuối nữa thôi thì ta có thể khôi phục đỉnh phong, thậm chí là tiến thêm một bước. Đến lúc đó, có thể giết vào Tu La Vương mộ, đồ sát thiên hạ. Kẻ giết linh hồn phân thân của ta thì ta chắc chắn sẽ đánh linh hồn của ngươi thiên đăng vạn vạn năm, còn có giả cửu U và giả cửu Thiên, hai mộ nô thủ mộ các ngươi cũng nên chết. Giọng nói của lão giả trở nên yên lặng rất nhanh nhưng làm cho vô số chim thú xung quanh kinh ngạc, cũng không có bất kỳ hồn thú nào dám đến gần. Bên trong thiên địa lao ngục, tin tức linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh bị Tiêu Phàm chém giết tựa như bệnh dịch, điên cuồng truyền đi bốn phương tám hướng. Các đại tử lâu, trên đường cái đều đang bàn luận việc này. Dù ba ngày sau, Tiếu Thiên Tà sẽ trở thành thần chủ mới cũng không náo động như việc này. Trong một tử lâu, có hai nam tử cao to khỏe mạnh đang ngồi sát cửa sổ cẩn thận nghe thảo luận bên cạnh. Tu La Điện chủ thế hệ này thật là kinh khủng, ngay cả thần chủ cũng giết chết. Các đời Tu La Điện chủ hơn vạn năm qua đều tìm đến thần chủ gây phiền phức nhưng nhiều nhất cũng chỉ giết vào thần cung mà thôi. Giết chết cũng không phải thần chủ mà là ma đầu. Nếu không các đại vương tử và công chúa cũng sẽ không ra tay, mọi người hợp lực mới chém giết được ma đầu kia. Cho dù như thế nào, cuối cùng cũng là Tu La Điện chủ giết chết. Nghe nói chỉ một kiếm đã làm thịt ma đầu, thật sự là kinh thiên động địa. Chẳng trách bây giờ tất cả mọi người đều nói đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với Tu La Điện chủ. Ngay cả ma đầu thần chủ, hắn cũng dám giết. Vậy trong thiên hạ này còn có ai mà hắn không thể giết chứ? Rất nhiều người dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ vậy, nhiệt tình sục sôi. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy giết chết Tiếu Thương Sinh chính là giết bản thân bọn hắn vậy. Cái danh Tiêu La Điện chủ của Tiêu Phàm càng vang vọng khắp thiên địa lao ngục. Hơn nữa nó còn đang không ngừng khuếch tán khắp nơi. Công tử không hổ là công tử, đi tới chỗ nào là nào loạn chỗ đấy. Có một nam tử ở cách đó không xa cười to ha ha. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này chắc chắn có thể nhận ra nam tử này chính là Trọc Thiên Hồng Thất Lạc. Còn người đối diện chính là Chiến La. Khí thế trên người của Trọc Thiên Hồng mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều, rõ ràng là có chỗ tinh tiến. Chiến La không nói gì nhưng trong lòng hắn cũng có nghiên cứu của mình. Hắn từng gặp qua rất nhiều Tu La Điện chủ nhưng hắn cảm giác Tu La Điện chủ thế hệ này lại có chút khác biệt. Thế nhưng hắn lại không nói ra được khác biệt ở chỗ nào. Nơi này cách thành Thiên Thương Thần có vẻ không xa lắm. Chiến La, chúng ta qua đó tìm công tử đi. Bỗng nhiên Trọc Thiên Hồng đứng lên nói. Hắn không thể chờ đợi được nữa tiến về thành Thiên Thương Thần tìm Tiêu Phàm. Nhiều năm trôi qua, hắn phát hiện chỉ có đi cạnh Tiêu Phàm thì tu vi của hắn mới có thể nhanh chóng tinh tiến.
Tiêu điện chủ giết chết thần chủ của Thương Sinh thần quốc, vậy thì trạm tiếp theo đoán chừng muốn đi là Tu La Sơn. Chiến La lại ngồi ở kia không nhúc nhích. Cũng đúng, nghe nói Tu La Sơn kia sắp mở Tu La Vương truyền thừa gì đó. Công tử thân là một trong những người kế thừa chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chọc Thiên Hồng cũng ổn định lại tâm thần. Ta tìm hiểu rõ ràng thì biết được xung quanh Tu La Sơn có một Tu La cổ thành, chúng ta đi nơi đó chở hắn đi. Chiến La gật đầu nói. Được, Chọc Thiên Hồng gật đầu. Lúc này, một khu vực nào đó ở thiên địa lao ngục có một ngọn núi đen kịt chọc vào mây trời tựa như một con cổ thú thô bạo ẩn núp tại đây. Ở xung quanh ngọn núi có một mảnh huyết hồ mênh mông bao quanh Tu La Sơn, người bình thường cũng không thể vượt qua huyết hồ. Hơn nữa phía trên huyết hồ cũng không thể bay vào bởi vì có một luồng sức mạnh quỷ dị áp chế mảnh không gian này. Từ xa nhìn lại thì thấy mây mù lượn lờ xung quanh đỉnh núi hợp nhất với trời đất hùng hồn, hùng vĩ nguy nga khiến cho người ta không thể chạm tới. Có điều nếu như người hữu tâm quan sát thì sẽ phát hiện ngọn núi này giống như một ngôi mộ, chỉ là ngôi mộ này hơi lớn một chút mà thôi. Núi này tên là Tu La Sơn cũng là nơi Tu La Vương mai táng trong truyền thuyết. Trên sườn núi, một quảng trường rộng lớn nằm trên từng tòa cung điện màu đen mà nghiêm túc trang nghiêm. Trong đó có một tòa cung điện, lúc này đang tụ tập bốn bóng người. Mặc dù đều là lão giả nhưng trên thân thể của mỗi người đều tỏa ra khí tức huyết tinh mà cường đại. Mỗi người ở đây đều ẩn chứa huyết mạch Tu La, chỉ là phân chia mạnh yếu mà thôi. Nghe nói nhất mạch kia của chiến hồn đại lục lại xuất hiện, các vị có ý kiến gì không? Đột nhiên đám người sao động bị giọng nói áp chế lại, chỉ thấy một lão giả gầy cao từ cổng đi đến. Nghe được lời nói của lão giả, tất cả mọi người không khỏi ngậm kín miệng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cho đến khi lão giả ngồi trên thủ tọa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Sơn chủ, theo ta thấy thì vẫn là đừng để nhất mạch của bọn hắn tham gia tranh đoạt truyền thừa. Nếu bọn hắn chết ở nơi này, nhất mạch kia của bọn hắn đoán chừng sẽ tuyệt chủng mất. Một lão giả mặc áo bào đen trong số đó mở miệng nói. Mấy người khác khịt mũi coi thường, đối phương có thể chém giết linh hồn phân thân đang tồn tại của Tiếu Thương Sinh sẽ chết ở nơi này. Đại trưởng lão, người lo lắng thần vô tâm không chiếm được truyền thừa sao? Lại một lão giả âm dương quái khí mặc áo xám nói. Ngươi nói gì? Ngươi nói ta lo lắng cho thần vô tâm. Ta chỉ là sợ dòng dõi của bọn hắn tuyệt chủng mà thôi. Dù sao bọn hắn vất vả lắm mới được cho phép đến Tu La Sơn. Lão giả đại trưởng lão mặc áo bào đen khinh thường nói. Hắn chính là đại trưởng lão của Tu La Sơn cũng là thủ hộ giả dòng dõi của thần vô tâm. Với thiên phú và thực lực thần vô tâm, hắn đương nhiên không lo lắng. Nhưng mà thực lực của điện chủ Tu La Điện thế hệ này cũng không yếu. Nếu như tham dự tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa, ai biết sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không chứ? Nhất mạch của bọn hắn đã được thừa nhận ở Tu La Sơn, càng đạt được sự tán thành của Tu La Vương thì có tư cách tham dự tranh đoạt truyền thừa. Nếu không người ta còn tưởng rằng Tu La Vương tộc ta sợ hãi. Một lão giả khác người khoác chiến giáp màu đen khôi ngô lắc đầu. Tam trưởng lão, ta biết nhất mạch của các ngươi cùng với chiến hồn đại lục rất gần nhưng ngươi cũng đừng quên, máu trong cơ thể ngươi đang chảy là máu của Tu La Vương tộc. Bọn hắn chẳng qua là dân đen mà thôi. Đại trưởng lão khoác áo bào đen quát lớn. Máu trong cơ thể ta đang chảy là máu gì, ta đương nhiên biết rõ. Chẳng qua ta cần phải sửa lại một câu nói của đại trưởng lão. Tu La Điện chủ của chiến hồn đại lục vốn chính là người thừa của Tu La Vương. Ngươi nói bọn hắn là dân đen, chẳng lẽ huyết mạch trong cơ thể ngươi còn cao quý hơn vương sao? Lão giả khoác chiến giáp màu đen không hề sợ hãi dùng ngữ khí vô cùng mạnh mẽ. Ngươi, trong lúc nhất thời khiến cho đại trưởng lão không biết ứng đối ra sao. Mặc dù hắn là người của Tu La Vương tộc nhưng chênh lệch với Tu La Vương cũng không lớn. Sao lại dám nhục mạ người thừa kế của Tu La Vương là dân đen chứ? Được rồi, lúc này, lão giả cao gầy ngồi bên trên, chính là Tu La Sơn chủ quát khẽ. Mấy người vội vàng đình chỉ tranh chấp, nhất mạch Tu La ở chiến hồn đại lục, người kế thừa của Tu La Vương của vương tộc ta đương nhiên có thể tham dự tranh đoạt truyền thừa. Mọi người đều giữ yên lặng. Có điều lúc này Sơn chủ Tu La lại chuyển đề tài nói, chẳng qua dòng dõi huyết mạch kia của bọn hắn đã vô cùng mỏng manh. Truyền thừa của vương ta vẫn phải trở về vương tộc, cuối cùng thất lạc ở bên ngoài không phải là biện pháp. Đây cũng là thay mặt ý chỉ của tộc trưởng,
Rõ, nghe được mấy chữ thay mặt ý chỉ của tộc trưởng, mọi người không có bất kỳ tâm tư phản kháng nào dù chỉ là một ý nghĩ trong đầu. Đi xuống đi, ta nghĩ các ngươi đều biết nên làm thế nào. Tu La Sơn chủ khoát tay một cái nói, đôi mắt của hắn thâm thúy dị thường, không biết đang suy nghĩ gì. Một trận chém giết đã khiến cho khu vực phồn hoa nhất ở trung tâm thành Thiên Thương Thần biến thành phế tích. Trải qua mấy ngày tu sửa nhưng nơi này vẫn không thể khôi phục nguyên dạng. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Tiếu Thiên Tà kế nhiệm thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc thì Tiêu Phàm vẫn luôn ở trong khách sạn, chưa từng bước ra ngoài một bước. 3 người Kiếm La, Sở Khinh Cuồng và Tiếu Thiên Dương canh giữ ở trong sân, lặng lặng chờ đợi. Công tử đã tiến vào 7 ngày rồi sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Kiếm La lo lắng nói. Trận chiến kinh tâm động phách của 7 ngày trước vẫn rõ mồn một trước mắt, Tiêu Phàm dĩ nhiên đã giết chết linh hồn bản thể của Tiếu Thương Sinh. Thế nhưng ai biết bản thân Tiêu Phàm có bị thương hay không chứ? Tiêu huynh sẽ không sao. Sở Khinh Cuồng ngưng tiếng nói. Vừa dứt lời thì đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng nổ rền vang. Từ trong phòng quét ra một luồng khí tức khiến cho 3 người Sở Khinh Cuồng cảm giác hô hấp nhất thời trở nên ngạt thở. Trong nháy mắt, 3 người cảm giác cổ của mình bị một bàn tay lớn nắm lấy, căn bản không thể động đậy được gì. 3 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trừng lớn 2 mắt nhìn vào trong phòng. Nơi đó chính là gian phòng mà Tiêu Phàm đang ở. Khí tức đáng sợ tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh khiến cho 3 người Kiếm La dường như thoát lực, người suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Công tử lại đột phá. Thật lâu sau, Kiếm La mới hồi phục lại tinh thần, nuốt nước miếng một cái rồi nói. Công tử có vẻ như đột phá cũng chỉ là cửu biến chiến thần. Tại sao ta cảm giác còn đáng sợ hơn so với lúc đối mặt với Tiếu Thương Sinh chứ? Tiếu Thiên Dương cũng trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào 2 mắt của mình. Thậm chí hắn cảm thấy khi Tiêu Phàm chém giết Tiếu Thương Sinh cũng không thi triển toàn bộ sức mạnh. Bát biến chiến thần có thể giết chết Tiếu Thương Sinh dễ dàng, huống hồ là bây giờ. Sở Khinh Cuồng lại lắc đầu. Hắn là một trong số ít mấy người tận mắt chứng kiến Tiêu Phàm trưởng thành, biết rõ Tiêu Phàm mạnh mẽ và biến thái. Nếu như nói trên đời này còn có ai khiến cho Sở Khinh Cuồng sợ hãi thật sự thì cũng chỉ có Tiêu Phàm mà thôi. Dù hắn cũng được coi là nhân vật thiên tài nhưng ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn lại cảm giác mình vốn dĩ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Lúc này, trong phòng ánh sáng hừng hực, từ mấy ngày trước, Tiêu Phàm bố trí không ít trận pháp ngay tại trong phòng nhưng cho dù như thế, khí tức trên người hắn vẫn phá tan sự ngăn trở của trận pháp. Tiêu Phàm đang ngồi xếp bằng, quanh người hắn lơ lửng 2 khí sinh tử còn dưới chân thì có một mảnh huyết hải nhỏ bốc lên. Sở dĩ kinh khủng như thế bởi vì Tiêu Phàm lĩnh ngộ được tu la áo nghĩa và sinh tử áo nghĩa đồng thời đột phá 9 thành. 7 ngày trước, Tiêu Phàm cùng Tiếu Thương Sinh và ảnh thần vệ chiến đấu cũng không phải không thu hoạch được gì. Cuối cùng để cho hắn lĩnh ngộ gần như đột phá 3 loại áo nghĩa. Hiện tại Tiêu Phàm đã là cửu biến chiến thần chân chính. Tu la áo nghĩa và sinh tử áo nghĩa toàn bộ đều đột phá 9 thành. Tiêu Phàm tin rằng, nếu như lại gặp linh hồn bản thể của Tiếu Thương Sinh thì chỉ cần một ý nghĩ liền có thể giết hắn dễ dàng. Cho dù hắn khống chế được siêu cấp thạch nhân kia, cũng có thể nghiền sát hắn ta. Sức mạnh thật là bá đạo. Cửu biến chiến thần mạnh mẽ hơn bát biến chiến thần quá nhiều. Từ đáy lòng, Tiêu Phàm thở dài một hơi. Hắn cảm giác cả người tràn ngập sức mạnh bùng nổ. Theo như hắn từng nói, bây giờ hắn cường đại hơn rất nhiều so với bát biến chiến thần trước đây, chênh lệch ít nhất mấy lần. Điều này cũng làm cho hắn có đầy lòng tin đối với Tu La Sơn bên cạnh. Cho dù người ở Tu La Sơn mạnh hơn cũng không thể quá mạnh so với Tiếu Thương Sinh. Tiêu Phàm tiếp tục xoay quanh vô tận chiến quyết tầng thứ 10, mặc cho luồng sức mạnh huyền diệu kia thẩm thấu mỗi đường kinh mạch và mỗi một tế bào. Thần lực của cơ thể càng phát sinh việc lột xác chậm rãi. Nếu luận về sức chống đỡ của thần lực, Tiêu Phàm tự tin dưới thiên thần cảnh chắc chắn sẽ không có người nào có thể so sánh với hắn. Chỉ là hắn đối với truyền thừa của Tu La Vương càng thêm nóng lòng. Một khi hắn đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong dĩ nhiên cần công pháp mới tu luyện tới. Hơn nữa hắn đã thử qua mấy bộ thiên thư cùng cổ kinh thì lại phát hiện căn bản không tu luyện được. Bây giờ hắn chỉ có gửi hy vọng ở truyền thừa của Tu La Vương. Hắn hy vọng có thể đạt được càng nhiều cổ kinh và thiên thư để vô tận chiến điển hấp thụ tinh hoa trong đó sinh ra tầng 11.
Trong lòng Tiêu Phàm lờ mờ có loại cảm giác vô tận chiến điển tầng 11 không giống với 10 tầng trước đó. Còn về không giống chỗ nào, bây giờ hắn cũng không thể biết được. Nửa ngày trôi qua như thế, lúc này khí tức của Tiêu Phàm mới từ từ ổn định lại. Chỉ cần luyện hóa sức mạnh bên trong Niết Bàn Châu thì hỏa diễm áo nghĩa cũng có thể đột phá chín thành. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một sợi tinh quang. Lần này mặc dù nguy hiểm trùng trùng nhưng mà thu hoạch của hắn cũng cực kỳ to lớn. Tiến vào thiên địa lao ngục, hắn vẫn chỉ là một thất biến chiến thần mà thôi. Thế nhưng bây giờ mới chừng 2 tháng thì hắn đã đột phá đến cấp độ cửu biến chiến thần. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối với hành trình của Tu La Sơn kế tiếp càng thêm mong đợi. Nếu như trước khi rời khỏi thiên địa lao ngục, có thể đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong thì dù cho gặp thiên thần bình thường, Tiêu Phàm cũng không sợ. Tiêu Phàm đứng dậy, đẩy cửa phòng đi ra ngoài, lại nhìn thấy ba người Kiếm La vội vàng đi tới. Chúc mừng công tử Tiêu huynh, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương và Sở Khinh Cuồng đồng thời chúc mừng. Tiêu Phàm gật đầu cười một tiếng. Đối với hắn mà nói, đột phá chỉ là chuyện nước chảy thành sông, căn bản không có cái gì đáng để kiêu ngạo. Hơn nữa, đây chắc chắn không phải là điểm cuối của hắn. Mặc dù bây giờ hắn đột phá đến cửu biến chiến thần nhưng ở trước mặt bản tôn của Tiếu Thương Sinh đoán chừng vẫn là sâu kiến không thể địch lại được. Hả, đột nhiên bọn Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy phía chân trời có tiếng hét lớn vang lên. Ngay sau đó một luồng khí tức mạnh mẽ bao quanh cả khách sạn. Ngẩng đầu nhìn thì lại nhìn thấy phía chân trời có một loan xe lao vùn vụt tới khiến cho tu sĩ xung quanh đều dồn dập tránh về sau. Sở Khinh Cuồng và Kiếm La lộ ra vẻ tức giận, Tiếu Thiên Dương cũng nhíu mày, thần sắc cực kỳ phức tạp. Chỉ có Tiêu Phàm lẳng lặng đứng chắp tay ở đó, mặc cho cỗ cuồng phong kia thổi phật thì thân thể cũng không động đậy chút nào. Ba người Kiếm La cung kính đứng cạnh Tiêu Phàm ngắm nhìn chân trời. Vốn không chút sợ hãi nào. Sau mấy nhịp thở, loan xe dừng lại bên ngoài khách sạn. Hạ nhân vén rèm cửa lên thì có một thanh niên người mặc long bào màu vàng khom người bước ra, trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén. Thân hình lóe lên, thanh niên kim bào liền xuất hiện trong khách sạn. Xung quanh khách sạn có rất nhiều tu sĩ nhưng không một ai tiến vào. Tiêu Phàm ngắm nhìn Tiếu Thiên Tà cũng nhìn chăm chú Tiêu Phàm. Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc nhất thời nhưng bọn Kiếm La lại lộ ra vẻ đề phòng, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tốt việc khai chiến. Tiêu điện chủ, có thể nói chuyện một mình không? Thật lâu sau, Tiếu Thiên Tà liền mở miệng. Tiêu Phàm gật đầu, xoay người đi vào trong phòng trước, sau đó Tiếu Thiên Tà thở sâu đi theo rồi nhìn ba người Kiếm La một chút. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Trong ánh mắt lạnh lùng của ba người Kiếm La lại lóe ra ánh sáng rét lạnh. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếu Thiên Tà đi vào trong phòng. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng liền đóng lại. Sau đó một vệt sáng trong phòng bay lên thì mọi người đều muốn dùng linh hồn lực để điều tra nhưng tất cả đều bị ngăn lại ở bên ngoài. Trong phòng, Tiêu Phàm nhàn nhạt ngồi trên ghế rồi rót cho mình một ly nước, vẻ mặt như thường không vui không buồn. Sau khi giết chết Tiếu Thương Sinh, Tiếu Thiên Tà không hề đề cập hứa hẹn trước đây. Trong lòng Tiêu Phàm ít nhiều có chút khó chịu, dù việc này khiến cho hắn có loại cảm giác bị lợi dụng nhưng hắn lại chưa bao giờ biểu hiện ở trên mặt. Tiếu Thiên Tà có thể gia nhập Tu La Điện hay không? Bây giờ Tiêu Phàm cũng không hy vọng quá lớn bởi vì có nhiều cách để thu phục nhiều cường giả hơn. Tiếu Thiên Tà bái kiến điện chủ, Tiêu Phàm vừa đưa chén trà đến miệng thì bỗng nhiên Tiếu Thiên Tà phù phù một tiếng quỳ một chân xuống đất, cung kính cúi đầu về phía Tiêu Phàm. Chén trà trong tay Tiêu Phàm cứ dừng ở không trung như vậy, hơi kinh ngạc nhìn Tiếu Thiên Tà. Hắn không ngờ Tiếu Thiên Tà mà lại cam tâm quỳ gối trước người mình. Hắn biết rõ Tiếu Thiên Tà làm người rất có ngạo khí. Dạng người như hắn muốn để hắn quỳ xuống cũng không dễ dàng. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác tảng đá trong lòng đột nhiên hạ xuống. Nhìn thấy Tiếu Thiên Tà tới gặp mình, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm còn có chút không biết làm sao. Thật không ngờ đến Tiếu Thiên Tà mà lại thừa nhận lời hứa trước đó. Ngươi vẫn đồng ý hứa hẹn trước đây. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn Tiếu Thiên Tà. Mặc dù hắn hỏi như vậy nhưng trong lòng là tin tưởng sự chân thành của Tiếu Thiên Tà. Tiếu Thiên Tà dĩ nhiên có thể lừa hắn nhưng chắc chắn sẽ không quỳ gối trước mặt mình, ngay cả tôn nghiêm cũng vứt bỏ. Nếu như Tiếu Thiên Tà thật sự lừa hắn như vậy, Tiêu Phàm cũng nguyện ý tiếp nhận.
một người ngay cả tôn nghiêm cũng không cần thì vốn dĩ không xứng làm kẻ địch của Tiêu Phàm hắn. Thuộc hạ từng nghĩ tới làm trái lời hứa nhưng mấy ngày nay, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Tiếu Thiên Tà nói thật. Mấy ngày nay, trong đầu hắn vẫn nghĩ câu nói mà Tiếu Thiên Cơ trước khi rời đi đã nói với hắn, ngay cả nằm mơ cũng nghĩ. Nội tâm của hắn cứ lần lượt hỏi bản thân, lẽ nào mình trở thành thần chủ nắm giữ quyền lực lớn như vậy mà ngay cả nguyên tắc làm người cơ bản nhất, mình cũng vứt bỏ hay sao? Lúc mấu chốt trong đó đã nghĩ rõ ràng, Tiếu Thiên Tà mới cảm giác nếu như mình thật sự vi phạm hứa hẹn, vậy cả đời hắn cũng chỉ có thể đi xa được như vậy. Bởi vì trước kia hắn ngạo khí biết bao, cho dù là đối với kẻ địch của bản thân cũng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa bây giờ, hắn ngay cả chủ tâm của mình cũng không thể kiên trì, suýt chút nữa lạc lối trong quyền lực và dục vọng. Sao tương lai có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn chứ? Dù cho có thể đột phá thì cửa ải của thần kiếp kia cũng không vượt qua dễ dàng như vậy. Tiêu Phàm nghe vậy lại vô cùng bất ngờ nhìn Tiếu Thiên Tà. Có thể nói thẳng ra như thế, xem ra những ngày qua Tiếu Thiên Tà thật sự đã nghĩ thông suốt. Nói tiếp đi, Tiêu Phàm cũng không vội cũng không để cho Tiếu Thiên Tà ngừng lại liền nâng chén trà lên đưa vào trong miệng nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiếu Thiên Tà thở sâu, nói, ngay từ đầu hợp tác với điện chủ, thuộc hạ chỉ là ôm trong lòng một tia may mắn. Nếu như nói trong thiên hạ người có thể giết chết Tiếu Thương Sinh thì chỉ có điện chủ mà thôi. Tiêu Phàm lại không cho rằng Tiếu Thiên Tà đang nịnh nọt hắn. Đã qua vạn năm mà bản thể của Tiếu Thương Sinh vẫn có thể trường tồn cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất là thực lực, trong thiên hạ hầu như không có mấy người là đối thủ của Tiếu Thương Sinh. Đương nhiên cũng tồn tại người như vậy đó chính là sơn chủ của Tu La Sơn có thể giết chết hắn. Thế nhưng vốn dĩ Tu La Sơn không nghĩ tới việc đối phó với Tiếu Thương Sinh, bằng không Tiếu Thương Sinh chắc chắn không chống nổi. Nói cách khác trong thiên địa lao ngục người có thể giết chết Tiếu Thương Sinh cơ bản không có cho nên chỉ có các đời Tu La Điện Chủ. Nói tiếp, Tiêu Phàm lại nói, hắn nghe nói Tiếu Thiên Tà rất thông minh. Bây giờ xem ra, hắn quả thực tương đối thông minh. Tiếu Thiên Tà gật đầu, tiếp tục nói, nếu Điện Chủ có thể giết chết Tiếu Thương Sinh thì một đám công chúa và vương tử chúng ta sẽ được khôi phục tự do. Nếu như những người khác không chết thì ta có thể đi theo Điện Chủ. Cũng có thể tránh cho bọn hắn tranh đoạt vị trí thần chủ mà tàn sát lẫn nhau, cho nên ta mới chịu đồng ý gia nhập Tu La Điện. Nhưng điều ta không ngờ chính là bọn hắn đã chết rồi. Hơn nữa lão đại và lão nhị không có tâm tư tranh đoạt vị trí thần chủ. Còn về phần lão tứ, hắn không phải là đối thủ của ta. Nói đến đây, Tiếu Thiên Tà dừng một chút bởi vì hắn không phải miệt thị Tiếu Thiên Dương mà là sự thật chính là như thế. Đây cũng là lý do vì sao mà lúc ấy Tiếu Thương Sinh tìm kiếm thân thể chỉ cân nhắc Tiếu Thiên Cơ và Tiếu Thiên Tà. Bây giờ ngươi là thần chủ của Thương Sinh Thần Quốc, đứng trên vạn người nhưng đột nhiên vì sao lại thay đổi chủ ý? Tiêu Phàm nói có vẻ như đang cùng một người bạn lâu năm tâm sự. Quyền lực sẽ khiến cho ta đánh mất bản thân. Hơn nữa ta đột nhiên phát hiện, ta không có mục tiêu phấn đấu mà chỉ có quyền lực nhưng lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiếu Thiên Tà đắng chát cười nói. Những lời này đều là suy nghĩ sâu xa trong lòng hắn, đặc biệt là mấy ngày trở thành thần chủ đến nay. Hắn phát hiện mình tựa như một con rối vậy, cả người trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Lúc này, ta nhớ tới lời mà lão đại nhắc nhở ta. Tiếu Thiên Tà lại nói. Tiếu Thiên Cơ, Tiêu Phàm có chút bất ngờ. Tiếu Thiên Tà gật đầu, sau đó nói chuyện mà ngày đó Tiếu Thiên Cơ nói với hắn. Ta đột nhiên phát hiện bản thân ta lại có mục tiêu phấn đấu. Có lẽ tương lai có một ngày, ta có thể trở thành siêu việt điện chủ. Trên mặt Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, trong lòng đối với Tiếu Thiên Cơ càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác. Trước tiên không nói Tiếu Thiên Cơ có năng lực thăm dò tương lai mà tâm tư kín đáo cũng không phải người thường có thể so sánh được. Hắn dường như không giống một người trẻ 20 tuổi mà ngược lại giống một lão quái vật sống vài vạn năm điều gì cũng nhìn vô cùng thấu triệt. Ta cũng không nên trở thành điểm cuối của ngươi, không phải sao? Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, ý vị thâm trường nói. Hắn cũng không sợ Tiếu Thiên Tà siêu việt. Nếu như người của Tu La Điện có người có thể siêu việt hơn hắn thì Tiêu Phàm vui vẻ còn không kịp nữa là. Bởi vì điều này chứng minh hắn có đầy đủ vốn liếng đối phó với huyết ma bộ lạc và chiến thần điện. Con ngươi của Tiếu Thiên Tà có chút co rụt lại, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm.
hắn vốn cho là Tiêu Phàm cũng muốn xưng bá thiên địa lao ngục và chiến hồn đại lục mà thôi. Mà bây giờ xem ra cũng không phải là chuyện như thế. Mục tiêu của Tiêu Phàm ít nhất cũng là đột phá thiên thần, giết ra khỏi tiểu thiên địa này. Đúng vậy, Tiếu Thiên Tà trịnh trọng gật đầu. Tương lai có một ngày, nếu như điện chủ giết ra thiên địa này, ta cũng đi theo. Tiếu Thiên Tà nghe lệnh, Tiêu Phàm bỗng mạnh giọng nói. Có thuộc hạ, Tiếu Thiên Tà nghe vậy cung kính cúi đầu xuống. Lập tức đứng lên, lệnh cho ngươi vì điện Diêm La thứ 10 mà thống soái Thương Sinh Thần Quốc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm gầm thét nói. Từ trước đến nay, Tu La Điện chỉ có 9 điện Diêm La tồn tại. Thế nhưng hôm nay, Tiêu Phàm lại cố ý vì Tiếu Thiên Tà thiết lập thêm một điện. Có thể tưởng tượng Tiêu Phàm rất coi trọng Tiếu Thiên Tà. Không thể không nói, cho đến bây giờ chiến hồn của Tiếu Thiên Tà, bên trong của tu sĩ có thể chính là một trong những chiến hồn cường đại nhất, ít nhất có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Đương nhiên điều chủ yếu nhất là tâm tính của Tiếu Thiên Tà đã trải qua thử thách. Thuộc hạ tuân lệnh, Tiếu Thiên Tà khẽ run lên. Hắn cũng không ngờ mình vừa gia nhập Tu La Điện liền trở thành Tu La Điện chủ. Đứng lên đi, Tiêu Phàm đi qua, tự mình đỡ Tiếu Thiên Tà dậy. Đã công nhận Tiếu Thiên Tà thì Tiêu Phàm đương nhiên dùng người thì không nghi ngờ người. Tiếu Thiên Tà nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, hắn phát hiện lòng dạ của mình quá nhỏ hẹp so với Tiêu Phàm. Điện chủ, ta có cần ra ngoài tuyên bố hay không? Tiếu Thiên Tà suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ bản thân đã quy thuận Tu La Điện cho nên dĩ nhiên muốn biểu hiện thành ý của mình. Không cần, dùng vũ khí bí mật mới có thể đưa đến hiệu quả lớn nhất. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Huống hồ, kẻ địch của Tu La Điện quá nhiều. Thương Sinh Thần Quốc độc lập ở ngoài mới có thể phát triển tốt hơn. Kỳ thật điểm này, Tiêu Phàm cũng sớm đã nghĩ qua. Những ngày qua, hắn không hề rời khỏi thành Thiên Thương Thần cũng là đang chờ Tiếu Thiên Tà tìm đến mình. Quả nhiên không khiến cho Tiêu Phàm thất vọng, Tiếu Thiên Tà lại tìm đến hắn trong kỳ hạn. Sao Tiếu Thiên Tà lại không nhìn ra ý của Tiêu Phàm chứ? Trong lòng của hắn thầm than, tầm mắt của mình vẫn quá nhỏ hẹp. Đây là một chút tài nguyên thuộc hạ sửa sang lại, đột nhiên Tiếu Thiên Tà lấy ra một chiếc nhẫn cho Tiêu Phàm. Không cần nghĩ cũng biết trong này hẳn là một chút thần thạch và thần lực chi tinh. Ngươi cũng xưng hô ta như kiếm la đi. Còn về phần những tài nguyên này, người giữ lại dùng đi. Lúc ta thật sự muốn dùng, ta lại đến lấy. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Vâng, Tiếu Thiên Tà gật đầu. Hắn không biết là Tiêu Phàm giết Tiếu Thương Sinh đạt được càn khôn giới của Tiếu Thương Sinh. Những tài nguyên này cũng không thể so sánh được. Thời gian cũng không còn nhiều, ta cũng nên đi đây. Đột nhiên Tiêu Phàm vung tay lên thì trận pháp liền biến mất, sau đó đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Tâm tư của hắn đã bay về phía Tu La Sơn. Ba người Kiếm La, Sở Khinh Cuồng và Tiếu Thiên Dương ở ngoài sân chờ đợi hồi lâu, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Lúc này, đột nhiên cửa phòng cọt kẹt một tiếng mở ra. Ngay sau đó Tiêu Phàm đi ra trước, sắc mặt bình tĩnh như thường dường như không xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, Tiếu Thiên Tà đi ra, chắp tay một cái đối với Tiêu Phàm rồi nói, Tiêu Điện Chủ, sau này còn gặp lại. Nếu Tiêu Phàm không lựa chọn tiết lộ người trước thì Tiếu Thiên Tà dĩ nhiên muốn xưng hô khách khí với Tiêu Phàm, bằng không hắn cũng trực tiếp gọi Tiêu Phàm là công tử. Sau này còn gặp lại, Tiêu Phàm đứng chắp tay, khẽ gật đầu một cái nói. Tiếu Thiên Tà lách mình liền xuất hiện trên loan xe, sau đó khống chế lấy loan xe rồi mang theo người tới rời đi. Sở Khinh Cuồng híp hai mắt nhìn phía mà Tiếu Thiên Tà rời đi. Trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng phức tạp. Sau đó lại hạ xuống trên người Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh, bây giờ chúng ta tiến về Tu La Sơn. Thời gian đã không còn nhiều. Tiêu Phàm gật đầu, trước đó hắn đã nhận được tin tức, Tu La Vương truyền thừa của Tu La Sơn chừng 2 tháng nữa thì mở ra rồi. Nơi này chạy tới Tu La Sơn đoán chừng cũng phải nửa tháng đến chừng 1 tháng. Tiêu Phàm còn muốn chuẩn bị một phen, thời gian lưu lại cho hắn cũng không còn nhiều. Phất tay liền xuất hiện một chiếc thần châu rất lớn ở hư không, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện phía trên thần châu. Bọn Kiếm La, Sở Khinh Cuồng và Tiếu Thiên Dương vội vàng đi theo. Tiểu huynh đệ, đang lúc thần châu chuẩn bị khởi động thì một giọng nói ở nơi xa vang lên. Trong chốc lát có hai bóng người xuất hiện phía trước thần châu của Tiêu Phàm. Xích Vân tiền bối, Thanh Phong tiền bối, có chuyện gì sao?
Tiêu Phàm vừa cười vừa nhìn hai người, không biết hai người tới làm gì. Tiểu huynh đệ, chuyện cuối cùng ngươi cần ta làm là gì? Thanh Phong lão tổ trầm ngâm một chút, hắn không muốn nợ ân tình của Tiêu Phàm cho nên muốn trước khi Tiêu Phàm rời đi thì có thể thực hiện lời hứa của mình. Nếu không thì theo ta đi Tu La Sơn một chuyến. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Thanh Phong lão tổ nói. Thanh Phong lão tổ không khỏi rụt cổ một cái. Đối phó với Tiếu Thương Sinh, bọn hắn xem như đã lấy hết dũng khí rồi. Sao lại dám xông tới Tu La Sơn chứ? Kể từ khi biết thân phận của Tiêu Phàm, hai người bọn họ ngày đêm đều bất an, sợ bị Tu La Sơn tiếp cận lại càng không phải nói tự mình tiến về Tu La Sơn. Huống hồ, hai người bọn họ biết Tiêu Phàm đi Tu La Sơn làm gì. Muốn tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Thế nào, hai người các ngươi sợ rồi? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Tiếu Thiên Dương đã khinh thường nhìn hai người nói. Sắc mặt của Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ có chút u ám. Nói không sợ đó là điều không thể, Tu La Sơn được xưng là đầm rồng hang hổ, đặc biệt Tiêu Phàm tiến về Tu La Sơn là vì tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm quả thực muốn để Thanh Phong lão tổ cùng đi đến Tu La Sơn, Thanh Phong lão tổ đoán chừng cũng không có lý do gì để từ chối. Lẽ nào thật sự thừa nhận mình sợ sao? Thanh Phong lão tổ cũng là người có chút ngông nghênh, cũng là người rất sĩ diện, dĩ nhiên không thể nói ra lời này. Sợ, vậy thì phí lời nói nhiều như vậy để làm gì? Không phải là không có khả năng sao? Tiếu Thiên Dương bĩu môi nói cùng với vẻ mặt vô vị nhìn hai người. Xích Vân lão tổ vốn là người nóng tính, lần đầu bị người ta xem thường thì cũng thôi đi, đây lại bị Tiếu Thiên Dương khinh bỉ liên tiếp, nào có nuốt trôi cơn giận này. Sợ ư, lão tổ sống mấy ngàn năm, trong thiên hạ còn có cái gì để cho ta sợ chứ? Xích Vân lão tổ hào khí vỗ ngực nói. Thanh Phong lão tổ nhíu mày, cũng không nói gì, hắn suy nghĩ mọi thứ rất nhiều hơn so với Xích Vân lão tổ. Hai vị tiền bối. Thiên Dương chỉ là đùa một chút với các ngươi mà thôi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Hắn thật sự không nghĩ tới việc cho hai người đi cùng đến Tu La Sơn. Thậm chí, hắn cũng chưa từng nghĩ qua để Thanh Phong lão tổ làm giúp chuyện thứ ba. Còn về phần Xích Vân lão tổ vốn không nợ mình cái gì nên Tiêu Phàm càng không thể buộc hắn đi làm cái gì. Ta đi theo ngươi, Thanh Phong lão tổ thở sâu, ngữ khí kiên định nói. Tiền bối, ta thật sự không có ý này. Tiêu Phàm vội lắc đầu, khoát tay một cái nói. Hừ, ta muốn đi Tu La Sơn để tiểu tử này nhìn xem, ai mới không có khả năng. Thanh Phong lão tổ kiên quyết cắt ngang lời nói của Tiêu Phàm, vốn không cho phủ định. Tiêu Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn không ngờ mình tùy ý nói một câu nói đùa, vậy mà để Thanh Phong lão tổ tưởng thật. Hắn biết Tu La Sơn thật sự là đầm rồng hang hổ. Cũng không muốn Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ có gì sơ suất. Vậy thì đi thôi, Tiêu Phàm đắng chát cười nói. Bây giờ muốn khuyên Thanh Phong lão tổ là điều không thể nào, chỉ có thể nghĩ cách sau mà thôi. Kiếm La và Tiếu Thiên Dương nghe vậy chuẩn bị điều động thần châu. Thế nhưng lúc này lại có mấy bóng người thoáng hiện từ xa. Tiêu huynh, có phải tiến về Tu La Sơn không? Có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường không? Một giọng nói vang lên. Ngay sau đó ba bóng người lấp lóe xuất hiện phía trước Tiêu Phàm. Cổ huynh cũng muốn đi Tu La Sơn. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn người tới. Thần sắc cũng có ít nhiều vẻ xin lỗi bởi trước đây vẫn luôn lấy thân phận giả lừa gạt Cổ Nhược Trần. Nếu đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm tức giận. Ta đi Tu La Sơn đòi chút nợ. Cổ Nhược Trần giống như cười mà không phải cười. Đi Tu La Sơn đòi nợ. Ngoại trừ Tiêu Phàm. Mấy người khác nghe vậy không khỏi hít một hơi lạnh. Tu La Sơn là nơi nào, ai dám đi đòi nợ? Trong thiên hạ đoán chừng cũng chỉ có Cổ Nhược Trần mới dám nói ra lời như vậy. Tiêu Phàm cũng có chút kinh ngạc. Lần nữa, địa vị của Cổ gia trong lòng hắn cất cao không ít, dám đi đến Tu La Vương tộc đòi nợ. Cho dù thiên thần đoán chừng cũng không có lá gan này. Lúc sau hắn mới hồi phục tinh thần lại. Khẽ mỉm cười nói, ta quả thực chuẩn bị đi đến Tu La Sơn một chuyến, đúng lúc tiện đường. Người khác không biết Cổ Nhược Trần đi đòi nợ ai ở Tu La Sơn nhưng Tiêu Phàm biết, ngoại trừ Lãnh Đồng đoán chừng cũng không có người khác. Trước đây, Lãnh Đồng vì mua tàn quyển bản đồ cấu tạo bên trong Tu La Sơn từ tay Tiêu Phàm mà mượn Cổ Thần Phong 120 vạn thần thạch.
Bây giờ Cổ Thần Phong không có ở đây, món nợ này đương nhiên do Cổ Nhược Trần đi đòi lại. Vậy làm phiền rồi, Cổ Nhược Trần gật đầu mang theo hai người sau lưng bước lên Thần Châu. Kiếm La và Tiếu Thiên Dương khởi động Thần Châu hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Rất lâu sau, lúc này Tiêu Phàm mới nhìn về phía Cổ Nhược Trần nói, Cổ Huynh, trước đây bởi vì lý do cá nhân mà ta chưa từng lấy bộ mặt thật gặp ngươi, xin chớ trách. Tiêu Huynh nói quá lời. Nếu như Cổ Mỗ biết Tiêu Huynh là Tu La Điện Chủ thì sớm đã kết giao với ngươi rồi. Cổ Nhược Trần cởi mở cười một tiếng, dừng một chút lại nói, có điều Tiêu Huynh vẫn phải cẩn thận một chút. Người mà ngươi giết chết chỉ là linh hồn bản thể của Tiếu Thương Sinh. Ta biết, Tiêu Phàm gật đầu. Lông mày có chút ngưng tụ, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra là ta lắm lời rồi. Cổ Nhược Trần đắng chát cười một tiếng. Không, Cổ Huynh có thể nhắc nhở ta. Ta vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm lắc đầu, mặc dù hắn biết vấn đề của Tiếu Thương Sinh nhưng Cổ Nhược Trần có thể nhắc nhở lại là một tình nghĩa khác. Mặt khác, Tiêu Huynh tiến về Tu La Sơn hẳn là đi tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Cổ Nhược Trần lại nói. Tiêu Huynh có thể tiếp xúc nhiều với tam trưởng lão của Tu La Sơn. Ồ, Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Cổ Nhược Trần, nói, vẫn xin Cổ Huynh giải hoặc. Theo ta biết, nhất mạch Tu La Điện Chủ các ngươi năm đó cứu tam trưởng lão một mạng, về sau kết nghĩa Kim Lan. Từ đó về sau, người trong nhất mạch các ngươi tiến vào giới này, đại đa số đều gia nhập dưới trướng tam trưởng lão. Còn cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Cổ Nhược Trần suy nghĩ một chút nói. Tin tức này của Cổ Huynh đối với ta mà nói quá quan trọng. Tiêu Phàm lại thi lễ thật sâu nói. Thi lễ này, Tiêu Phàm lại là phát ra từ đáy lòng. Bây giờ ít nhất hắn đã biết, hắn một thân một mình tiến về Tu La Sơn có vẻ như thế gian cũng không đều là địch. Thần Châu bay xuyên qua giữa những đám mây, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy sông núi đất đai nhỏ xíu đang dần bị bỏ lại. Người bình thường ở bên dưới không thể nhìn được bóng của Thần Châu. Thiên địa lao ngục thực sự rất rộng lớn, Thần Châu bay đi gần một tháng, nhưng vẫn chưa đến Tu La Sơn. Thời gian một tháng kế tiếp, Tiêu Phàm củng cố tu vi cửu biến chiến thần ổn định, thậm chí mấy ngày trước ngay cả hỏa diễm áo nghĩa cũng đã đột phá cửu biến. Qua thêm mấy ngày, Thần Châu cuối cùng cũng dừng lại, đám người Tiêu Phàm rời khỏi khoang thuyền, đi tới bong thuyền. Tiêu Huynh, phía trước chính là Tu La Sơn. Sở Khinh Cuồng đi tới, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn đã đến thiên địa lao ngục mấy năm, biết rõ sự đáng sợ của Tu La Sơn, cho dù Lâu Ngạo Thiên muốn hắn ở Tu La Sơn chờ Tiêu Phàm đến, hắn cũng chỉ dám ở bên ngoài Tu La Sơn, chứ không dám tiến vào Tu La Sơn. Nơi đó chính là Tu La Cổ Thành, Tiêu Phàm đứng ở bong thuyền ngắm nhìn phương xa. Ở phía cuối chân trời xuất hiện một ngọn núi đen kịt đứng sừng sững, giống như một ngôi mộ, phía dưới ngọn núi là một tòa đại thành như một con cổ long đang nằm dài. Cho dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể cảm nhận được một áp lực đang đè nặng xuống. Với cảnh giới hiện tại của Tiêu Phàm, có rất ít địa phương ở thiên địa lao ngục khiến hắn phải kiêng kỵ, nhưng Tu La Sơn lại chính là một trong số những nơi đó. Tu La Cổ Thành được gọi là thành trì cổ xưa nhất, nghe đồn đã tồn tại từ mấy vạn năm trước. Cổ Nhược Trần chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm, ngắm nhìn nơi xa rồi cảm thán nói. Đây cũng là lần đầu Cổ Huynh đến Tu La Cổ Thành. Nghe được ngữ khí của Cổ Nhược Trần, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn. Thời gian ta đến giới này cũng không lâu mà. Cổ Nhược Trần gật gật đầu, cũng không giấu giếm điều gì. Con người Tiêu Phàm khẽ run lên, hắn hiểu rõ Cổ Nhược Trần nói mới đến giới này là có ý gì, điều này cũng chứng thực phỏng đoán của hắn về Cổ gia. Cổ gia nhất định là một đại gia tộc ở Thái Cổ Thần Giới. Thậm chí có thể chống lại Tu La Vương tộc. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm thu Thần Châu lại, nơi này cách Tu La Cổ Thành không xa, Tiêu Phàm không muốn gây nên động tĩnh quá lớn. Dù sao, nhất mạch của hắn tại Tu La Sơn có vẻ như không được hoan nghênh, thậm chí nhiều người còn có địch ý đối với hắn. Tiêu Huynh, nên cẩn thận một chút thì hơn. Cổ Nhược Trần tương đối bội phục tâm tư kín đáo của Tiêu Phàm, sau đó lại nói, đa tạ Tiêu Huynh đã chiếu cố trên đường. Chúng ta cáo biệt tại đây thôi. Cổ công tử, ngài không cùng chúng ta vào thành sao? Kiếm La nghi hoặc nhìn Cổ Nhược Trần nói. Tiêu Phàm nhìn Kiếm La một cái, tựa như muốn ngăn Kiếm La tiếp tục hỏi thêm điều gì. Hắn có mục tiêu rõ ràng khi đến nơi này,
Cổ Nhược Trần muốn rời đi cũng hợp tình hợp lý, có ai muốn vô duyên vô cớ bị cuốn vào việc không liên quan chứ? Nhưng Tiêu Phàm cũng biết Cổ Nhược Trần không phải người như vậy, bằng không hắn đã không cùng ngồi Thần Châu để đến Tu La Sơn. Tiêu Phàm không tin, với thực lực của Vạn Bảo Các, mà thiếu một Thần Châu. Không được, Cổ Nhược Trần cười lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi từ nơi này đi qua, chính là vị trí thành trì của nhất mạch tam trưởng lão Tu La Sơn, ta muốn tìm lãnh đồng đòi nợ, ta đi hướng khác. Cổ huynh bảo trọng, Tiêu Phàm chắp tay một cái nói, trong lòng lại bổ sung một câu, chúng ta đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Bảo trọng, Cổ Nhược Trần cười cười, mang theo hai thuộc hạ đi về một hướng khác. Công tử, người có phát hiện, Cổ Nhược Trần đối với người có vẻ quá nhiệt tình. Sau khi Cổ Nhược Trần rời đi, Tiếu Thiên Dương đột nhiên cổ quái hỏi. Nói rõ một chút, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Tiếu Thiên Dương, thực ra hắn cũng cảm giác được. Từ lần đầu gặp Cổ Nhược Trần cho đến nay, không chỉ lần một lần hai, Cổ Nhược Trần đều trợ giúp hắn, hơn nữa đều là trợ giúp vô điều kiện. Thậm chí về sau còn muốn Tiêu Phàm trở thành khách khanh của Vạn Bảo Các, nếu như nói Cổ Nhược Trần không có yêu cầu gì ở hắn, Tiêu Phàm cũng không tin được. Bởi vì cho đến bây giờ, Cổ Nhược Trần đều khiến Tiêu Phàm thiếu hắn nhân tình. Ta cũng không nói rõ được, nhưng là ta cảm thấy, Cổ Nhược Trần muốn cho công tử thiếu nhân tình hắn, sau đó muốn cầu cạnh công tử. Tay phải Tiếu Thiên Dương nâng cằm trầm tư nói. Ngươi làm sao biết Cổ Nhược Trần muốn để công tử thiếu nhân tình hắn? Kiếm La không tin nói. Tiếu Thiên Dương xấu hổ gãi đầu một cái, nói, bởi vì trước kia thường xuyên có người cũng giúp ta như vậy, thậm chí là nịnh nọt ta, nhưng cuối cùng đều muốn ta hỗ trợ bọn hắn. Nếu hắn có việc cầu công tử mà công tử làm không được, hoàn toàn có thể cự tuyệt mà. Kiếm La lại nói, huống chi, thế lực sau lưng Cổ Nhược Trần không đơn giản, sự việc hắn không làm được, thì công tử cũng chưa chắc có thể làm được. Những người khác cũng gật đầu đồng tình, nhờ người khác làm việc, thì người đó phải có năng lực làm được mới được chứ. Không, có đôi khi cầu người làm việc là phải xem người yêu cầu là ai, nếu là người khác chưa chắc sẽ đáp ứng, nhưng với tính cách của công tử, ta nghĩ hắn sẽ không cự tuyệt. Tiếu Thiên Dương lắc đầu nói, dư quang thỉnh thoảng liếc về phía Tiêu Phàm. Thấy Tiêu Phàm không có phản ứng gì, Tiếu Thiên Dương lại bổ sung một câu nói theo một ý nghĩa nào đó, Cổ Nhược Trần chính là một thương nhân. Thương nhân, Tiêu Phàm híp hai mắt, nhìn về phía Cổ Nhược Trần rời đi, trong lòng có chút mê mang. Bản tính của thương nhân là gì, Tiêu Phàm biết rất rõ, thương nhân trục lợi, Tiêu Phàm hắn cũng đã từng là một thương nhân. Một lúc sau, Tiêu Phàm hồi phục tinh thần lại, thầm nghĩ trong lòng, nếu quả thật là một vụ giao dịch, có lẽ ta thực sự sẽ không cự tuyệt. Đi thôi, thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm xốc lại tinh thần gọi đám người. Mấy thân hình lóe lên, nhanh chóng chạy về vị trí Tu La cổ thành. Một lát sau, mấy người đã đi tới ngoài cổng thành Tây, nơi này có không ít người đang xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, muốn vào thành, mỗi người đều phải thành thật trải qua kiểm tra, hơn nữa còn phải giao nộp 100 viên thần thạch. Người bình thường sao có thể bỏ ra 100 viên thần thạch được? Vì vậy người tiến vào Tu La cổ thành, tu vi thấp nhất cũng là chiến thần cảnh. Cho dù những tướng sĩ thủ thành kia chỉ có thực lực chiến thánh cảnh, nhưng tu sĩ chiến thần cảnh từ bên ngoài đến cũng phải khách khí với bọn hắn. 100 viên thần thạch, một lát sau, cuối cùng cũng đến lượt đám người Tiêu Phàm, một tên binh sĩ nhàn nhạt nhìn đám người Tiêu Phàm một cái, quát lớn, bộ dáng không coi ai ra gì. Tổng cộng 6 người, 600 thần thạch, Tiêu Phàm gật đầu, lấy ra một hồn giới ném cho binh sĩ kiểm tra. Binh sĩ quét hồn giới một cái, trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, không cần nghĩ cũng biết, bên trong hồn giới, chắc chắn không chỉ có 600 thần thạch thừa ra, chắc chắn sẽ về tay của tất cả những binh sĩ thủ thành đi vào đi, tiến vào cổ thành đều thành thật một chút. Binh sĩ cũng vô cùng thức thời, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi bọn hắn còn kiếm được không ít thần thạch. Chúng ta đều là người thành thật, Tiêu Phàm cười gật đầu. Trong lòng Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ thầm mắng, người tiến vào Tu La cổ thành đều không phải là người thành thật. Người muốn đến đây, nếu đã nguyện ý giao lệ phí 100 viên thần thạch để vào thành, tất nhiên cũng muốn lấy được đồ vật có giá trị hơn để rời đi, sao có thể là người thành thật được. Hơn nữa càng là người cường đại, lại càng kiêng kỵ Tu La Sơn, người bình thường ngay cả Tu La cổ thành cũng không muốn tiến vào.
Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ, chính là những người không muốn đi tới Tu La Cổ Thành. Bọn hắn đường đường là cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, là nhân vật cấp bậc lão tổ, đi tới nơi này còn phải cúi đầu khom lưng với những kẻ kiến hôi, người bình thường sao có thể chịu đựng được. Có điều hai người vẫn hết sức trung thực, dù sao cũng đi theo Tiêu Phàm đến, nhiều nhất là đi nhìn náo nhiệt mà thôi, nghĩ vậy hai người đi theo Tiêu Phàm tiến vào. Ngươi còn dám tới Tu La Cổ Thành? Ngay khi Tiêu Phàm chuẩn bị vào thành, một giọng nói băng lãnh vang lên, trong nháy mắt khí tức cuồng bạo tràn ra bao trùm khắp cửa thành. Khi tiếng gầm vang lên, trong nháy mắt mấy người Tiêu Phàm có cảm giác như rơi vào hầm băng, thân thể không động đậy được, trong miệng cũng thở ra khí lạnh. Thậm chí, mấy người cảm giác cảnh vật xung quanh biến đổi, tựa như đang đi trên một sông băng. Đám người Thiếu Thiên Dương cùng Sở Khinh cuồng lạnh run người, cảm giác rét lạnh ngay cả linh hồn cũng bị đông kết. Phá, đột nhiên Tu La huyết mạch trong thân thể Tiêu Phàm sôi trào, hắn há miệng gầm một tiếng như sấm khiến khung cảnh xung quanh như thủy tinh nứt vỡ, từ từ hóa thành vô số mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Huyễn cảnh, mấy người Thiếu Thiên Dương từ trong kinh sợ tỉnh lại, trên trán chảy ra không ít mồ hôi. Thực lực bây giờ của bọn hắn không kém gì chiến thần đỉnh phong, thế mà thiếu chút nữa bị thực lực của đối phương nghiền ép. Cút, đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên thét lên một tiếng, đưa tay vung ra một chưởng, mấy người Sở Khinh cuồng chỉ thấy một hắc ảnh lướt qua, xuất hiện trước người Tiêu Phàm. Quỳnh một tiếng nổ vang, chưởng cương của Tiêu Phàm cùng bóng đen kia đụng vào cùng một chỗ, Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, mà bóng đen kia lại như đạn pháo bị bắn lui trở về, sau đó được một cánh tay nhẹ nhàng níu lại. Lãnh Đồng, nhìn thấy chủ nhân cánh tay kia, sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lẽo, hắn không ngờ Lãnh Đồng lại ở đây phục kích hắn. Trải qua sự tình ở thành Thiên Thương Thần, tất cả mọi người đều biết Kiếm Hồng Trần chính là Tu La Điện Chủ ở Chiến Hồn Đại Lục, cho nên hắn cũng không cố ý biến ảo bề ngoài và ẩn tàng tu vi. Nhưng hắn không nghĩ tới Lãnh Đồng lại mai phục ở cửa thành, hơn nữa còn thi triển đồng thuật với bọn họ, chẳng lẽ hắn biết rõ hôm nay bọn họ sẽ tới hay sao? Sau lưng Lãnh Đồng, còn có 5-6 thân ảnh, khí tức trên người mỗi kẻ phát ra đều vô cùng lạnh lẽo, thậm chí còn lộ ra huyết tinh nồng đậm. Mấy người đều hung dữ nhìn Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành trăm mảnh. Kiếm Hồng Trần, không đúng, hẳn phải gọi ngươi là Tiêu Phàm. Lãnh Đồng híp hai mắt, con người phóng ra hàn quang. Một cái tên mà thôi, ngươi không cần quá quan tâm. Tiêu Phàm cười nói, bộ dáng không quan tâm. Hừ, ngươi còn dám tới Tu La Sơn, ta thực sự bội phục dũng khí của ngươi, hôm nay, nơi này chính là mồ chôn của ngươi. Lãnh Đồng buông tên thuộc hạ của hắn ra, bước từng bước tiến lên phía trước nói. Khí thế lạnh lẽo bắn thẳng về phía Tiêu Phàm, con người biến thành màu đỏ, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Mấy người Kiếm La, Thiếu Thiên Dương thấy thế, tất cả cùng tiến lên một bước, ngăn trước người Tiêu Phàm. Thiếu Thiên Dương, người đường đường là một vương tử của Thương Sinh Thần Quốc, vậy mà lại cam nguyện làm khuyển mã cho kẻ khác. Lãnh Đồng lạnh lùng nói. Vương tử của Thương Sinh Thần Quốc, chỉ là những việc đã qua, bây giờ ta là người của Tu La Điện. Thiếu Thiên Dương bình thản nói. Nếu hắn đã đồng ý gia nhập Tu La Điện, Thiếu Thiên Dương đã chuẩn bị triệt để thu liếm tính cách cao cao tại thượng trước kia của mình lại. Mấy tướng sĩ thủ thành nghe được mấy chữ Tu La Điện, sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm. Hắn chính là Tu La Điện chủ, khi nãy hắn còn cho ta thêm 100 thần thạch. Tên binh sĩ khi nãy kiểm tra nhóm người Tiêu Phàm trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt có mấy phần đắc ý. Nhìn bộ dạng này, Lãnh thiếu hẳn sẽ không buông tha cho Tu La Điện chủ, nếu để hắn xảy ra chuyện ở đây, chúng ta sẽ bị tội không kịp thời bẩm báo. Hay là thông báo cho đại nhân đi, chỉ có tam trưởng lão cùng hai vị công tử khác mới có thể ngăn cản lại Lãnh thiếu. Mấy tên tướng sĩ khẽ trao đổi với nhau, sau đó có hai người len lén tiến vào thành trì. Bẩm báo việc này lên trên. Hừ, một người chết mà thôi. Lãnh Đồng khinh thường nói, hắn hoàn toàn không để Thiếu Thiên Dương trong mắt, tên tứ vương tử trước kia hắn cũng chẳng thèm ngó tới, huống chi chỉ là tên Thiếu Thiên Dương nghèo túng này. Ai là người chết cũng khó nói. Giọng nói của Tiêu Phàm vang lên, hắn tiến lên một bước, nhìn vào mắt Lãnh Đồng, còn người Tiêu Phàm cũng phóng ra quang mang lạnh lẽo. Người nghĩ ngươi là ai? Dám đến Tu La Sơn giết người kế thừa. Một thuộc hạ của Lãnh Đồng khinh thường nhìn Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm lười đáp lời, dù sao hắn cũng là một người kế thừa, cùng một tên thuộc hạ của Lãnh Đồng so đo, chẳng phải là đánh mất thân phận sao? Cũng không phải Tiêu Phàm quan tâm đến thân phận này, mà là hắn muốn lấy được Tu La Vương truyền thừa, nhất định phải dùng thân phận này mới lấy được một vé tham gia. Ngươi lại là thứ gì, dám trách mắng công tử nhà ta? Tiếu Thiên Dương nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế cuồng bạo đập xuống. Không thể không nói, Tiếu Thiên Dương so với Kiếm La nhạy bén hơn nhiều, không chút do dự nâng thể diện cho Tiêu Phàm, làm một thuộc hạ, Tiếu Thiên Dương xứng đáng hơn nhiều. Đương nhiên, Tiếu Thiên Dương so sánh với Kiếm La mà nói, cũng trẻ tuổi nóng tính hơn rất nhiều. Thực lực thuộc hạ của Lãnh Đồng mặc dù không tệ, nhưng cùng Tiếu Thiên Dương so sánh, vẫn có chút chênh lệch, chí ít, trên khí thế liền xa xa không bằng Tiếu Thiên Dương. Đi thôi, Tiêu Phàm hài lòng cười cười. Lần này tới Tu La Sơn, cùng với khi tiến vào thành Thiên Thương Thần có chút khác biệt, vào thành Thiên Thương Thần là vì giết chết Tiếu Thương Sinh, tất nhiên không thể bại lộ thân phận Tu La Điện Chủ. Nhưng hiện tại đến Tu La Sơn, là vì tranh đoạt truyền thừa mà đến, hắn muốn nổi bật, tự nhiên không thể bị bất luận kẻ nào làm chướng mắt. Tiêu Phàm mặc dù không quá hiểu biết Tu La Vương tộc, nhưng hắn biết rõ, đám người này so sánh với người của thành Thiên Thương Thần còn hung ác hơn nhiều, ở đây không tồn tại kẻ yếu. Nhất là những người kế thừa Tu La, càng phải có thực lực cường đại, nếu không tư cách tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa cũng không có. Đi, nhưng thuộc hạ là muốn cho bọn hắn mấy cái tát tay thì phải làm sao? Tiếu Thiên Dung hung dữ chừng đám người Lãnh Đồng một cái nói. Chẳng lẽ một con chó cắn ngươi một cái, ngươi còn đi lên cắn lại nó một phát sao? Bộ dáng Tiêu Phàm đang giáo huấn thuộc hạ, con mắt không thèm nhìn Lãnh Đồng một cái. Từ Cổ Nhược Trần, Tiêu Phàm lấy được rất nhiều tin tức hữu hiệu, Lãnh Đồng này là một trong hai người kế thừa mà nhị trưởng lão ủng hộ. Mà vị trí hiện tại của bọn hắn thuộc về tam trưởng lão quản lý, Lãnh Đồng Diễu Võ Dương Oai ở nơi này, cho dù hắn đồng ý, tam trưởng lão cũng sẽ không đồng ý đâu. Đương nhiên, tam trưởng lão có lẽ sẽ không tham dự vào đấu tranh của bọn tiểu bối, nhưng là của hai người kế thừa thì sao? Mỗi một vị trưởng lão đều có hai người kế thừa, hơn nữa giữa những người kế thừa đều có quan hệ cạnh tranh. Lãnh Đồng muốn gây sự với hắn ở chỗ này, đợi đến khi hai người kế thừa kia đến, có lẽ Lãnh Đồng sẽ gặp không ít phiền toái. Tên khốn này dám mắng mình là chó. Lãnh Đồng nghe được lời Tiêu Phàm nói, sát cơ lộ ra, thiếu chút nữa không nhịn được muốn bộc phát đi ra. Nếu như đây là Nam Thành, Lãnh Đồng tuyệt đối không chút do dự động thủ với Tiêu Phàm. Đợi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đã vào gần cửa thành, thần sắc Lãnh Đồng băng lãnh chỉ có thể đứng ở đó. Lần thứ nhất giao phong, bị Cổ Nhược Trần bước đi thì cũng thôi đi, lần thứ hai giao phong, hắn vẫn yếu hơn Tiêu Phàm, điều này khiến trong lòng Lãnh Đồng vô cùng khó chịu. Công tử, không cần so đo cùng người như vậy, chẳng phải rất nhanh sẽ có cơ hội giáo huấn hắn sao? Lúc này, một tên thuộc hạ sau lưng Lãnh Đồng tiến lên, thấp giọng an ủi. Lãnh Đồng nghe vậy, trong mắt sát ý càng ngày càng đậm. Không sai công tử, mấy ngày nữa là đến thời gian diễn ra huyết hồ thủy điếu, đến thời điểm đó tám người kế thừa cùng tề tụ, chúng ta sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, để hắn biết rõ bản thân là mặt hàng gì. Một tên thuộc hạ khác cũng lạnh lùng cũng nói. Hừ, vậy để hắn sống thêm mấy ngày. Lãnh Đồng hừ một tiếng, trong mắt như muốn phun ra lửa. Đám người Tiêu Phàm cùng tiến vào Tu La Cổ Thành, xuyên qua con đường rực rỡ sắc màu, nơi này cũng không khủng bố như tưởng tượng của Tiêu Phàm, tựa như chỉ là một tòa thành trì bình thường. Hai bên đường phố, mặt hàng gì cũng bày bán, hơn nữa ở đây không chỉ có người của Tu La tộc, mà có cả tu sĩ nhân tộc, thú tộc. Ngẫu nhiên trên đường có thể nhìn thấy tu sĩ xảy ra xung đột đang chiến đấu kịch liệt, nhưng không thấy người nào quản, ngược lại người vây xem rất đông. Trong Tu La Cổ Thành có thể tùy ý chiến đấu. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một tia hưng phấn, chỉ cần có thể chiến đấu, vậy hắn không còn phải e ngại gì nữa. Có thể, quy luật sinh tồn trong Tu La nhất tộc chính là nắm đấm của ai cứng rắn, kẻ đó chính là đạo lý. Tiếu Thiên Dương giải thích nói, ở chỗ này, có thể tùy ý chiến đấu, nhưng nếu muốn quyết đấu sinh tử, tốt nhất là đến sinh tử đài. Sinh tử đài, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, chính là nơi dùng để quyết đấu sinh tử. Người chết trên sinh tử đài, cho dù là con cháu của một vị trưởng lão ở Tu La Sơn,
thì vị trưởng lão này cũng không được gây phiền phức cho người kia. Tiếu Thiên Dương lại nói. Tiêu Phàm lộ vẻ hiểu rõ, Tu La nhất tộc, vốn là một tộc hiếu chiến, chỉ có chiến đấu mới khiến bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Đây cũng là lý do Tu La cổ thành không cấm chiến đấu, cùng chiến đấu với người từ bên ngoài đến chính là phương pháp tốt để tu sĩ Tu La nhất tộc rèn luyện. Ta cũng từng ở đây ít lâu, nhưng không thấy người như thế. Sở Khinh Cuồng nhìn đám người xung quanh, đột nhiên buồn bực nói. Trước kia hắn vì chờ Tiêu Phàm đến, tuy không dám tới gần Tu La Sơn, nhưng có ở lại Tu La cổ thành một khoảng thời gian. Có vẻ như thời gian huyết hồ thủy điếu sắp diễn ra. Thanh Phong lão tổ đột nhiên mở miệng nói, trong mắt lão lóe lên quang mang hừng hực, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Huyết hồ thủy điếu, ánh mắt Tiếu Thiên Dương cũng lộ vẻ chờ mong, đây chính là đại sự trăm năm một lần ở Tu La cổ thành, không nghĩ tới chúng ta đúng lúc gặp được. Tiếu Thiên Dương từng là tứ vương tử của Thương Sinh Thần Quốc, đương nhiên đã được nghe câu chuyện liên quan đến huyết hồ thủy điếu, nhưng hắn chưa tham dự qua, bởi vì huyết hồ thủy điếu này trăm năm mới diễn ra một lần, thời điểm cử hành lần trước hắn còn chưa sinh ra. Có vẻ như huyết hồ thủy điếu này không đơn giản, Tiêu Phàm thấy hứng thú, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Công tử có từng nghe tới áo nghĩa thần ngư, Tiếu Thiên Dương hưng phấn giải thích, nhìn thấy Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn lại tiếp tục nói, Tu La Cổ Thành xây quanh Tu La Sơn, giữa Tu La Cổ Thành và Tu La Sơn có một hồ nước màu đờ. Cái hồ này, chính là huyết hồ, bên trong huyết hồ có một loại cá rất đặc biệt, loại cá này do áo nghĩa thuần túy ngưng tụ thành, sau khi thôn phệ rồi luyện hóa chúng thì có thể làm áo nghĩa tăng nhanh. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng kinh ngạc không thôi, thật lâu không cách nào bình tĩnh được. Áo nghĩa thần ngư, trên đời này vẫn còn có sinh vật kỳ lạ như vậy. Thôn phệ rồi luyện hóa chúng thì có thể lĩnh ngộ áo nghĩa, vậy chẳng phải là mỗi người đều có thể lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa. Thanh Phong lão tổ, Xích Vân lão tổ, hai người chắc cũng đã từng tham gia huyết hồ thủy điếu. Tiếu Thiên Dương đột nhiên nhìn về phía Thanh Phong lão tổ nói. Ánh mắt đám người lập tức rơi vào trên người hai người cay đắng gật đầu. Áo nghĩa thần ngư thực sự tồn tại, nhưng rất khó câu được, ta đã tham gia 5 lần. Mỗi một lần đều chỉ câu được mấy con nhị văn thần ngư mà thôi, miễn cưỡng thu đủ phí tham gia. Xích Vân lão tổ thở dài nói. Ta ngược lại có một lần may mắn, câu được một con thất văn thần ngư, về sau cũng nhờ đó mà lĩnh ngộ được 7 thành điêu linh áo nghĩa, nhưng lần đó ta suýt bỏ mạng lại ở đây, vì thế sau đó ta không dám tới Tu La cổ thành nữa. Thanh Phong lão tổ tựa như đang nhớ lại sự tình năm đó. Thanh Phong lão quỷ, ngươi cũng giấu đủ sâu. Nếu như ngươi không nói, ta còn tưởng rằng ngươi tự thân cố gắng để lĩnh ngộ điêu linh áo nghĩa đấy. Xích Vân lão tổ trợn to hai mắt, vẻ mặt xem thường nhìn Thanh Phong lão tổ. Không phải bản thân ta cố gắng, chẳng lẽ là ngươi cố gắng à? Thanh Phong lão tổ mắng trả lại, chỉ hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó đã khiến cho hắn dùng mình run sợ rồi, khi đó ta đã là cửu biến chiến thần, thế mà lại suýt chết trong huyết hồ chỉ vì đầu thất văn thần ngư đấy. Câu con cá mà thôi. Nguy hiểm như vậy sao? Kiếm La có chút không tin nói. Ngươi đừng không tin, một con thất văn thần ngư, ẩn chứa 7 thành áo nghĩa thuần túy, công kích của chúng mạnh hơn nhiều so với cửu biến chiến thần bình thường. Thanh Phong lão tổ nói. Điều này là thực, ta có nghe nói, từng có một con thập văn thần ngư, cũng chính là ẩn chứa một loại áo nghĩa viên mãn, đã giết chết một người kế thừa. Xích Vân lão tổ cường điệu nói. Vẻ mặt đám người Tiêu Phàm đều hiện vẻ ngưng trọng, thất văn thần ngư đã có thể so với cửu biến chiến thần, vậy bát văn thần ngư cũng tương đương với chiến thần cảnh đỉnh phong. Cứ thế mà suy ra, cửu văn thần ngư, giết chết chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không phải nói chơi. Về phần thập văn thần ngư, ẩn chứa áo nghĩa viên mãn, cho dù tự xưng là vô địch dưới thiên thần cảnh cũng không kém nhiều. Cái này ta cũng đã nghe nói qua, mỗi lần tiến vào huyết hồ thủy điếu. Chỉ ít có một nửa người sẽ chết ở trong đó, trừ một số trường hợp các tu sĩ tàn sát lẫn nhau, hơn một nửa đều do áo nghĩa thần ngư giết chết. Trên mặt Tiếu Thiên Dương cũng lộ ra vẻ thận trọng. Xem ra, huyết hồ thủy điếu là một chuyện rất nguy hiểm đấy. Tiêu Phàm híp hai mắt nói. Trong lòng hắn lại rơi vào trầm tư, lợi ích cùng nguy hiểm luôn song song tồn tại, trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí. Để có được áo nghĩa thần ngư. Nói là dùng mệnh đi phấn đấu cũng không đủ.
Một khi có thể câu được một con thần ngư ẩn chứa mấy thành áo nghĩa thì có thể lĩnh ngộ được mấy thành áo nghĩa. Chỉ bằng vào điểm này, đã đủ để hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến Tu La Cổ Thành. Công tử ngươi có lẽ còn không biết, một con áo nghĩa thần ngư rất quý giá, huyết hồ thủy điếu tuy muôn vàn nguy hiểm, nhưng tu sĩ ở giới này vẫn muốn tham gia. Tiếu Thiên Dương cười khổ lắc đầu nói. Áo nghĩa thần ngư giá trị bao nhiêu? Tiêu Phàm hứng thú hỏi, hắn nghĩ nếu như có thể câu được không ít áo nghĩa thần ngư, vậy thì có thể cường hóa Tu La Điện rồi. Áo nghĩa thần ngư dựa theo đường vân để phân chia, cũng chính là dựa theo việc ẩn chứa mấy thành áo nghĩa để phân chia, so với thần lực chi tinh cùng giai, nó còn quý gấp mấy lần. Tiếu Thiên Dương nói. Nói như vậy, một con thập văn thần ngư, ẩn chứa áo nghĩa viên mãn, trị giá 20 vạn thần thạch. Thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, hắn không thể không thừa nhận, áo nghĩa thần ngư này rất quý giá. Khoảng vậy, nhưng thập văn thần ngư có tiền cũng không mua được, hơn nữa nghe nói ngàn năm qua chưa từng xuất. Tiếu Thiên Dương gật đầu nói, trong mắt toát ra vẻ nôn nóng. Kiếm La, Tiếu Thiên Dương, sau khi tìm được khách điếm ở lại, các ngươi đi nghe ngóng thử xem khi nào huyết hồ thủy điếu mở ra. Tiêu Phàm nói, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia chờ mong. Một thời gian nữa mới đến thời điểm Tu La Vương truyền thừa mở ra, trong đoạn thời gian này, vừa vặn đi huyết hồ thủy điếu xem một cái, cũng coi như không uổng chuyến này. Nếu như có thể câu được mấy con áo nghĩa thần ngư thất văn trở lên, thì sẽ kiếm được một khoản kha khá, coi như đổi thành thần thạch, cũng là một gia sản khổng lồ. Vâng, công tử, hai người cung kính gật gật đầu, hai người cũng hận huyết hồ thủy điếu không thể lập tức mở ra. Sao thủy điếu thả câu? Thời điểm đến đây đã chạng vạng tối, đám người Tiêu Phàm đi tìm một khách trạm để nghỉ lại, sau đó Kiếm La cùng Thiếu Thiên Dương cùng đi ra ngoài tìm hiểu tin tức liên quan tới huyết hồ thủy điếu. Mình có nên đi gặp vị tam trưởng lão kia một lần không? Trong lòng Tiêu Phàm suy tư, hắn mặc dù là một trong những người kế thừa Tu La Sơn, nhưng nếu muốn tham gia tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa, thì phải nhận được sự tán thành của Tu La Sơn. Nhưng bây giờ... chắc chắn có rất nhiều người biết hắn đã tới Tu La Cổ Thành, nhưng vẫn không có động tĩnh gì, không cần nghĩ cũng biết, Tu La Sơn không quan tâm đến hắn. Nếu Tiêu Phàm không tới để tranh đoạt danh ngạch Tu La Vương truyền thừa, chắc chắn sẽ không có ai chủ động tới mời hắn, cho dù là tam trưởng lão cùng nhất mạch của hắn giao hảo cũng không ngoại lệ. Dù sao, nếu chính mình cũng không tranh, người khác làm sao có thể thay mình đi tranh được. Hôm nay sắc trời đã tối. Ngày mai lại đi một chuyến. Tiêu Phàm âm thầm quyết định, mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đều muốn đi thử một lần. Đương nhiên, chủ yếu nhất là đi bái kiến vị sơn chủ Tu La Sơn kia, phải được sơn chủ thừa nhận, Tiêu Phàm mới có thể tham gia tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Nhưng hắn ở nơi này không quen ai, muốn gặp được sơn chủ Tu La Sơn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ ngợi một hồi, Tiêu Phàm bước ra khỏi tiểu viện. Đúng lúc Sở Khinh Cuồng đi tới, Tiêu Huynh, Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương ra ngoài tìm hiểu tin tức, lâu như vậy còn chưa trở lại, có phải đã gặp chuyện gì nguy hiểm không? Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai người bọn họ ra ngoài tìm hiểu tin tức đã một canh giờ, tìm hiểu một chút tin tức vốn không cần tốn nhiều thời gian như vậy. Nếu là bình thường, Tiêu Phàm sẽ không nghi ngờ hai người gặp được nguy hiểm gì, nhưng nơi này chính là Tu La Cổ Thành. Có không ít cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong. Nếu có người cố ý làm khó Kiếm La và Tiếu Thiên Dương, hai người thật sự có thể không về được. Đi, đi tìm bọn hắn, tiện đường đi dạo chợ đêm ở Tu La Cổ Thành. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Sở Khinh Cuồng gật đầu, lúc này, Thanh Phong Lão Tổ cùng Xích Vân Lão Tổ cũng bước ra khỏi gian phòng của mình, nhìn thấy hai người Tiêu Phàm chuẩn bị đi dạo chợ đêm, hai người cũng muốn cùng đi. Lúc này, Tiêu Phàm mới phát hiện, mặc dù hai người này nhìn như bị năm tháng mài mòn góc cạnh, nhưng thực chất bên trong vẫn là lộ ra khí thế sắc bén. Tu La Sơn được gọi là đầm rồng hang hổ, hai người nếu đã theo Tiêu Phàm tới đây, cũng muốn dốc lòng xông pha một lần, tự nhiên không sợ Tu La Cổ Thành nữa. Nhưng khi mấy người vừa chuẩn bị ra khỏi tiểu viện, một đạo thân ảnh từ xa đột nhiên bay tới, đang rơi xuống đất. Kiếm La tiền bối. Sở Khinh Cuồng tinh mắt nhận ra người đang bay đến là ai, vội vàng đạp không xông lên, đỡ lấy Kiếm La. Giờ phút này Kiếm La, máu me khắp người, trên người có rất nhiều vết kiếm, hiển nhiên bị thương không nhẹ,
hơn nữa sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể vô lực, ngay cả đứng cũng không vững. Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dáng Kiếm La, thần sắc ngưng tụ, cất bước đi qua ngồi xuống, tay bắt được tay của Kiếm La, linh hồn lực thăm dò vào trong thân thể Kiếm La. Sau một khắc, Tiêu Phàm cau mày, lấy ra mấy cái kim châm, cắm vào thân thể Kiếm La, phong bế kinh mạch toàn thân hắn. Hắn trúng độc, sắc mặt Thanh Phong lão tổ trầm xuống. Tiêu Phàm không để ý tới câu hỏi này, mà toàn lực thi triển thần thông, rút từng tia khí độc ra khỏi cơ thể Kiếm La, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, Kiếm La mới chậm rãi khôi phục một tia huyết khí. Công tử, nhanh, nhanh cứu Tiếu Thiên Dương. Kiếm La khôi phục lại thần trí trước, dùng hết toàn lực phun ra một câu, thần sắc vô cùng sốt ruột. Là ai? Tiêu Phàm đằng đằng sát khí nói, mang theo Kiếm La bay lên bầu trời đêm. Cũng khó trách Tiêu Phàm phẫn nộ, Kiếm La bị khí độc công tâm, chỉ thiếu một chút xíu, cho dù là hắn cũng không thể cứu được. Loại độc này không phải quá bá đạo, nhưng mấu chốt là Kiếm La vận động mạnh, khiến tốc độ huyết dịch lưu động tăng nhanh, khí độc đã bắt đầu ăn mòn toàn thân, linh hồn cũng có chút uể oải suy sụp. Cũng may ý chí của Kiếm La đủ kiên cường, mới có thể kiên trì lâu như vậy, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm chết, muốn quay về mật báo cũng không được. Là một người kế thừa Tu La Sơn, tên là Tả Giang Lê, hắn cùng với Tiếu Thiên Dương có thù, hôm nay luôn theo dõi hai người chúng ta, cuối cùng chúng ta bị bọn hắn đánh lén. Kiếm La có chút suy yếu nói. Tả Giang Lê, Tiêu Phàm cau mày một cái tên này hắn đã nghe Cổ Nhược Trần nhắc tới, chính là một người kế thừa mà Tam Trưởng Lão ủng hộ. Hắn vừa quyết định ngày mai đi gặp vị Tam Trưởng Lão này, không ngờ nhanh như vậy đã có thể gặp nhau. Bọn hắn đi đâu? Sở Khinh Cuồng lại hỏi. Ta không biết, Tiếu Thiên Dương để cho ta chạy trước, nên ta về tìm công tử. Kiếm La cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi. Lần này bọn hắn bị đánh trở tay không kịp, hơn nữa bị người dùng độc công kích, lúc ấy Tiếu Thiên Dương để hắn chạy trước, hắn cũng muốn lập tức rút lui chạy về báo tin, sao có thể biết Tiếu Thiên Dương bị bắt đi đâu. Nếu như chính diện đối địch, với thực lực của Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương, hai người không có khả năng bị đánh bại nhanh chóng như vậy. Các ngươi bị đánh lén ở nơi nào? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Tu La cổ thành rất lớn, muốn tìm Tả Giang Lê cũng không dễ dàng, bây giờ đối với bọn hắn mà nói, thời gian rất quan trọng. Nếu Tiếu Thiên Dương đã gia nhập Tu La Điện, Tiêu Phàm xem như Tu La Điện chủ, tất nhiên có nghĩa vụ phải bảo vệ an nguy của hắn, nếu Tiếu Thiên Dương chết trong tay Tả Giang Lê, về sau còn có ai dám gia nhập Tu La Điện nữa? Nếu như Tiếu Thiên Dương thật sự chết đi, Tiêu Phàm không ngại ở đây đại khai sát giới một phen. Bên kia, Kiếm La chỉ về một phía, hắn mặc dù vội vàng chạy trốn, nhưng vẫn nhớ được phương hướng. Tiêu Phàm mang theo Kiếm La nhanh chóng tới đó, mấy người rất nhanh đã đi tới một ngõ nhỏ âm u, giao Kiếm La cho Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm bước lên trước xem xét. Công tử, thật xin lỗi. Thật lâu sau, Kiếm La đi đến trước người Tiêu Phàm. Phù một tiếng muốn quỳ xuống. Ngươi làm gì vậy? Tiêu Phàm dùng một luồng sức nâng Kiếm La dậy, quát lạnh nói. Nếu như không phải ta chạy trốn, Tiếu Thiên Dương cũng sẽ không. Giọng Kiếm La có chút khàn khàn nói, nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất hắn chạy trốn. Cho dù lần trước Võ Nhược Phong bị Tiếu Thiên Hoàng bắt sống, hắn cũng không có vứt bỏ Võ Nhược Phong, nhưng lần này, hắn lại chạy. Nếu ngươi không chạy, bây giờ ta hẳn là đã nhận được hai thi thể. Tiêu Phàm lắc đầu nói, nếu Kiếm La không chạy, đối phương nhất định sẽ hạ sát thủ, bởi vì không ai biết bọn họ bị ai giết. Vậy Tiếu Thiên Dương, Kiếm La lo lắng nói, hắn vẫn có chút tự coi thường bản thân. Chính là bởi vì ngươi chạy, cho nên đối phương mới không giết chết Tiếu Thiên Dương. Trong giọng nói Tiêu Phàm lộ ra một tia sắc bén, cùng không cho phép phủ định. Tiếu Thiên Dương không chết. Sở Khinh Cuồng kinh ngạc nói, trên mặt Kiếm La lộ ra vẻ mừng như điên, hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ lại nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn không biết vì sao Tiêu Phàm lại chắc chắn Tiếu Thiên Dương không chết, theo hai người, Tiêu Phàm chỉ đang an ủi Kiếm La thôi. Không chết, ngữ khí Tiêu Phàm đã biến thành lạnh lẽo, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Kiếm La, ngưng tiếng nói, nguyên khí của ngươi đã khôi phục kha khá rồi, ăn đi. Kiếm La nhận lấy đan dược, không chút do dự nuốt vào, ngay sau đó, khí thế trên người hắn nhanh chóng tăng lên,
rất nhanh liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu đã khôi phục, vậy cùng ta đi giết người. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, lách mình liền biến mất tại chỗ. Thiên Vân Các, một trong bốn quán rượu ở thành Tây Tu La Cổ Thành, xây dựng ven Lâm Hồ, một địa phương có quang cảnh rất đẹp ven hồ, đồng thời cũng là một trong bốn cửa vào Huyết Hồ Thủy Điếu. Người có thể lên Thiên Vân Các, đều là người có thân phận bất phàm, bước chân vào nơi này đã trở thành tượng trưng cho thân phận. Đứng ở bên trên Thiên Vân Các, lờ mờ có thể xuyên thấu qua mênh mông sương mù, nhìn thấy Tu La Sơn đen nghịt ở phía đối diện. Đáng tiếc, ở giữa cách một huyết hồ rộng lớn, cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng không thể bay qua huyết hồ, một khi có người xuất hiện phía trên huyết hồ, sẽ có một hấp lực to lớn sinh ra, cho dù cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong cũng sẽ bị hút rơi xuống. Cho nên, những người muốn tiến vào Tu La Sơn, đều phải thuê thuyền, đương nhiên, người bình thường cũng không dám tùy tiện tiến về Tu La Sơn. Nơi đó đối với đa số người, chính là một mảnh tuyệt địa, cho dù là Tu La đệ tử cũng có rất nhiều người không có tư cách bước vào trong đó. Một khi mạnh mẽ xông vào, bất luận là kẻ nào đều có thể gặp phải nguy hiểm, một khi không cẩn thận liền mất mạng. Ban đêm Thiên Vân Các vẫn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt ầm ĩ, quang mang bắn trên lầu các hắt ra phía trên huyết hồ, có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt hồ hiện ra ánh sáng màu máu. Bóng đêm dường như đều bị hồ nước màu máu nhuộm thành màu đỏ, nhìn qua mà giật mình. Nhất là vào buổi sáng, thời khắc ánh dạng đông chiếu xuống, mảnh huyết hồ này trở thành một đại kỳ quan của Tu La Cổ Thành. Giờ phút này, trên lầu cao nhất ở Thiên Vân Các, mấy bóng người vây quanh một cái bàn, mấy người trò chuyện với nhau, cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Ngồi ở vị trí thủ tọa là một thanh niên mặc chiến bào màu trắng trên chiến bào thêu lên hoa văn kim sắc. Dáng người thanh niên này cao to, mi thanh mục tú, tuấn lãng vô cùng. Ánh mắt những người khác khi nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng tràn đầy vẻ kính sợ, người này không phải ai khác, chính là một trong tám người kế thừa Tu La Sơn, Tả Giang Lê. Tả Giang Lê uống mấy chén rượu vào trong bụng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chỉ là ánh mắt hắn vẫn lạnh băng, như đao như kiếm, cười lạnh nhìn chằm chằm một thanh niên áo bào màu máu bên cạnh. Huyết bào vốn là bạch bào, nhưng bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, chính là Tiếu Thiên Dương đang bị thương thảm trọng. Giờ phút này Tiếu Thiên Dương lại không có thần thái lúc trước, hắn bị trói gô vứt trên mặt đất, trên mình đầy thương tích, vết kiếm ngang dọc, chỉ có một đôi con mắt vẫn trong suốt và sắc bén. Tiếu Thiên Dương, người đường đường là tứ vương tử của Thương Sinh Thần Quốc, sau khi Tiếu Thương Sinh chết, người có cơ hội trở thành thần chủ mới đúng. Nhưng ta không ngờ, ngươi lại không có gan tranh với Tiếu Thiên Tà. Tả Giang Lê cười nhạo nhìn Tiếu Thiên Dương. Xen lẫn phẫn nộ là một tia sát ý, ở một cái, Tả Giang Lê vừa giận vừa nói, không có gan cùng Tiếu Thiên Tà tranh thì thôi, nhưng ngươi lại thần phục đổ phế vật Tu La Điện ở chiến hồn đại lục kia. Nói đến đây, Tả Giang Lê đã động sát tâm, thiếu chút nữa đã không nhịn được giết Tiếu Thiên Dương. Bại tướng dưới tay mà thôi, ngay cả sách giày cho công tử. Ngươi cũng không xứng. Tiếu Thiên Dương hung ác nói, cho dù sắc mặt tái nhợt, giọng nói của hắn cũng vẫn to như cũ. Hừ, hôm nay không phải ngươi là bại tướng trong tay ta hay sao? Tả Giang Lê đập một tay xuống, trong miệng Tiếu Thiên Dương phun đầy máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài mấy trượng. Tả Giang Lê sở dĩ tức giận như thế, là bởi vì Tiếu Thiên Dương đã từng đánh bại hắn. Mà bây giờ Tiếu Thiên Dương lại thần phục người hắn xem thường nhất là điện chủ Tu La Điện ở chiến hồn đại lục, đây chẳng phải là nói hắn làm nô tài cho Tiêu Phàm cũng không xứng. Nghĩ vậy, Tả Giang Lê giận không thể nhịn được, đây quả thực là trắng trợn vũ nhục hắn. Suy đi nghĩ lại, Tả Giang Lê liền mang một số người đi tìm Tiêu Phàm cùng Tiếu Thiên Dương gây phiền phức, lại không ngờ gặp được Tiếu Thiên Dương, Tả Giang Lê tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là thủ đoạn của hắn có chút bị ổi. Sử dụng độc dược để đối phó Tiếu Thiên Dương cùng Kiếm La, bằng không, hắn chưa chắc có thể bắt được Tiếu Thiên Dương. Ngươi giỏi thì giết chết ta đi, bằng không, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tiếu Thiên Dương lại phun ra một ngụm máu tươi, cười gằn nói. Hắn lúc đầu cũng là nhân vật không sợ trời đất, cho dù hiện tại không còn thân phận vương tử, nhưng hắn vẫn là một người kiệt ngạo bất tuần, Tả Giang Lê chỉ là một tên bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Tự nhiên không cần thiết sợ hãi. Huống hồ, Kiếm La đã chạy trốn, hắn tin tưởng Kiếm La rất nhanh sẽ tìm được Tiêu Phàm.
giết chết ngươi, chẳng phải quá tiện nghi cho ngươi rồi. Tả Giang Lê nhe răng cười một tiếng, đi đến bên người Tiếu Thiên Dương, một tay bóp cổ Tiếu Thiên Dương, cười ta nói, ta cũng phải nhìn xem chủ tử của ngươi có phải thực sự rất lợi hại hay không, đến Tiếu Thương Sinh cũng bị hắn giết chết. Hắn sẽ khiến ngươi sợ hãi đến run rẩy. Tiếu Thiên Dương phun ra mấy chữ, trên mặt vẫn nở nụ cười. Thực lực của Tiêu Phàm, Tiếu Thiên Dương vẫn luôn không nhìn thấu, tên Tả Giang Lê này đến hắn còn không thể đánh thắng, thì sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm. Nghe Tiếu Thiên Dương nói, Tả Giang Lê tức giận đến mức toàn thân đều không ngừng run rẩy, nhe răng trợn mắt nói, ngươi thật sự cho rằng may mắn đánh bại ta một lần, là ăn chắc ta sao? Không sợ nói cho ngươi biết, tên chạy thoát kia đoán chừng đã trúng độc bỏ mình. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi vẫn chưa giết ta, không phải là lo lắng công tử tìm tới cửa sao? Tiếu Thiên Dương khịt mũi coi thường nói, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng. Kiếm La trúng độc nặng hơn hắn, mặc dù chạy trốn, nhưng chưa chắc có thể chống đỡ về đến khách trạm. Giết ngươi, chẳng qua là việc sớm muộn mà thôi, nhưng trước đó, còn phải để ngươi đến trợ hứng cho mấy vị huynh đài này. Tả Giang Lê nhe răng cười nói. Mấy người bên cạnh hắn nghe vậy, trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Dám đắc tội Tả công tử, ta xem ngươi đã ăn tim gấu gan báo, không giết ngươi là Tả công tử đã vô cùng nhân từ đối với ngươi. Đúng rồi, thế mà ngươi lại không cảm kích, còn muốn đối phó với Tả công tử, nếu đổi thành ta, đã giết ngươi nghìn vạn lần cũng không đủ. Ta nghe nói huyết hồ thủy điếu sắp đến, bọn cá bên trong huyết hồ đã sao động bất an, hơn nữa bọn cá này thích nhất chính là máu tươi của tu sĩ chiến thần, Tả công tử, tên này chính là một mồi câu sống. Ha ha, nói không chừng Tả công tử được phúc tinh chiếu tới, trực tiếp câu được một con thập văn áo nghĩa thần ngư cũng khó nói. Tả Giang Lê mời đến mấy người, người một lời ta một câu, bọn chúng thi nhau vuốt mông ngựa Tả Giang Lê, Tả Giang Lê coi đó là một loại hưởng thụ. Đề nghị này không tệ, cũng coi như trợ hứng cho mấy người các ngươi. Tả Giang Lê cười ha ha một tiếng. Tiết mục Tả công tử tự mình sắp xếp, chính là vinh hạnh của chúng ta. Mấy người khác vội vàng chắp tay một cái, trên mặt đều là nụ cười lạnh lùng. Sắc mặt Tiếu Thiên Dương vô cùng âm trầm, mặc dù hắn chưa đi qua huyết hồ, nhưng là biết rõ bên trong huyết hồ trừ áo nghĩa thần ngư ra, còn có các loài hồn thú khác, những loài hồn thú kia đều là vô cùng tàn bạo. Nếu bản thân bị vứt xuống như thế, đoán chừng không cần chờ bọn Tiêu Phàm đến, cũng sẽ bị các hồn thú này phân thây, dù sao, bây giờ hắn không có chút tu vi nào. Tiếu Thiên Dương, xem ra chỉ có thể tiện nghi ngươi. Tả Giang Lê chậm rãi đi về phía Tiếu Thiên Dương. Ánh mắt Tiếu Thiên Dương lộ ra vẻ hung ác, Tả Giang Lê nhìn thấy bộ dáng phẫn nộ này của hắn, trong lòng lại càng hưng phấn cùng thỏa mãn. Chậm rãi hưởng thụ nhé, Tả Giang Lê càn rỡ nói. Nhấc chân chuẩn bị đá tới Tiếu Thiên Dương. Người động đến hắn một cái thử xem. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một giọng nói băng lãnh vang lên, trong nháy mắt nhiệt độ xung quanh cả tòa Thiên Vân Các đều hạ thấp mấy chục độ, chân phải Tả Giang Lê mạnh mẽ dừng giữa hư không. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.